Chương 1297, nâng cấp lên thành phố. Nâng cấp lên thành phố. Trên notebook, hắn không chỉ dùng những phác họa giản đơn để vẽ lại cảnh tượng ngay lúc đó, hơn nữa, còn viết chật kín những vấn đề, đề nghị và suy tư. Tổ viên của nhóm đều rất hưng phấn, cái này không chỉ riêng là đi dạo, mà thực sự là phát hiện ra rất nhiều sự vật mới, cũng khai quật được rất nhiều vấn đề mới. Có vấn đề cảm giác còn rất kỳ quái, tổng thể cảm giác là về mức độ tuyên truyền của quốc gia ở một vài phương diện vẫn còn chưa đủ, khiến cho nhân dân phía dưới hiểu lầm. Phải biết rằng, dân chúng nào có nhiều thời gian rỗi rãi vậy để hiểu biết về chính sách. Cho dù là có thời gian, bọn họ cũng lấy việc đánh mạt trược là việc chính. Cho nên, việc tuyên một cách truyền chính xác là mấu chốt rất quan trọng, đặc biệt là trong giáo dục nhà trường, giáo dục từ khi còn nhỏ mới là đạo lý cứng rắn. Ví dụ liên quan đến việc gia nhập WTO, người dân ở dưới đều hô chó sói đến rồi. Mà những người thuộc tầng lớp tiểu thương bán hàng rong nhất định sẽ có tâm lý hoảng sợ. Cho rằng người ngoại quốc cướp mất bát cơm của họ. Lưu Trấn, Phó trưởng Ban Bộ Đối ngoại Mậu Dịch và Hợp tác Kinh tế cười nói. Người trong nước nghĩ người ngoài quốc mạnh quá, tự bớn cờ chính mình quá thấp. Sói đến cũng không đáng sợ, mấu chốt là chúng ta phải làm như thế nào để cùng họ xúc tiến, cùng nhau thu lợi mới được. Đương nhiên, khi mới gia nhập WTO, sản phẩm ngoại quốc nhập vào mạnh mẽ, chắc chắn hàng nội địa chúng ta sẽ gặp phải sự tấn công nhất định. Nhưng tổng thể mà nói, những nơi như Nghĩa Ô, Thụy An, họ đã hình thành được cơ sở tiểu thương phẩm nhất định, cũng không cần phải nghe gia nhập WTO mà lo lắng, khủng hoảng, phải không? Tự chúng ta cùng là có ưu thế. Cải cách cần thời gian thai nghén, gia nhập WTO cũng vậy. Mới đầu không quen, có thể có lúc sẽ không biết làm thế nào. Nhưng, nếu chúng ta chuẩn bị tốt, dần dần cọ sát, thậm chí xung đột, rồi chúng ta cũng sẽ trưởng thành thôi. Tóm lại không được sợ sói mà trốn đi không gặp, nếu như thế, chúng ta lại trở về thời bế quan tỏa cảng triều nhà Thanh rồi. Bế quan tự thủ thì có gì tốt chứ, người ta dùng thuốc súng của người Trung Quốc ta phát minh ra chế thành đại pháo, oanh mở cả đại môn của chúng ta, chẳng phải thế sao? Cho nên, học tập, tham khảo, hòa nhập, chuyển biến mới là đạo lý đúng đắn. Vĩ Nhân đề xướng cải cách, thực ra là muốn chúng ta tiếp nhận tư tưởng lý luận tấn công mới, tiến thêm một bước kiên định tư tưởng của chúng ta, mở rộng tầm nhìn, dũng cảm mở rộng cửa nghênh đón thế giới. Diệp Phàm cười nói, nhóm chúng ta lần này lấy phương diện kinh tế tư nhân làm chủ đề nghiên cứu và thảo luận chính thôi. Hơn nữa, nghênh đón thế giới cũng không phải bán nước cầu vinh, cũng không phải là rước beo về nhà. Phó trưởng ban Thôi Nhất Tân cười nói. Gia nhập WTO chính là một vấn đề tốt, trưởng ban Thôi nói đúng lắm. Phó trưởng ban Trương Oánh Nguyệt có cách nhìn của riêng mình. Vấn đề gia nhập WTO này rất nhiều người thảo luận rồi, đã là tiêu điểm của giai đoạn này. Chúng ta nếu thảo luận lại chuyện này, thành tích lần này chắc chắn sẽ không được điểm cao. Muốn được điểm cao, đường kiếm nét bút phải nghiêng quá mức một ít. Tài liệu điều tra nghiên cứu đại chúng hóa phải bình dị một chút. Cho nên, đề tài nghiên cứu của chúng ta chọn lần này, phải là ở giữa hai loại tình huống này. Vừa không được lạ lắm, cũng không thể quá đại chúng. Huyện Ma Xuyên chính là một ví dụ rất tốt, đương nhiên, nếu đi theo vấn đề làm giàu này mà nghiên cứu thì quá bình thường. Ai chẳng biết muốn làm giàu thì trước đó phải có đường đúng không? Mấu chốt là chúng ta phải đi từ cái bình thường mà phát hiện ra cái không bình thường. Việc này, có lẽ chính là lời phản bác đúng đắn mà các cao nhân đã nói mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Tổ trưởng Diệp, cái gì gọi là phản bác trở về bản chất thật? Thôi Nhất Tân cười nói. Phát hiện cái vĩ đại trong cái bình thường, cuối cùng quy về cái bình thường, chính là lý luận mới của phản bác quy chân. Diệp Phàm như cười như không, làm cho mọi người đều mỉm cười. Ngày 10 tháng 9, một đoàn người đến thị xã Đức Bình tỉnh Nam Phúc. Nghe nói. Có một đoàn điều tra nghiên cứu cao cấp đến, Bí thư Địa ủy Đức Bình Trang Thế Thành và Chủ tịch Địa khu Lô Trần Thiên mang theo 4 người đích thân đến thị xã Đức Bình nghênh đón. Đương nhiên, đây là một nghi thức tiếp đón phi chính thức. Dù sao, đám người Diệp Phàm là lấy danh nghĩa học tập mà xuống đây, chứ không phải lãnh đạo thượng cấp phái xuống. Tâm tư hai người Trang, Lô, đương nhiên Diệp Phàm hiểu, Diệp Phàm cũng có cái tâm tư này, bởi vì, trong cùng nhóm có 3 vị phó trưởng ban. Còn có vài vị cán bộ cấp giám đốc sở. Hơn nữa, đều công tác ở các bộ và ủy ban trung ương. Cho nên,
có thể là chút việc cho Đức Bình, Diệp Phàm cũng đồng ý xem xét. Nhóm điều tra này bước vào nhà khách Đức Bình dưới sự đón tiếp nhiệt tình, niềm nở của bộ máy ủy viên địa ủy Đức Bình. Hơn nữa, tổ trưởng nhóm điều tra là Diệp Phàm, cán bộ Đức Bình dù trước kia không thể nào tiếp đãi các đồng chí nhóm Diệp Phàm, giờ phút này cũng là tiếp đón thân mật, nhiệt tình. Đồng thời, đám quan viên Đức Bình cũng thấy được năng lượng của Diệp Phàm, không thể ngờ người ta dù ở đâu cũng khiến người khác chú ý, học ở trường Đảng Trung ương ra không ngờ cũng làm đến thân phận một tổ trưởng, dưới tay không ngờ lại có đến ba vị phó trưởng ban. Buổi tối, trong khách sạn mở hai tiệc bàn tròn lớn, trong đó một bàn là để toàn thể thành viên tổ điều tra, và bốn người tiếp khách Trang Thế Thành, Lô Trấn Thiên, Phó Bí Thư Tôn Quốc Đống và Triệu Sa Thành ngồi. Một bàn khác là dành cho bộ máy ủy viên địa ủy Đức Bình, Phó Chủ tịch thành phố, còn có Bí Thư quận ủy Thông Đô, Đức Bình và hai vị chủ tịch quận nữa. Về cơ bản, người hai bàn này đều là tầng lớp cán bộ cốt lõi của Đức Bình. Hôm nay, Tổ trưởng Diệp cùng trưởng ban Thôi, Trương trưởng ban, Lưu trưởng ban và 12 vị khách tôn quý đã đến Đức Bình chúng ta điều tra, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mọi người trong sảnh cùng chúc mừng nào, Trang Thế Thành mở miệng cười nói, đưa mắt nhìn mọi người một cái. Tôi đại diện ủy ban thị xã Đức Bình chân thành hoan nghênh các vị từ xa đến thăm Đức Bình. Về sau tổ điều tra có gì cần Đức Bình phối hợp xin cứ nói, các đồng chí của Đức Bình sẽ phối hợp, ủng hộ vô điều kiện, nhân dịp này, chúng ta cùng nhau nâng cốc, thế nào? Trên bàn lập tức vang lên nhiệt tình vỗ tay, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Âm thanh chạm cốc không dứt bên tai. Mọi người cùng uống một ly. Sau khi ngồi xuống, lúc này, Lô Trần Thiên cười nói. Nên mời đồng chí Diệp Phàm, tổ trưởng tổ điều tra phát biểu vài câu, thế nào? Nói ra, đồng chí Diệp Hàm hơn một năm trước vẫn là cán bộ của Đức Bình chúng ta, lúc đồng chí Diệp Phàm được đề bạt lên ngư đồng nhậm chức, các cán bộ Đức Bình chúng ta đều luyến tiếc. Đến nay, mấy chục vạn dân huyện Ma Xuyên và mấy vạn dân thôn Đại Vũ của Đức Bình vẫn đều nhắc tới đồng chí Diệp Phàm thật là tốt. Lại một chàng vỗ tay nhiệt tình nữa, Diệp Phàm sau khi khiêm nhượng bị Thôi Nhất Tân và ba vị phó trưởng ban đề cử, nói. Nói thật, tôi là cán bộ đi ra từ Đức Bình, rất luyến tiếc Đức Bình. Đức Bình có rất nhiều cán bộ là anh em của tôi, có những lãnh đạo quan tâm tôi như anh trai như Bí Thư Trang, Chủ tịch địa khu Lô. Hôm nay trở về, nhìn thấy Đức Bình hoàn toàn đổi mới, lúc tôi đến gần thôn Đại Vũ. Thật không thể tin được cái nơi mà năm trước thôi còn là cái thôn rác rưởi hôi và bẩn. Giờ những nhà cao tầng mới tinh, đường phố sạch sẽ, rộng rãi, còn có những thôn dân nhiệt tình, lịch sự. Không, giờ không thể gọi là thôn dân nữa, thôn Đại Vũ đã chuẩn bị xây dựng thành một khu của thủ phủ Đức Bình, nên gọi là thị dân mới đúng. Tất cả những điều này, đều không tách rời những nỗ lực cố gắng kìa các vị lãnh đạo Đức Bình đang ngồi đây. Chính là mọi người. Trí tuệ và sự cần lao của mọi người đã khiến Đức Bình thay đổi như thế, Diệp Phàm nhiệt tình nói những lời giạt rào, lập tức nâng cốc hướng về phía cao. Sau những tiếng vỗ tay, Diệp Phàm nhìn Lô Trần Thiên một cái, cười nói. Từ khi cải cách mở cửa tới nay, đứa mình cũng không có lấy gì làm phát triển lắm. Tuy nhiên, hai năm nay sự thay đổi rất rõ rệt. Tôi muốn nói, trên các phương diện đều có sự biến đổi rõ rệt, tựa như bị chiếc kén bao bọc kín rồi bộc phá ra bay lượn. Nghe nói Đức Bình đang chuẩn bị nâng cấp lên thành phố, hơn nữa bản kế hoạch cũng đã có, không biết là, đã được thông qua chưa? Diệp Phàm nói những lời này đương nhiên có mục đích, bởi vì, trước khi đến, Diệp Phàm đã gọi điện cho Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên, mới biết được Đức Bình đang ở trong danh sách cạnh tranh nâng cấp lên thành phố. Năm nay toàn bộ tỉnh Nam Phúc có 3 địa khu, là Nam Lĩnh, Đức Bình, và Tam Dương đang cạnh tranh nhau vào danh sách được nâng cấp lên thành phố. Quốc vụ viện chỉ cho một chỉ tiêu, vốn là, nếu có điều kiện chuẩn bị thì sẽ không có hạn chế chỉ tiêu, nhưng có điều đúng ra mà nói 3 địa khu này của Đức Bình hoàn toàn không có tiêu chuẩn được nâng cấp lên thành phố của quốc vụ viện. Dưới sự đề cử mạnh mẽ của Ủy ban tỉnh Nam Phúc, quốc vụ viện cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp ứng tuyển một trong 3 địa khu trên. Câu trả lời này truyền xuống khiến cho một trận chấn động mạnh xảy ra. Hiện tại, 3 địa khu đều muốn rút được thứ nhất. Mà Đức Bình nằm giữa 3 địa khu này, chỉ có thể nói là nằm vây giữa dòng, dưới sự phát triển mạnh của Ma Xuyên và sự tác động mạnh mẽ của quốc lộ Thiên Tường, mới hơn một năm mà khoảng cách với địa khu Nam Lĩnh đã bị kéo lại gần. Tuy nói tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ma Xuyên rất khả quan, nhưng Đức Bình quá lớn, khu vực lạc hậu đã kéo thụt lùi lại.
mà so sánh với vị xếp hạng tiếp theo là địa khu Tam Dương. Địa khu Tam Dương dựa vào khu du lịch thẳng cảnh được trời cho mà tốc độ tăng trưởng cao, nước mình cũng gần với địa khu Tam Dương chỉ mạnh hơn có một chút, nên khoảng cách cũng không phải là quá lớn. Cho nên, khi ba địa khu cạnh tranh, nước mình cũng không có nhiều ưu thế. Hơn nữa nước mình là địa khu đất liền, không giáp biển, chỉ dựa vào núi. Cho nên, lần này không nâng cấp lên được thành phố, hai vị thủ trưởng tối cao của nước mình là Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên này có chút thiếu tự tin trong lòng. Hơn nữa, bộ máy địa ủy nước mình sau khi phân tích, cho rằng, không có điều kiện áp đảo địa khu Nam Lĩnh, có đồng chí còn cho rằng, trừ khi xuất hiện kỳ tích, bằng không chỉ có thể là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lúc vừa mới nhận được tin Diệp Phàm muốn dẫn nhóm điều tra nghiên cứu từ trường đảng Trung ương tới, sau khi nghe ngóng về các tổ viên trong nhóm, mí mắt Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên nhảy dựng lên, lập tức cảm nhận được mùi vị nào đó. Cho nên, lần này hai vị lãnh đạo mới đón tiếp đoàn hoan hỷ thế mà lại còn chỉ là đoàn điều tra không chính quy. Những lời này của Diệp Phàm đương nhiên tạo ra thế khó hiểu cho Đức Bình rồi. Ngày 15 tháng 2 năm 1983, Quốc vụ viện Trung ương đề ra thông báo một số vấn đề sửa đổi về cơ cấu cơ quan chính đảng thành phố cấp địa, châu, vạch ra lấy phát triển kinh tế thành thị làm trung tâm, lấy Quảng Đại nông thôn làm cơ sở, từng bước thực hiện thế chế thị lãnh đạo huyện, khiến thành thị và nông thôn cùng kết hợp chặt chẽ và phát triển, xúc tiến phát triển kinh tế, văn hóa sự nghiệp thành phố. Nâng cấp lên thành phố tuy chỉ là thay đổi cách gọi, chức vị cán bộ các cấp cũng chỉ thay đổi cái tên, nhưng địa vị phát triển và lợi ích thực tế thì lại không giống như cũ, nếu không vì sao mọi người lại phải kích động mạnh mẽ thế. Chương 1298, có phải Việt Đông có hành động lớn gì không? Tổ trưởng Diệp này, nói thật là chúng ta đang cạnh tranh với khu Nam Lĩnh và khu Tam Dương về việc nâng cấp lên thành phố, sự khác biệt kinh tế giữa ba khu vực không lớn lắm, ngoài ra thì các mặt khác cũng không kém gì nhau. Nếu quốc lộ của Đức Bình không phát triển mạnh như của Ma Xuyên thì chúng ta chẳng có hy vọng gì. Chỉ có điều, trước khác giờ khác, nếu tổ điều tra xuống đây là muốn điều tra, thì những vấn đề như việc phát triển kinh tế Đức Bình, đời sống của nhân dân đều sẽ trở thành đối tượng điều tra. Mà đối với việc nâng cấp lên thành phố thì địa ủy và ủy ban nhân dân địa khu chúng ta đều không đủ lực, nên phải tranh thủ nắm lấy cơ hội này. Lộ Trần Thiên nói rất hùng hồn và tỏ thái độ rất cương quyết. Diệp Phàn cười đáp, trưởng ban Thôi, trưởng ban Trương, trưởng ban Lưu, thưa các đồng chí tôi thấy rằng đây chính là một cơ hội, Đức Bình đang chuẩn bị nâng cấp lên thành phố, nguyên vật liệu chắc chắn phải đầy đủ, chúng ta mượn dùng tạm thì quá thuận tiện, đây chính là một đề tài nghiên cứu rất hay. Ừ, xem ra chúng tôi đến thật đúng lúc, ha ha ha. Thôi Nhất Tân tất nhiên không hề ngốc, nếu là Diệp Phàm nhắc nhở, thì người ta đã sớm chào hỏi trước rồi, nếu như xuống đến đây rồi thì vì Đức Bình tốn ít công sức cũng có sao đâu. Mà Trương Oánh Nguyệt và Lưu Trấn đều tỏ ra ủng hộ Diệp Phàm, bốn vị đứng đầu đều đã đồng ý, các thành viên của các nhóm khác đâu còn dám đưa ra ý kiến gì khác nữa, đành phải vỗ tay tán thành thôi. Hơn nữa, các vị lãnh đạo của Đức Bình đối đãi các vị như Thượng Đế, không giúp họ chút chuyện thì thật chẳng ra sao. Ồ, thật tiếc, nếu biết sớm thì chắc có lẽ Tổ trưởng Diệp sẽ bật đèn xanh cho Đức Bình các vị. Tuy nói nâng cấp lên thành phố phải xem chỉ tiêu, nhưng nó cũng có những điều kiện nhất định, kinh tế và nhân văn đều phải đạt tiêu chuẩn mới được. Nếu tỉnh ủy Nam Phúc đã đồng ý cho Đức Bình tham gia cạnh tranh thì có nghĩa là Đức Bình các vị đã có những mặt nào đó đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên, đạt tiêu chuẩn là một chuyện, nhưng thực sự có đúng như thế không lại là một chuyện khác. Nhưng bất luận chuyện gì thì chắc chắn là đều có mẹo để tìm ra thực hư thế nào. Thôi Nhất Tân giả bộ đáng tiếc nói. Trưởng ban Thôi, đồng chí nói tới việc đích thân thủ tướng tiếp đón hả? Thứ trưởng Lưu Trấn cố ý hỏi. Đúng đúng, tôi nghĩ chắc các đồng chí bên Đức Bình đều đã xem trên TV rồi. Mấy ngày trước đích thân thủ tướng tiếp đón tổ trưởng Diệp, hơn nữa. Lưu Trấn nói đến đây thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta. Ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp. Hơn nữa, còn may mắn được ăn cơm trưa cùng thủ tướng ở nhà khách điếu ngư Đài Quốc Tân, thật đáng để chúc mừng. Các thành viên trong nhóm của Diệp Phàm không có phản ứng gì trước lời nói của Lưu Trấn vì bọn họ đã sớm bị bất ngờ từ trước rồi, giờ trong lòng vẫn còn hâm mộ. Tuy nhiên, các đồng chí ở Đức Bình lại có chút kích động rồi. Chỉ thấy có đồng chí phó bí thư Tôn Quốc Đống đứng lên nói. Thế thì đúng là chuyện đáng mừng rồi lại nói đến sự hổ thẹn, tối hôm đó đúng lúc đài truyền hình khu vực chúng tôi đang được sửa sang lại,
bởi vậy ngừng hết các tín hiệu truyền hình trong 3 ngày. Cán bộ ở khu vực chúng tôi tính ra chẳng có ai biết, chứng tỏ tin tức về đến tai họ là rất ít, đài truyền hình khu vực phải tăng thêm độ phủ sóng, cải thiện về mọi mặt để đưa đủ tin tức tới mọi người. Ồ, nghe được tin này, tôi có chút đau lòng, có câu, gần quan được ban lộc, nếu như sớm kết giao với đồng chí Diệp Phàm thì có phải tốt không? Chỉ cần nhắc tới hai chữ Đức Bình trước mặt Thủ tướng đã là vinh dự cho Đức Bình rồi, thật là tiếc. Phó Chủ tịch Thường trực Địa khu Triệu Sa Thành than thở. Nào, các cán bộ Đức Bình chúng ta cạn ly nào, uống vì vinh quang mà đồng chí Diệp Phàm của chúng ta đã có được. Trang Thế Thành và Lô Trần Thiên cùng đứng lên cạn chén, làm cho không khí thêm tưng bừng. Ai nấy trong lòng đều háo hức, biết hai ông to nhất Đức Bình đang giúp đỡ Diệp Phàm, nên tự nhiên bọn họ ai cũng muốn thu được ít lợi từ tổ điều tra. Vì vậy, ai cũng vây lấy đồng chí Diệp Phàm để chúc rượu, tất nhiên họ cũng không quên các cán bộ trong nhóm của Diệp Phàm. Diệp Phàm gặp phải cơn bão rượu ấy tránh sao nổi bị kích thích. Thực ra, tôi phải cảm ơn các anh em và các đồng chí Đức Bình, vừa rồi Phó Chủ tịch Địa khu Triệu nói đáng tiếc, nhưng tôi thấy vẫn chưa muộn, vẫn kịp, tôi sẽ giới thiệu cho các đồng chí của Đức Bình một nhân vật. Lúc này Diệp Phàm vỗ nhẹ tay xuống bàn, cả phòng im lặng rồi hắn chỉ tay vào một người trạc tuổi trung niên rồi nói. Có lẽ các đồng chí không biết người này nhưng tôi tin rằng đồng chí ấy sẽ giúp ích được rất nhiều trong việc nâng cấp Đức Bình của các vị lên thành phố. Vị này là... Lộ Trần Thiên giơ chén rượu lên, trong khoảnh khắc ấy gã biết chắc chắn hành động của Diệp Phàm là có dụng ý. Vị này là Cục trưởng Nhị Cục Văn phòng Quốc vụ Viện. Diệp Phàm cười đáp. Sau giây phút đó, vận mệnh của Tiền Quang với Diệp Phàm là như nhau. Nhận được sự nhiệt tình tiếp đón của cán bộ của Đức Bình. Cục trưởng Tiền Quang liệu còn lời gì để nói sao? Sau khi say túy lúy thì đồng ý sẽ giới thiệu gì gì đó, thật ra Tiền Quang không phải là người cứ uống say là hứa một cách bừa bãi, tất nhiên hôm nay ông ta cũng chỉ giả bộ lơ mơ để lấy lòng Diệp Phàm mà thôi. Bởi vì, đồng chí Tiền Quang và Cục trưởng Cục Thư ký Văn phòng Trung ương Trương Vệ Thanh là tri kỷ lâu năm, là Trương Vệ Thanh đã đề cử Diệp Phàm. Thật ra, sau khi nghe Trương Vệ Thanh nói lúc mới bắt đầu, Tiền Quang còn tưởng là Trương Vệ Thanh muốn ông phải chiếu cố cho Diệp Phàm một cán bộ từ địa phương lên. Nào ngờ đồng chí Diệp Phàm giai đoạn này lại có biểu hiện rất vướng mắt, hiện tại vị trí hai người đang bị đảo lộn, Diệp Phàm là chính còn Trương Vệ Phàm là phụ. Mấy hôm trước, vào một buổi tối tại Bắc Kinh, Tiền Quang ngồi cùng bàn với Trương Vệ Thanh nhâm nhi tí rượu, than thở với nhau rằng thế giới thay đổi thật nhanh, Trương Vệ Thanh nghe thế thuận miệng hỏi Tiền Quang một câu tại sao lại than thở như vậy. Tiền Quang nói ra những biểu hiện vướng mắt của Diệp Phàm dạo gần đây, cả hai đều được một trận thổn thức. Sau khi tiệc tàn, Diệp Phàm được Bí Thư Trang mời đi. Đại án Ngư Đồng đã được phá, thật đáng mừng đúng không Bí Thư Diệp, hiện giờ lại có trong tay danh ngạch để vào học tại trường Đảng Trung ương, phỏng chừng sau khi được đào tạo xong là có thể bước lên một tầm cao hơn, tam hỷ lâm môn, như vậy, Trang Thế Thành cười chúc mừng với vẻ chân thành. Trước kia, Trang Thế Thành xem Diệp Phàm chỉ như hậu bối, nhưng không đến một năm tốc độ trưởng thành của Diệp Phàm khiến ông đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ có thể lấy câu tục nhữ hậu sinh khảo ý để hình dung. Đến lúc này Trang Thế Thành đã coi Diệp Phàm ngang hàng với mình. Phá án là công việc chính của tôi, về việc học ở trường đảng, nói thật một câu là người ta cố nhét tôi vào, trước đó tôi không hề biết chuyện gì. Còn về chuyện sau khi học xong sẽ được đề bạt thì chỉ là hứa suông mà thôi. Như tôi ở cái độ tuổi này ít nhất cũng phải đợi thêm dăm 3 năm nữa mới thăng được cấp nữa. Tuy nhiên, vẫn cảm ơn những lời tốt đẹp của Bí Thư Trang. Diệp Phàm nói một cách khiêm tốn. Cậu không ra sức thực hiện, thế danh ngạch này là do ban tổ chức tỉnh ủy cấp cho hả? Nhưng tôi nghe nói để có được danh ngạch này không hề đơn giản, toàn tỉnh chỉ có 2, 3 suất, Nam Phúc chúng tôi còn phải đưa ra thảo luận ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Còn tôi, cũng muốn thử vận may. Nhưng đáng tiếc là kết quả không như mong muốn. Trang Thế Thành nói với giọng nghi ngờ. Diệp Phàm đáp. Bí Thư Trang, ông là tiền bối thì tại sao tôi phải nói dối ông, nghe nói tôi được vào trường đảng là do Bí Thư Triệu Sương Sơn điểm tướng. Ừ. Trương Thế Thành gật đầu, nhưng thoáng chút suy nghĩ, cộng thêm nhìn ánh mắt của Diệp Phàm, cuối cùng không nhịn được, ông nhắc nhở Diệp Phàm. Xem ra, Bí Thư Triệu có ý gì khác sao? Tôi nghĩ theo lý thuyết là phải phát triển theo hướng tích cực, nhưng nói về việc cất nhắc là không thể được. Mặc dù là cũng chỉ mất một năm để học xong trường đảng, hơn nữa thành tích của tôi cũng không nhiều, tư cách cũng còn phải rèn luyện thêm.
Sống trong cái thể chế mà mạng lưới quan hệ phân biệt đối xử dày như thế này, muốn xé rách nó là một điều quá khó. Vì vậy về phương diện này tôi không có ý kiến gì. Để chờ vài năm nữa rồi tính tiếp, chỉ có điều tiếp theo bí thư Triệu sẽ sắp cho tôi vào vị trí nào cũng là điều tôi có chút mong đợi. Tôi nghĩ, bí thư Triệu sẽ cử tôi tới Hải Châu hoặc Thẩm Đức để đảm nhận vị trí cục trưởng cục công an. Diệp Phàm có chút không nắm bắt được hết suy nghĩ được Triệu Sương Sơn. Dự tính là ở trong đầu ông ấy, chúng ta chỉ có thể cân nhắc. Nhưng còn bí thư Triệu Sương Sơn, nhìn vào tình hình hiện tại của ông ấy có thể thấy rằng việc vững chắc mở rộng sức ảnh hưởng đối với hội nghị thường vụ chính là mục tiêu lớn nhất của ông ấy. Việt Đông sao? Phức tạp rồi, nó là một tỉnh kinh tế lớn, xếp hạng 3 cả nước. Bí thư tỉnh ủy của Việt Đông phải là ủy viên Bộ Chính trị, hơn nữa Việt Đông giáp Hồng Kông, vị trí địa lý cũng rất đặc biệt. Vì vậy Việt Đông chính là mảnh đất mà các nhà chiến lược gia và các nhà chính trị gia đều muốn, làm bí thư một tỉnh mà mọi phương diện đều được chú ý tới như vậy thì đòi hỏi đầu óc ông ta phải chứa đựng không ít sỏi. Không có trí tuệ, không có quyết tâm lớn thì khó mà nắm giữ được thế cục của Việt Đông. Trang Thế Thành nói với giọng điệu hùng hồn và đầy nể phục. Vâng, tôi cũng thấy được một chút, tuy nói chỉ cần lột tí ra cũng có thể dẫn tới mất mạng, một câu nói cũng có thể lật tẩy bộ mặt thật. Một sự việc cũng có thể bị tổ điều tra ra. Tôi đã bị điều tra mấy lần rồi. Hôm ở nhà khác Ngư Đồng, các lãnh đạo cao cấp cũng suýt biến nơi đó thành một đống lộn xộn, may mà số vẫn còn tốt. Nếu không có lẽ đã bị gục rồi. Diệp Phàm nói mà lòng còn chút sợ hãi. Diệp Phàm, tôi luôn cảm thấy Việt Đông sắp xảy ra chuyện lớn. Bí thư Triệu bảo cậu đi học ở trường đảng là chuyện mừng, thứ nhất là nó chứng tỏ lão ta xem trọng cậu. Thứ hai là sau khi rèn luyện học tập xong nhất định sẽ cho cậu đảm nhận trọng trách, theo như cương vị của cậu hiện tại thì đi đến một nơi nào đó quản lý là rất có khả năng. Tuy nhiên, đối với một số xích mích của lãnh đạo cấp cao Việt Đông, tôi hy vọng cậu trở về sẽ lưu ý đến mấy vấn đề này, mặc dù là nghe thì có vẻ không có gì nhưng nên chuẩn bị trước bước đi trong đầu mình. Suy nghĩ nhiều một chút đến tâm tư của lãnh đạo cấp cao sẽ có lợi cho việc triển khai công tác của cậu. Cũng sẽ giúp cậu không bị lệch khỏi quỹ đạo của các lãnh đạo. Tuy nói rằng chúng ta đều là cán bộ quốc gia, tất cả đều vì quốc gia đại sự, nhưng những đại sự ấy của quốc gia đều là do con người giải quyết, có đúng không? Vì vậy, phải làm tốt công việc của mình, trước hết chúng ta phải lĩnh hội được ý đồ của lãnh đạo, có lúc ý đồ của lãnh đạo cũng là ý đồ của cả quốc gia có đúng không? Trang Thế Thành tỏ ra rất quan tâm đến Diệp Phàm, từng câu từng chữ trong lời ông nói đều được Diệp Phàm chú tâm lắng nghe. Đương nhiên, Trang Thế Thành coi trọng Diệp Phàm là lý do thứ nhất, còn nguyên nhân nữa là sự chân thành và cái tâm của hắn cũng là điểm để Trang Thế Thành nể trọng. Chương 1299, rắc rối mang tên Lâm Thiên. Những điều này tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng ý đồ của lãnh đạo cũng thật khó nghĩ. Khi anh đề ra phương hướng sai thì kết quả nhận được sẽ không có gì đáng vui mừng, vì vậy cạnh tranh nâng cấp lên thành phố là điều mấu chốt. Diệp Phàm gật gật đầu. Chợt nhận ra Trương Thế Thành gần đây đã già đi chút ít, hắn cũng biết rằng Trương Thế Thành vì chuyện của Đức Bình mà hao tâm tổn sức không ít. Lại thêm tên chủ tịch địa khu Lô Trần Thiên, thế lực của Lô Gia ở tỉnh cũng tương đối lớn, Trang Thế Thành vì thế cũng khó nghĩ. Đức Bình được sự trèo trống của một gia tộc lớn như vậy quả là điều không may đối với Trang Thế Thành, nhưng nghe nói quan hệ giữa Trương Thế Thành và Lô Trần Thiên bề ngoài thì không có vấn đề gì còn bên trong như thế nào thì cũng khó biết được. Bí thư Trang. Việc nâng cấp lên thành phố nhất thiết phải tiến hành, phải tập trung sức người sức của để làm. Diệp Phàm chuyển sang chủ đề khác. Đương nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, quyết chiến đấu đến cùng. Việc này đối với Đức Bình mà nói là cơ hội ngàn vàng vào thời điểm này. Địa khu ta hiện nay có thể nói là đại diện của sự nghèo đói và lạc hậu. Tỉnh ta có 5 địa khu. 5 địa khu này kinh tế và các mặt khác đều thuộc dạng kém, muốn thoát khỏi nghèo đói. Phát triển kinh tế, trước tiên phải nâng cấp lên thành phố mới được. Khác biệt của mấy chữ này đại diện cho hình ảnh của Đức Bình và những lợi ích mà Đức Bình thu được cũng khác nhau. Vì tương lai của Đức Bình, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, trong tình thế ở ngoài sáng không biết địch thế nào, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, phải hy sinh cũng phải hy sinh trên chiến trường. Tuy nhiên, trước mắt việc gay gâu nhất chính là rất khó để được thông qua, ở tỉnh đã lên tiếng rồi. Nâng cấp lên thành phố thì trong 3 địa khu Nam Lĩnh, Đức Bình, Tam Dương chỉ đề cử một địa khu cho Quốc vụ viện phê duyệt. Vì vậy ý đồ của các lãnh đạo tỉnh mang tính then chốt.
Tôi đã bàn bạc với chủ tịch địa khu Lô rồi, tôi tin rằng trưởng ban Lô ở tỉnh sẽ cố hết sức để hỗ trợ huyện ta. Nhưng chỉ có một mình ông ấy thì hơi có phần đơn thương độc mã. Trương Thế Thành nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy thâm ý. Ông muốn tôi đi nói chuyện với chú Tề. Diệp Phàm hỏi luôn. Tôi biết chuyện này rất khó, các lãnh đạo huyện cũng có phần bất an, dù sao cũng đã được đề cử, nếu như không được quốc vụ viện thông qua thì quả là mất mặt ban lãnh đạo. Áp lực mà họ phải chịu tương đối lớn, nếu thật sự bị thất bại thì sẽ bị ngàn người chỉ trích, tồi tệ hơn là những ủy viên thường vụ có thế lực mạnh trong huyện sẽ phải chịu những lời khiển trách thậm chí là công kích ác liệt của những đối thủ cạnh tranh. Tuy biết mối quan hệ giữa đồng chí và bí thư Tề nhưng tôi không dám yêu cầu đồng chí ra mặt làm thuyết khách. Tôi sợ, thực sự lo sợ. Việc này, rõ ràng là có chút làm khó bọn họ. Nếu như tôi đi nhờ cậy bọn họ không thể không nể mặt tôi mà nhận lời giúp đỡ, nhưng nếu như thế chẳng khác gì đẩy bọn họ vào đống lửa. Mà Đức Bình các ông cũng sắp rơi vào lò lửa, có từ đất sét thành gốm không thì phải xem tinh thần đoàn kết của các đồng chí như thế nào. Lấy dũng khí đánh trực diện để thắng. Đương nhiên về phía quốc vụ viện, thật ra có thể tìm bí thư Trang để nhờ, chuyện này là đại sự, chỉ cần ông ấy nói tới vài câu là được. Việc nâng cấp lên thành phố trong phạm vi cho phép, xác suất thông qua là rất cao. Diệp Phàm nhìn Trang Thế Thành một cái rồi nói tiếp. Tất nhiên bí thư Trang là người có ơn với tôi, thái độ của anh như thế nào thì tôi cũng theo như thế. Cảm ơn. Trang Thế Thành thấy chút cảm động. Sau khi nói câu cảm ơn ông chìm vào những suy nghĩ sâu xa. Sau khi hút xong một điếu thuốc mới có chút suýt xoa rồi thản nhiên nói. Thật ra mối quan hệ giữa tôi và ông ta là do những tiền bối đi trước chỉ định. Như vị trí của tôi hiện tại cũng không thể lọt vào mắt xanh của gia đình họ, ít nhất phải cấp phó tỉnh mới có được hồng phúc đó. Chẳng sợ đồng chí biết được, trong lòng chúng tôi thì ông ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Người ta sẽ để bà tôi lên chức bí thư địa ủy, đó cũng là ý muốn của cha tôi khi đó. Đây gọi là năng lực và chất lượng ngang hàng nhau. Nếu như bây giờ tôi đang giữ chức vụ ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh Nam Phúc thì tôi sẽ có thể đi tìm ông ta. Muốn ép ông ta thì phải nói như thế nào đây, nói tuyệt ra thì tôi chính là một cái bàn ăn nếu không thì là một đĩa đồ nhằm đặt trước hũ rượu ngon. Tất nhiên tôi không thể trách ai chỉ là do Trang Thế Thành tôi không chịu thua kém ai một chút. Một danh gia vọng tộc thậm chí còn là một tập đoàn chính kiến có biết bao nhiêu việc mà ông ta phải tính toán suy nghĩ và giải quyết chúng. Mặc dù ông ấy đã nghỉ hưu non nhưng người nối dõi trong khi vẫn chưa đến độ tuổi trưởng thành thì mọi việc vẫn đều do ông ta quyết. Làm đại sự phải nhìn sắc mặt ông ta mà làm, ở phương diện phương hướng thì vẫn phải xem ông ta là người dẫn đường chính. Cũng khó cho ông ta, quả thật là tôi cũng không muốn mặt dày đi gặp ông ta nữa, hơn nữa. Vốn của một tập đoàn cũng có hạn, muốn hỗ trợ ai hay tạm thời không hỗ trợ ai bọn họ đều dự toán cả rồi, không thể tùy tiện xuất vốn được, lãng phí nguồn vốn chưa nói đến mà còn tổn hại đến tâm lý của những nhân vật quan trọng, nhận một người là người nhà không dễ dàng như vậy đâu. Trang Thế Thành đã nói ra mối quan hệ của mình với Phượng Gia cho Diệp Phàm biết chứng tỏ ông rất tin tưởng Diệp Phàm. Vậy thái độ của ông ta với vấn đề nâng cấp lên thành phố thì sao? Diệp Phàm gật gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào Trang Thế Thành. Đồng ý rồi. Trang Thế Thành đặt mạnh chén trà xuống bàn, lời nói tuy không nặng nề nhưng qua hành động Diệp Phàm có thể hiểu được. Được, chấp thuận rồi. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Trang Thế Thành rồi cười nói. Không tốt đâu, thôi bỏ đi, lúc khác nói sau. Diệp Phàm trước khi đi có vẻ gì đó bí hiểm, khiến cho Trang Thế Thành vốn đã nhạy cảm lại thấy thêm phần chịu nặng. Biết chắc chắn là Diệp Phàm có điều gì đó chưa nói ra, điều đó ắt phải là điều có lợi ích cho việc nâng lên cấp tỉnh của Đức Bình. Trang Thế Thành đương nhiên là không thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Phàm, bởi vì trong hộp đựng danh thiếp của ông của danh thiếp và số điện thoại riêng của thư ký trưởng của Thủ tướng Trần Nguyên Giã. Số điện thoại này thật ra không phải là số điện thoại dùng chính của Trần Nguyên Giã, mà là số điện thoại Thủ tướng đặc biệt giao cho, dùng khi Thủ tướng có việc gấp cần gặp. Vì vậy chỉ cần có người gọi đến, cho dù là việc gì ở đâu thì nhất định phải nhận điện thoại, tất nhiên là trừ lúc đang ngồi trên máy bay. Diệp Phàm tất nhiên hiểu rõ điều này. Trương Thế Thành của Đức Bình có ơn với hắn, có ơn thì phải có báo, đây chính là nguyên tắc sống của Diệp Phàm. Nếu như việc nâng cấp lên thành phố không được quốc vụ viện thông qua thì đành phải nhờ đến Giang Báo để đăng bài nói bóng gió một chút. Tuy làm như thế thủ tướng nhất định hiểu ra ngay vấn đề nhưng đối với bản thân là một lần trải nghiệm lớn.
Làm không tốt thủ tướng sẽ cho rằng mình ốc chưa mang nổi, mình ốc lại còn đòi mang cọc cho rêu, ra tay tống mình vào lãnh cung là chuyện hoàn toàn có thể, mà xác suất lại rất cao, nhưng đương nhiên Diệp Phàm cũng không phải là không có đầu óc, hắn đã chuẩn bị hết các đối sách. Đi làm thuyết khách thì việc mang theo lý luận thuyết phục là điều đương nhiên. Về vấn đề của Đức Bình, việc thêm mắm thêm muối để PR trước mặt thủ tướng là việc không thể không làm. Nhưng cái chính là phải xem tâm trạng của thủ tướng lúc đó như thế nào. Chỉ có trời mới hiểu được chuyện này. Tất nhiên nếu như không phải đi nước cờ này thì Diệp Phàm chắc chắn sẽ không đi. Ngày hôm sau tổ điều tra đã tìm ra hướng để tiến hành điều tra, Trang Thế Thành cử trưởng ban thư ký địa ủy Trịnh Chí Minh phối hợp toàn diện với tổ điều tra, thực hiện mọi yêu cầu của tổ điều tra, nhìn ở góc độ các lãnh đạo Đức Bình thì đó là cách đối đãi cao nhất. Buổi trưa hôm đó, Diệp Phàm đang nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì có điện thoại của Thiết Chiêm Hùng gọi, vừa alo đã thấy hắn không ngừng chửi bới. Cái lão già Lâm Thiên Dân đó, tức giận cái con mẹ nó, hôm nay vừa cãi nhau với tôi, còn chỉ trích tôi thế này thế kia, còn tỏ ra mình là người dày dặn kinh nghiệm. Mẹ nó, chỉ muốn đấm cho nó một trận cho nó rụng hết răng đi thôi. Anh Thiết, sao lão ta suốt ngày đối địch với anh thế, hay có chuyện gì liên lụy tới lợi ích của hắn à? Diệp Phàm có chút buồn bực hỏi. Có quan đến Việt Đông các chú? Thiết Chiên Hùng nói. Sao lại dính đến Việt Đông? Diệp Phàm giật mình hỏi. Lần trước không phải anh dẫn theo Trần Bố Hòa tới Kinh Lý sao, hắn là cớm của Sở Công an tỉnh. Bây giờ vấn đề nâng lên cấp thành phố và được bổ nhiệm nhiệm chức phó bí thư thứ nhất của Đảng ủy Công an tỉnh Việt Đông đang gặp phải chút rắc rối ở chỗ Bộ Công an. Lâm Thiên Dân chỉ ra, khi vụ thảm sát ở Ngư Đồng 88 xảy ra, Trần Bố Hòa lúc ấy đang ở Việt Đông cũng mang vai trò là lãnh đạo, mặc dù án đã phá, nhưng có thể thấy rõ Trần Bố Hòa không đủ khả năng để đảm nhận chức phó bí thư thường vụ Công an tỉnh và giám đốc Sở Công an. Anh cũng biết tôi là người luôn ủng hộ Trần Bố Hòa, vốn trong bộ không ai hé răng nhưng vì Lâm Thiên Dân làm rối lên khiến cho tình thế mới trở nên tồi tệ thế. Tuy rằng sau nhiều lần tôi thuyết phục, trưởng ban mới đồng ý gác lại chưa xử lý nhưng không ngờ hôm nay Lâm Thiên Dân lại làm ầm lên, cuối cùng Trần Bố Hòa chẳng còn gì để nói nữa. Tuy nói là do giám đốc Sở bổ nhiệm, vấn đề này là của Việt Đông các anh. Nhưng tính quan trọng của công tác làm công an chưa được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an phê duyệt, Việt Đông các anh lên tiếng cũng chẳng có ích gì. Chỉ khi hai bên đạt được sự nhất trí cao độ mới có thể thăng tiến, hơn nữa, Việt Đông là huyện lớn, việc chọn giám đốc Sở Công an là việc trọng đại, từ trước đến nay vẫn được Bộ coi trọng. Lâm Thiên Dân, lão già này xem ra không đánh nổi lão Thiết này rồi. Nếu chúng ta không dùng những thủ đoạn độc thì nắm đuôi hắn sao được? Tất nhiên bắt đầu từ chỗ đứa cháu hắn. Giọng Diệp Phàm có chút trầm tư. Nắm thế nào, anh thử nói xem, lần này lão Thiết xin nghe anh, tên khốn ấy ức người quá đáng, không xử hắn không được. Thiết Chiêm Hùng giận dữ nói. Chúng ta sẽ ném đá giấu tay. Trước tiên dùng thủ pháp đặc biệt thử xem thế nào, có thể Lâm Thiên là kẻ lơ đãng, không lường trước được cái gì sắp xảy ra. Hơn nữa chúng ta mượn gió bẻ măng, nhờ tay kẻ khác chứ không quan hệ gì với chúng. Tiêu rồi, tiêu đời cái tên khốn đó rồi. Thiết Chiêm Hùng nói lớn, xem ra cục tức của gã không hề nhỏ. Buổi tối Lý Cường và Trần Quân bị Diệp Phàm triệu tập tới Đức Bình. Không thể tưởng tượng được tên Thiết Chiêm Hùng lại có dụng tâm, 8 giờ tối tới Đức Bình nói chuyện với Diệp Phàm, không lâu sau Hạ Hải Vĩ Vũng tới, ba người thức cả đêm nói chuyện. Lát sau, Trần Quân vác một bao tải bước vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1300, liên tục bắt người. Không ai phát hiện ta tình trạng bất bình thường sao? Diệp Phàm cẩn thận hỏi. Không có, lão ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ trong nhà, tôi nhanh chóng hạ độc, ngay lập tức làm cho lão bị bất tỉnh. Trần Quân cười nói, loại thuốc mà thằng tay sai đó dùng là do Diệp Phàm nghĩ ra từ những hương liệu bí mật. Loại mê dược này là do đội đặc nhiệm giúp lão già đó nghiên cứu ra, tuyệt đối tốt, không ngờ rằng lại bị tên Diệp Phàm này dùng làm chuyện xấu. Dùng nước tạt vào mặt cho hắn tỉnh lại. Diệp Phàm giận dữ nói, ba người dùng một thiết bị chuyên dụng để thay đổi giọng nói, mặt cũng che kín mít. Tỉnh thì mở mắt ra đi, đừng có giả vờ nữa. Diệp Phàm quát, chúng mày là ai, biết tao là ai cô? Lâm Thiên trợn mắt nhìn, quát lớn, bộ dáng kiêu ngạo. Cục trưởng Cục Công an lại huênh hoang rồi. Mẹ đó, đạp cho nó vài phát. Hạ Hải Vĩ nói xong,
tiến lên trước đè Lâm Thiên xuống đá y mấy phát, Lâm Thiên bị đá kêu đau ầm ĩ. Diệp Phàm giật mình, nghĩ bụng không biết là đồng chí của mình học được cái kiểu hung hãn ấy từ bao giờ. Hai phát ấy cũng đủ để đá hắn thành tiểu Lâm tự rồi. Nói đi, tiền cất ở đâu, không có 10 triệu thì hãy xuống âm phủ uống trà với Ngưu Ma Vương nhé. Thiết Chiêm Hùng gầm gừ nói. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế hả các vị? Lâm Thiên tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương cho cục công an, lĩnh ít lương, các khoản thu nhập thêm cũng không nhiều, có được vài trăm ngàn là may, chứ 10 triệu thì có đánh chết tôi cũng không biết lấy đâu ra. Lâm Thiên nói dối như thật. Diễn cũng giống đó, Lâm Thiên, đừng có coi bọn tao là lũ ngốc, chỗ giải trí Đại Kiều Tiểu Kiều là như thế nào, đừng có giả bộ ngớ ngẩn để bịt bọn tao. Đại Kiều Tiểu Kiều như thế nào bọn tao đều biết rõ, nếu không hỏi tiền mày làm gì hả? Dám nhốt mày vào đây thì cũng dám cho mày về Tây Thiên. Hạ Hải Vĩ lạnh lùng nói, giống y như một tên ác ma. Không liên quan gì đến tôi, đó là do bọn họ kinh doanh thu lãi. Tôi chỉ phụ trách bảo kê cho bọn họ, ăn uống không mất tiền. Lâm Thiên tên này vẫn chưa ăn đòn nặng nên chưa khai. Thật sao? Diệp Phàm không muốn nói nhiều nữa, tiến lên phía trước, vặn gân chân gân tay kêu răng rắc. Lúc sau cả một đống xương cốt ấy dội vào người Lâm Thiên liên tục như trời giáng khiến cho mặt mũi y biến dạng hoàn toàn. Tôi, khai. Cuối cùng Lâm Thiên không trụ vững nổi nữa, Diệp Phàm ngày nào cũng tập luyện với người gỗ, coi như là xương cốt của hắn sớm đã moi hết ra rồi, thủ pháp này chỉ có những người khỏe mạnh cường tráng mới có thể đỡ nổi, tất nhiên Lâm Thiên không phải là loại người đó. Diệp Phàm bước về phía trước đúng vị trí cũ, giận dữ quát. Nói đi, tiền cất ở đâu? Ở chỗ đường Lệ Chi. Lâm Thiên phun ra những lời đó làm cho Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ đều có chút kinh ngạc, bởi vì đường Lệ Chi là ủy viên địa ủy Đức Bình, trưởng ban tuyên giáo, một phụ nữ đã trạc tứ tuần như mụ ta sao lại thích ngựa non háu đá nhỉ. Lát sau, đường Lệ Chi cũng bị cho thuốc mê rồi tống vào bao tải đem đến chỗ bọn họ. Mụ này cũng là kẻ khó chơi, mất đúng một tiếng cộng với tên Lâm Thiên làm nhân chứng mụ ta mới chịu khuất phục. Thú nhận có 5 triệu ở nhà. Lý Cường và Trần Quân đi suốt đêm tới nhà đường Lệ Chi, may mà đường không xa lắm, 5 triệu ấy là do cha hắn lấy được vào thời chiều tranh đánh đại lý, còn 5 triệu còn lại toàn bộ đã bị mụ lấy mang đi. Đưa cho ai? Hạ Hải Vĩ lạnh lùng hỏi. Đường Lệ Chi không hé răng nửa lời. Ha ha, có được 5 triệu này đủ cho ông xoay sở rồi, không những thế còn có thể lật ngược thế cờ. Hạ Hải Vĩ bỏ khăn trùm đầu. Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng cũng bỏ khăn trùm đầu xuống. Phó Bí Thư Hạ, sao có thể là ông? Đường Lệ Chi cuối cũng tỏ ra vẻ yếu đuối trên sắc mặt, tên Lâm Thiên bên cạnh cũng vậy, mặt mũi bỗng nhiên trắng bệch ra như tờ giấy, tóc tai cũng thõng xuống. Phải biết rằng, Hạ Hải Vĩ hiện tại là trợ thủ của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Thiết Thác, lão ta ra mặt là đại diện cho Thiết Thác. Thiết Thác xuất hiện thì còn trông cậy vào ai nữa? Nói đi, đừng lừa tao. Sẽ rất đau đấy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không thể tưởng tượng được Lâm Thiên ta lại rơi vào tay các người. Năm đó, mày tới huyện Ma Xuyên của Đức Bình nhận chức. Ngày đầu tiên đã cùng tao thi tài bắn súng. Kết quả là tao bị thua rất thảm, mất mặt trước toàn thể cán bộ nhân viên cục cảnh sát. Hôm nay, ngay cả mạng của Lâm Thiên cũng nằm trong tay mày. Đây là số mệnh, ha ha ha. Lâm Thiên bỗng nhiên nhìn Diệp Phàm rồi cười như một kẻ điên dại. Nói đi. Đưa cho ai rồi? Diệp Phàm không thèm để ý đến y, lạnh lùng tiến đến dồn sức cho đường Lệ Chi một trận. Mã Quốc Chính. Đường Lệ Chi không chịu nổi buông ra ba chữ ấy. Hắn vừa buông ra ba chữ Mã Quốc Chính, Hạ Vĩ Hải và Diệp Phàm cùng với Thiết Chiêm Hùng mặt ba người đều đần ra như tượng, không ngờ rằng lại dính níu đến cả bí thư đảng ủy công an tỉnh Mã Quốc Chính, tên này là kẻ bầy tôi trung thành của bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương. Tình thế bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Quách gia cũng là một chướng ngại vật lớn. Phải động đến Mã Quốc Chính đồng nghĩa với cứa vào Quách gia một nhát dao. Hơn nữa, Mã Quốc Chính ở Nam Phúc là kẻ theo gót Quách Phác Dương, huống chi nếu như chuyện này mà làm không gọn còn dính líu đến bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương không chừng. Hèn gì, nghe nói Mã Quốc Chính lúc mới nhận chức là do Lâm Thiên một mực đề cử, thì ra là vậy. Thiết Chiêm Hùng cười lạnh lùng rồi nhìn Lâm Thiên nói. Nhiều tiền như thế này, lấy đâu ra nhỉ? Còn đâu ra nữa, bọn quan chức có nhiều tên căn bã như vậy thì chỉ có một từ tham ô mà ra thôi. Lâm Thiên thở dài. Tham ô, bọn nào đút cho?
Hạ Hải Vĩ hỏi với cái giọng hối thúc. Nhớ không nổi, nhiều quá. Lâm Thiên lắc đầu, còn muốn giả bộ hồ đồ để bịp mấy người kia. Thật sao? Diệp Phàm cười lạnh lùng, rồi lấy từ trong ngăn tủ bàn mình ra một thứ đồ mà Thiết Thác đưa cho cái chặn giấy Thủy Kỳ Lân, hừ nói. Nhận ra cái này không? Không biết, cái gì vậy? Lâm Thiên vẫn tỏ ra ngây ngô. Ha ha, bản đồ của đường triều cổ mộ có hai mảnh, ghép vào có thể nhìn thấy vị trí của cổ mộ. Cổ mộ này nằm trong sơn trang bản đảo Ảnh Thị ở xã Kim Đào. Đừng nghĩ rằng người trong thiên hạ đều là lũ ngốc, Thủy Kỳ Lân này, nói thật ra, Lâm Thiên chú của mày chắc hẳn giữ một mảnh. Diệp Phàm nói. Mày nói bậy, cái gì cơ? Lâm Thiên bị đâm trúng chỗ đau, kêu giống lên. Những tưởng chú của y Lâm Thiên dân có thể ra mặt cứu y. Kêu được một tiếng thì Trần Quân bước lên, hung hăng cho y một cái bạt tai. Cái bạt tai ấy làm cho y chảy cả máu mũi, máu tươi cũng dính đầu răng, ngay lập tức y có vẻ thành thật hơn. Đừng hy vọng Lâm Thiên Dân đến cứu, hắn cứu không nổi mày đâu. Diệp Phàm gầm gừ nói. Mày nói thế có ý gì, việc chúng tao làm có liên quan chó gì đến ông ấy. Lâm Thiên rất cứng mồm, dù đau đớn thế nào cũng bảo vệ cho chú y. Ít nhất vợ con y còn có người thay y chăm lo. Nếu như đưa cho Diệp Phàm manh mối thì coi như chẳng có gì trông cậy vào nữa. Được, mày không nói cũng được. Như vậy là con của mày mày cũng không cần hả? Tao lại nghe nói con trai mày từ nhỏ đã cho sang trường Pô để học. Học phí một năm là 100.000 đô la Mỹ. Cái trường chỉ dành cho quý tộc mà mày, một kẻ làm công ăn lương lại cho con đi học được ở đó, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho mày một lựa chọn, chuyện con trai mày bọn tao có thể coi như không biết. Có thể không động gì vào nó. Tiền mà trước đây mày chu cấp cho nó bọn tao cũng không điều tra nữa, thả con săn sắt bắt con cá rô là ý đồ của bọn tao. Diệp Phàm tung ra đòn quyết định, tí nữa làm Lâm Thiên lung lay. Tên nhãi ấy vẻ mặt sợ hãi, miệng run run, toàn thân run cầm cập, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Diệp Phàm kêu lên. Ác ma, ác ma. Bảo tao là ác ma cũng được, mày đã suy nghĩ xong chưa? Diệp Phàm hỏi. Mày xác nhận điều kiện mày vừa nói, chúng tao đều là những kẻ làm quan chức, nói chuyện đều dùng số má, đi thẳng vào vấn đề, những kẻ thể chất tốt đều không phải là kẻ ngốc. Lâm Thiên bỗng cười một cách lạnh lùng. Mày chỉ có một sự lựa chọn, đó là phải tin những lời Diệp Phàm này nói bằng không hãy nghĩ về con trai và người nhà của ngươi, bọn tao có cách riêng để trị ngươi, tin không? Hai mắt Diệp Phàm ánh lên sự sắc bén. Lâm Thiên hút xong 5 điếu thuốc. Cuối cùng cũng nghiệm ra, y thở dài. Lâm gia xong rồi, cái chặn giấu Thủy Kỳ Lân ấy đang ở trong tay chú của ta Lâm Thiên Dân. Năm đó, thứ này là lấy từ nhà của chủ tịch huyện Ma Xuyên Giang Hòe Mạo. Khi ấy là tình cờ tôi thấy trên bản làm việc của Giang Hòe Mạo có cái chặn giấy này. Khi đó chỉ thấy cái vật này có gì đó khác lạ chứ không hề để tâm đến nó. Sau đó vô tình nghe thấy nghe nói vào thời Đường ở huyện Ma Xuyên còn xuất hiện một dị nhân họ Vương gia, tên Canh Cổ. Người này đã theo hoàng đế xông pha chiến trận Chin 10 năm, sau khi chết được cầu hồn về quê cũ, được an táng tại xã Kim Đào, tuy nhiên không ai biết mộ phần của ông ta được đặt ở đâu. Nghe người ta kể về cái truyền thuyết này xong tôi để ý ngay tới nó, rồi tới mọi nơi để tìm kiếm mọi câu chuyện xoay quanh truyền thuyết này. Cuối cùng nghe một người họ Giang nói vị vương giả tên Canh Cổ ấy vốn họ Giang, sau khi chết mộ phần được đánh dấu bằng khóa Kỳ Lân. Hơn nữa, ông còn để lại cho con cháu hai cái chặn giấy Kỳ Lân, theo như truyền thuyết nói là chìa khóa dùng để mở của mộ. Vương gia suy nghĩ tính toán rất chu đáo cho con cháu đời sau của mình, ông tính đến khi nào Giang gia suy tàn không thể cứu vãn được nữa thì có thể mở mộ phần ông ra lấy những vật được mai táng theo ông trong đó để chấn hưng lại Giang gia. Đã truyền đi truyền lại nhiều đời, người trong Giang cũng giành giật nhau. Đôi chặn giấy ấy chỉ còn lại một cái nằm trong tay Giang Hòe Mạo. Về sau, các người câu kết hãm hại Giang Hòe Mạo lấy được cái chặn giấy. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn Lâm Thiên một cái rồi nói tiếp. Nhưng mà chỉ có một cái chặn giấy, mày và Lâm Thiên Dân sao có thể xác định được vị trí cổ mộ. Chú ấy cũng tình cờ phát hiện ra giống tôi, chú bảo cái chặn giấy có hình phản chiếu ra ảo ảnh. Hình như là chỉ tại một chỗ, nhưng rất khó phân biệt. Tôi âm thầm kiểm chứng, rồi đi hỏi han những bô lão, cuối cùng mọi manh mối đều hướng về xã Kim Đào. Lâm Thiên nói, sau đó thì sao? Thiết Chiêm Hùng hỏi, chúng tôi tổ chức cho một nhóm đông người trồng đào,
thật ra khi đó xã Kim Đào đã có rất nhiều đào, trên lý thuyết chỉ là trồng thêm đào để mở rộng quy mô thôi. Tất nhiên lúc đó có sự hậu thuẫn của Phó Chủ tịch huyện Vi Bất Lý. Mục đích trồng đào đương nhiên là vì dấu hiệu nhận biết, tìm ra cổ mộ. Lâm Thiên thở dài, nếu không thì cũng chẳng còn gì. Bán được bao nhiêu tiền? Diệp Phàn hỏi. Hơn 40 triệu, còn có một vài món tôi chưa mang đi, ở chỗ tôi. Lâm Thiên nói. Còn những ai dính níu đến? Hạ Hải Vĩ hỏi. Chương 1301, cá lớn trồi lên mặt nước. Việc này, đương nhiên không thể để cho quá nhiều người biết. Lúc ấy trộm mộ đều là người trong giang hồ, những người đó rất bí mật, chúng ta đã phải chi khoản tiền rất lớn. Ngay cả tôi cũng không rõ bọn hắn rốt cuộc là đám người nào. Làm xong sau đó toàn bộ biến mất, anh bây giờ bảo tôi đi tìm cũng không tìm được. Tuy nhiên, người đi liên hệ việc này lúc ấy là một gã tên là Phong Tử. Người này nghe nói ở Thủy Châu có thể dễ dàng đào địa đạo dưới mặt đất. Nghề của hắn chính là đi đào đồ cổ dưới đất. Điện thoại liên hệ trước kia toàn bộ đều đã đổi, bây giờ chính tôi cũng không liên lạc được với hắn. Lâm Thiên nói ra, Lão Thiết, việc này rất nghiêm trọng, chúng ta nên bắt đầu làm từ chỗ này, đi tìm vị lãnh đạo nào. Diệp Phàm hỏi, theo lý thuyết cần phải tìm bộ trưởng, chỉ là quan hệ của bộ trưởng và Lâm Thiên dân hơi mập mờ. Cho nên việc này tôi không dám xác định, cửa ải bộ trưởng này nhất định là không thể thực hiện được. Chỉ cần hắn để lộ một chút. Lâm Thiên Dân rất có thể lập tức biến mất, chúng ta lại toi công. Thiết Chiếm Hùng vẻ mặt nghiêm túc, nói ra. Bất kể như thế nào, trước tiên dùng thủ đoạn bình thường đem Lâm Thiên chuyển đến chỗ nào đó công tác, không thể để cho Lâm Thiên Dân nghi ngờ. Hạ Biển Vĩ nói ra. Việc này cứ gọi bí thư Thiết ra mặt, dùng ủy ban kỷ luật tỉnh yêu cầu kiểm tra với một vài cán bộ nào đó làm cái cớ. Đem Lâm Thiên đi phối hợp tra án. Trong lúc tra án không thể liên hệ với ai. Điện thoại tắt máy, những này đều là việc bình thường phải không? Chắc hẳn Lâm Thiên Dân sẽ không để ý. Diệp Phàm nói ra. Ừ, tôi lập tức liên hệ với anh tôi. Thiết Chiêm Hùng làm động tác gọi điện thoại. Thiết Thác sau khi nghe cũng cảm giác tình hình quá nghiêm trọng, rõ ràng liên quan đến bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Mã Quốc Chính và thứ trưởng Bộ Công an có tiếng nói tương đối lớn là Lâm Thiên Dân. Chuyện lớn như vậy mặc dù làm cho vài vị ở Trung ương phản ứng. E là người khác cũng băn khoăn rất nhiều, dù sao, đây là đấu với Quách gia ở thủ đô, liên lụy các mặt nhiều lắm. Mã Quốc Chính ngoại trừ Quách Phác Dương ngoài ra chắc chắn còn có ông chủ đứng sau ở thủ đô. Mà Lâm Thiên Dân là một thứ trưởng có trọng lượng, khẳng định cũng có hậu trường. Nhiều hậu trường như vậy gom góp một khối, chính là một luồng sức mạnh đáng sợ. Ai cũng được tha thứ, cho dù là bắt được Lâm Thiên Dân, đoán chừng cũng sẽ bị nhiều thế lực ghi hận. Trước tiên truy tìm, Phong Tử, bắt lấy bọn trộm mộ, đã có chứng cớ rồi thì tùy thời ra tay. Diệp Phàm đề nghị. Hạ Hải Vĩ đi suốt đêm về Thủy Châu, có điều, cân nhắc đến yêu cầu giữ bí mật, ngay cả ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không dám bảo đảm an toàn. Có lẽ, đã có nhân thủ của Mã Quốc Chính cài cắm bên trong. Một khi để lộ tin tức sẽ có thể gây nên ảnh hưởng cực lớn. Cho nên, Diệp Phàm trực tiếp từ báo săn. Tên là Trương Cường mượn một tiểu đội tới phối hợp với Hạ Hải Vĩ để điều tra. Lúc này Phó Sư trưởng Mã Thượng Chí không phản đối, đoán chừng là sau lần bị Trấn Đông Hải cảnh cáo cũng đã biết điều. Biết rõ Trương Cường chính là trợ thủ của Diệp Phàm, có hành động gì đoán chừng đều là do Diệp Phàm sai khiến. Thật ra không phải, Diệp Phàm không biết, Mã Thượng Chí đang thầm nghiến răng nghiến lợi. Cái hận này, dĩ nhiên là chôn sâu ở đáy lòng. Cảm thấy Diệp Phàm quá kiêu ngạo. Căn bản là không có để chỉ huy Liệp báo trên thực tế là hắn vào trong mắt. Đương nhiên, Diệp Phàm vốn muốn đi tìm Phí Mãn Thiên của Phí gia, chẳng qua cũng có một ít băn khoăn. Đang thời kỳ Phí Nhất Hoàn của Phí gia có khả năng tiến vào một trong 9 người lãnh đạo cao nhất, chắc chắn không muốn đi chọc cái tổ ong vỏ vẽ này. Dù sao, bên kia cũng là một luồng sức mạnh không thể xem thường. Suy đi tính lại, Diệp Phàm cắn răng một cái, quyết định thật sự không được đành phải trực tiếp tìm thủ tướng. Thủ tướng là một người vô cùng chính trực, có quyết đoán, ở trong dân chúng là người có danh tiếng cực kỳ cao. Diệp Phàm tin tưởng ánh mắt của mình, thủ tướng nhất định sẽ không nương tay, ra tay mạnh mẽ. Ngày hôm sau, Thiết Thác hiệu suất rất cao. Thật đúng là cơ hội cho ông ta, tỉnh An Đông bên kia có 2 cán bộ cấp sở bị tóm, vừa vặn hướng tỉnh Nam Phúc Lân cận bên này đề nghị trợ giúp điều tra. Cho nên,
Thiết Thác mượn gió đông, lập tức dùng hình thức công văn điều cục trưởng công an địa khu Đức Bình, Lâm Thiên đi phối hợp. Đương nhiên, trên thực tế Lâm Thiên đã bị Diệp Phàm bí mật giam giữ ở Sơn Trang Bàn Đào Ảnh Thị, một ngôi nhà cổ yên tĩnh. Diệp Phàm bảo Trần Quân và Lý Cường dẫn theo mấy người canh chừng, trái lại về phía đường lệ, Diệp Phàm thông báo cho Trang Thế Thành một tiếng. Kỳ lạ chính là Trang Thế Thành cũng không hỏi gì, chỉ nói là đường bộ trưởng có việc xin phép nghỉ. Diệp Phàm đi theo tổ điều tra như bình thường, Thiết Chiêm Hùng với Hạ Hải Vĩ gia nhập với Phó Giám đốc Sở Vu Kiến Thần, cùng với Cục trưởng Cục Công an thành phố Thủy Châu Lô Vĩ bốn người cùng một chỗ hành động, bí mật bắt một kẻ tên là Phong Tử. Lần này vì giữ bí mật, đều không dùng người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Sở Công an tỉnh. Tất cả đều là thanh niên trong gia tộc của Lô Vĩ, cùng với Trương Cường của báo săn thành một tiểu đội. Bởi vì Mã Quốc chính là bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Giám đốc Sở Công an, không thể không phòng, người này năng lực lớn, hơn nữa Phó Bộ trưởng Lâm Thiên Dân này, ở hệ thống công an chính Pháp đều không chắc chắn. Hai ngày sau bắt được Phong Tử, sáu tên trộm mộ ngoại trừ hai tên không rõ tăm tích, còn lại bốn tên đều xa lưới. Sau một hồi thẩm vấn, chỉ tra được tình huống cụ thể của bọn trộm mộ, còn nói Lâm Thiên Dân, Mã Quốc chính gì đó, bọn chúng đều không biết. Bọn chúng chỉ biết là một người ngoại hiệu gọi là Phong Tử. Diệp Phàm chuẩn bị trực tiếp ra tay, mang theo những chứng cớ này buổi tối lén bay đến thủ đô. Cùng với Trần Khiếu Thiên một già một trẻ, hai người bí mật đến nhà Lâm Thiên Dân. Lâm Thiên Dân với tư cách cán bộ cấp phó bộ, cũng được phân một biệt thự. Đương nhiên, không phải quá lớn, dù sao, đất ở thủ đô, giá đất giá phòng đều đắt cả. Hai tên trộm cao cấp thất đẳng trở lên tiến vào trong nhà cán bộ cấp phó bộ có cảnh sát vũ trang bảo vệ, dường như cũng không phải việc khó gì, rất thuận lợi mà tiến vào. Trong phòng bày biện đơn giản, cũng không có xa hoa như trong tưởng tượng. Giá sách bàn làm việc đều là hàng giả cổ, không có một đồ gì có thể coi là đồ cổ quý. Cái này, dĩ nhiên là nơi Thứ trưởng Lâm làm việc. Lục soát khắp phòng, không phát hiện vật gì có giá trị, còn cái chặn giấy Thủy Kỳ Lân, lại càng không thấy bóng dáng. Một già một trẻ có chút ủ rũ đi ra. Đừng nóng vội chú em, Lâm Thiên Dân không thể tùy tiện cất những vật này, phải cất ở chỗ an toàn nhất. Có lẽ, hủy rồi cũng nên. Thiết Chiêm Hùng ở trong điện thoại an ủi Diệp Phàm. Chỗ an toàn thường thường không an toàn nhất, chỗ không an toàn nhất thường thường là chỗ an toàn nhất. Hủy Thủy Kỳ Lân chắc có lẽ không, nghe Lâm Thiên nói là Lâm Thiên Dân thích cái chặn giấy này. Chủ nhân thứ này thông thường đều đặt ở văn phòng giả như đồ trang trí. Diệp Phàm nói đến chỗ này, đột nhiên kêu lớn lên. Bàn làm việc, không phải chứ, con mẹ nó, không phải để trong phòng làm việc của hắn chứ. Phòng làm việc của hắn trong không có cái này, tôi từng vào rồi. Thiết Chiêm Hùng rất khẳng định, nói ra. Lão Thiết, anh nói một chút, con hắn đi học ở nước Mỹ, Lâm Thiên Dân có thể mua biệt thự ở nước Mỹ hay không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, đây là một khả năng, có lẽ, Thủy Kỳ Lân đặt ở trong văn phòng ở Mỹ. Loại người như chúng ta, văn phòng ở nơi nào cũng không thiếu, thư phòng cũng gọi là văn phòng. Thiết Chiêm Hùng đáp. Việc này thì dễ xử lý, nhà của Lô Vĩ ở nước Mỹ có công ty, bảo người đi thăm dò một phen, không ngờ tra được Lâm Thiên Dân ở nước có một căn nhà ba phòng. Diện tích 120m², cũng có một thư phòng, lén vào xem xét, thất vọng, không phát hiện vật gì có giá trị. Đương nhiên, căn hộ này trở về được dùng làm bằng chứng, trị giá 500.000 đô la. Diệp Phàm lại trở về Đức Bình, mà Thiết Chiêm Hùng cũng trở về Bắc Kinh, lộ mặt một lần rồi lại quay về Đức Bình. Buổi tối, trong quán trà có ba kẻ đang buồn bực. Rốt cuộc giấu ở chỗ nào, Thủy Kỳ Lân quá trọng yếu. Còn có, Lâm Thiên không phải nói còn có vài món đồ cổ chưa tung ra, đoán chừng cất một chỗ cùng Thủy Kỳ Lân. Hạ Hải Vĩ lẩm bẩm nói. Có phải là Lâm Thiên đang nói láo hay không, hắn biết rõ nơi Lâm Thiên Dân cất cái này. Thiết Chiêm Hùng khẽ nói. Cái này không đúng, đoán chừng tám phần không biết, vì kiềm chế người nhà. Lâm Thiên cũng không đếm xỉa đến, vậy còn có thể bận tâm bản thân chú hắn. Như loại đồ bí mật này, Lâm Thiên Dân không cho cháu biết cũng bình thường. Diệp Phàm hờ hững nói ra. Ba người quyết định hỏi lại Lâm Thiên. Lần này là tra xét toàn diện, một chút việc nhỏ cũng đào lên. Rốt cục phát hiện một điểm đáng ngờ, nghe nói Lâm Thiên Dân và giám đốc nhà tù Hồ Sơn Tống Khai Lĩnh có quan hệ.
vị trí giám đốc nhà tù của Tống Khai Lĩnh chính là do Lâm Thiên Dân dùng hết sức giành được. Diệp Phàm đi đến Hồ Sơn, đầu tiên vào trong nhà Tống Khai Lĩnh đi dạo một vòng, ngoại trừ rượu tây thuốc lá đầy phòng, không phát hiện thêm cái gì. Cuối cùng, thằng cha này lợi dụng cục phó cục giám sát cảnh vụ bộ công an thuận lợi tiến vào nhà tù Hồ Sơn tra xét, Hạ Hải Vĩ trở thành trợ lý, Tống Khai Lĩnh cũng vẻ mặt nhiệt tình đem bọn họ nghênh đón vào nhà tù. Diệp Phàm làm ra vẻ tuần tra một vòng, hỏi mấy phạm nhân, hỏi bọn giám ngục có dùng bạo lực hay không vân, vân che giấu đề tài, những chuyện này, đương nhiên đều là mánh khóe. Cuối cùng, đến văn phòng Tống Khai Lĩnh ngồi một chút. Lần ngồi xuống này, thiếu chút nữa thì nổ tung trong mắt, Diệp Phàm phát hiện, cái chặn giấy Thủy Kỳ Lân tìm mãi không được, lại công khai đặt ở văn phòng của Tống Khai Lĩnh. Diệp Phàm mượn cớ đem Tống Khai Lĩnh điều đi trong chốc lát, Hạ Hải Vĩ lập tức chụp hình. Bắt đầu tìm trong phòng. Ngoài ba bình gốm màu đời đường rõ ràng cũng ở trong phòng, còn một cái giá sách. Với một vài quyển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông đặt ở cùng một chỗ, cái này, Hạ Hải Vĩ đương nhiên cũng không chậm, chụp lại hết. Hai người lặng lẽ rời khỏi nhà tù Hồ Sơn. Mẹ nó, rõ ràng cất trong nhà tù. Hơn nữa, bày biện đường hoàng, quả là an toàn, lợi hại. Hạ Hải Vĩ bội phục không thôi. Đêm khuya, Tống Khai Lĩnh bị Diệp Phàm bí mật dẫn người đến bắt, chứng cứ trước mặt, Tống Khai Lĩnh vội vàng khai ra, nói là những vật này đều là do Lâm Thiên Dân để ở chỗ này. Hơn nữa, Lâm Thiên Dân lúc trước chỉ nói là những thứ này đều là đồ giả, chẳng qua, hắn rất thích. Mà Lâm Thiên Dân mười mấy năm trước ở nhà tù Hồ Sơn đã làm giám đốc, hắn nói rất nhớ khoảng thời gian này. Cho nên, sẽ thường xuyên trở về căn phòng hắn đã từng công tác ngồi một chút. Có thể bắt Lâm Thiên Dân và Mã Quốc Chính, việc này lão thiết không thể ra mặt, bị người ghi hận. Cậu cũng không thể ra mặt, cậu bây giờ chức vị còn thấp, bị người dán mắt vào thì phiền toái. Nếu phải làm, cậu chỉ có thể coi là trợ lý. Diệp Phàm đối với Hạ Hải Vĩ nói ra. Chương 1302, xem mặt mũi của Tiểu Diệp. Ừ, việc này, tìm ai đó là tốt nhất. Hạ Hải Vĩ khẽ gật đầu, biết rõ là chuyện lớn. Làm anh hùng là vô dụng. Tôi đi tìm người, anh chờ tôi. Diệp Phàm nói đơn giản, sau đó mang tất cả chứng cứ đến thủ đô, liên hệ với Phí Nhất Hoàn thì gặp được ông ta. Phí Nhất Hoàn ở Tây Viên cũng có một ngôi biệt thự, bình thường cả nhà ông ta đều ở tại ngôi biệt thự này. Chỉ có ngày lễ hoặc chuyện gì trọng đại lúc mới gặp gỡ ở nhà cũ của Phí gia. Sau khi thận trọng xem kỹ hết tất cả chứng cứ tài liệu, lại hỏi rất nhiều vấn đề, Phí Nhất Hoàn rơi vào trầm tư. Rất lâu không thấy động tĩnh, Diệp Phàm có phần không kiên nhẫn được nữa, nói ra. Bí thư Phí, nếu như thật sự không được tôi có thể ra tay từ chỗ khác bên ngoài. Cậu, vẫn còn thiếu kiên nhẫn, người như vậy Phí Nhất Hoàn tôi cũng không dám ra tay, còn có thể ngồi ở vị này sao? Phí Nhất Hoàn hờ hững liếc qua Diệp Phàm, có vẻ như muốn dạy bảo. Tôi, đúng là hơi nôn nóng. Diệp Phàm mặt hơi đỏ lên. Cảm giác là thấy Phí Nhất Hoàn yếu ớt đi một chút. Diệp Phàm, có một số việc, trước khi cậu làm quan trọng nhất là phải xem xét thời thế, cậu phải chú ý phân tích, cân nhắc một chút trong lúc này liên lụy khắp nơi, một khi việc này lộ ra ngoài, sẽ tạo thành hậu quả gì, sẽ ảnh hưởng đến những người nào. Những người này đối với thái độ của cậu sẽ như thế nào, chuyện này sẽ mang đến cho cậu lợi ích gì hay không? Cậu phải chăng có thể chịu được sức phản công của những người này? Khi chưa đủ sức để làm, công lao này phải tặng cho người khác. Đương nhiên, loại sâu mọt này tất phải bắt, bằng không thì, còn gì là quốc gia liêm chính. Mà để bắt có thể có nhiều cách, cậu có thể không ra mặt, chuyển qua tay người khác vân, vân. Tin rằng cái này cậu cũng hiểu. Phí Nhất Hoàn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nói chuyện. Vâng. Diệp Phàm lên tiếng. Cậu về trước đi, tất cả công việc cứ làm bình thường, đừng gây thêm rắc rối. Phí Nhất Hoàn nói ra. Diệp Phàm vẻ mặt phiền muộn về tới Đức Bình chuyên tâm điều tra nghiên cứu, dứt khoát mặc kệ việc này. Có điều, ba ngày, trong thủ đô không có một chút động tĩnh nào. Ngày thứ tư, truyền đến một tin tức làm cho người ta phải đau lòng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chí Lâm Thiên Dân chết bệnh trong nhà, hưởng thọ 58 tuổi. Mà Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh Nam Phúc Mã Quốc Chính lại là bị Bí thư Quách Phác Dương đích thân hạ lệnh. Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiết Thác mạnh tay xuất kích, bắt. Còn Đích Lâm Thiên và Đường Lệ Chi cùng với mấy tên đàn em ở Đức Bình, thì bị Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Hạ Hải Vĩ bắt.
Chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp, tôi cuối cùng đã hiểu một chút, chuyện lần này không lỗ, ha ha. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt cực kỳ vui mừng, liếc nhìn Diệp Phàm còn hơi buồn bực, vừa cười nói. Chú em, thỏa mãn chưa, cấp trên không sai đâu. Chẳng qua, tôi có chút khó hiểu, Diệp Phàm, cậu rốt cuộc tìm ai? Hạ Hải Vĩ lại vẻ mặt hớn hở, tuy nói cuối cùng không có kiếm được phần chính, nhưng, chính là một lần hiệp trợ phá án cũng làm tăng lên một thành tích chính trị xa xỉ trong hồ sơ của lão Hạ. Còn Diệp Phàm với Thiết Chiêm Hùng, trong vụ án này căn bản chính là người ngoài, chưa từng xuất hiện qua. Điểm này Diệp Phàm lại rất tán thành, hắn vốn không muốn kiếm công lao gì. Lão Thiết càng vui vẻ, bởi vì, Lâm Thiên Dân sụp xuống, cũng không liên quan gì đến lão. Hơn nữa, lão cuối cùng không còn là thứ trưởng đứng cuối cùng trong bộ công an nữa, tăng lên một bậc. Thư ký văn phòng chính phủ, cục trưởng cục 2 Tiền Quang không hổ là người từ bên trên xuống, dưới sự chỉ huy của hắn, địa ủy Đức Bình tổ chức đội ngũ, tăng giờ làm việc, hoàn toàn dựa theo phương án của hắn làm lại triệt để từ đầu bản kế hoạch xây dựng thành phố. Mà thực thi hạng mục cụ thể bên này cũng chiếu theo chỉ huy của cục trưởng Tiền nhanh chóng hoàn thiện, Diệp Phàm lợi dụng thời gian rảnh rỗi lúc điều tra nghiên cứu mang theo Lô Trần Thiên đi đến nhà Tề Chấn Đào một chuyến. Nhóc con, có phải đắc ý, đến chỗ chú để khoe khoang không? Tề Chấn Đào vẫn nằm ở trên ghế trúc dưới cây đại thụ trong nội viện, trông thấy Diệp Phàm thốt lên. Xem ông kìa, vừa thấy Diệp Phàm đã nói nó như vậy, người ta khoe khoang cái gì? Trái lại ông, quan lớn cả ngày chỉ biết giáo huấn người ta. Diệp Phàm, đừng để ý đến ông ấy. Phong Nhã Mai vợ Tề Chấn Đào vợ tức giận trách móc đồng chí lão Tề một câu. Bà không hiểu, thằng bé kia may mắn ngồi cùng bàn ăn cơm với thủ tướng. Buổi tối đến không phải để khoe khoang thì để làm gì. Nghe nói còn dẫn theo gã ở đoàn điều tra nghiên cứu trường đảng, ở Đức Bình lề mà lề mề không biết làm cái gì. Tề Chấn Đào cười nói, thấy Lô Trần Thiên ló đầu ra, gọi hắn ngồi xuống. Đương nhiên, thái độ niềm nở như người thân gặp nhau của Tề gia với Diệp Phàm, cũng làm cho Lô Trần Thiên quả thực có chút cảm thán trong lòng. Không khỏi khó hiểu liếc nhìn Diệp Phàm, cảm giác thằng bé này dường như có nhân duyên. Thằng cháu Lô Vĩ nhà mình đi theo nó lộn lột, hình như cũng là lựa chọn không tồi. Diệp Phàm, cháu cùng thủ tướng ăn cơm à, đúng là kỳ tích. Lão Tề, khoan hãy nói, ông nhìn xem, ông cũng cấp phó bộ, còn không có may mắn cùng thủ tướng ăn cơm. Tiểu Diệp nó đúng là có năng lực, khoe khoang một chút cũng là nên làm. Phong Nhã Mai vừa cười pha trà, vừa quở trách khởi ông chồng của mình. Tề Chấn Đào bỗng chốc mắc nghẹn, hồi lâu mới hơi ngượng ngùng cười nói. Thật đúng là không có cái cơ hội này. Hai, đừng nói là thủ tướng, ngay cả phó thủ tướng cũng không được ngồi ăn cơm cùng. Có điều, quay người lão còn nói thêm. Chuyện đó, chỉ là thằng nhóc này vận khí tốt mà thôi. Chẳng qua, đích xác là có vận khí. Ngay cả chúng ta cấp phó bộ, người ta gọi là cán bộ cao cấp thật sự, cũng không có mấy người có may mắn cùng phó thủ tướng ăn cơm, chứ nói gì là thủ tướng. Chú Tề, lúc ấy chỉ là dính phải thảm án 88 ngư đồng, cho nên cháu may mắn được đến chỗ thủ tướng báo cáo công tác. Thưởng bữa cơm, may mắn thôi, ha ha. Diệp Phàm mặc dù nói khiêm tốn, nhưng cái vẻ đắc ý kia vẫn khó có thể che giấu. Điếu ngư đài quốc tân quán đặc biệt chứ? Tề Chấn Đào cười nói, cũng có cảm giác thần bí. Cũng không có gì, cảnh trí cũng gần như Di Hòa Viên mà cháu đã từng dạo qua. Có điều, ở trong đó quy củ quá nhiều, kỳ thật, cũng không được tự nhiên. Khắp nơi đều có nhân viên bảo vệ, ai tùy tiện đến gần đó đều có nhân đi ra tra hỏi. Thỉnh thoảng muốn đi vào xem tòa nhà nào đó, còn phải có giấy thông hành đặc biệt mới được. Cho nên, ở trong đó đúng là không khác nhà chờ, không có thích thú gì. Diệp Phàm hờ hững nói ra, Lô Trần Thiên cũng có hứng thú nghe, hai lão này, kỳ thật, đều có chút hâm mộ tên Diệp Phàm này đụng phải vận đỏ. Đau khổ trong đó cũng chỉ có bản thân Diệp Phàm rõ ràng. Ông lần này tới có phải là vì chuyện Đức Bình hủy bỏ việc xây dựng thành phố không? Tề Chấn Đào cũng không khách khí, trực tiếp hỏi Lô Trần Thiên. Đúng vậy bí thư Tề, bên trên đã cho Đức Bình cơ hội này. Mà Đức Bình chúng tôi các phương diện điều kiện cũng đạt tới, dù sao cũng phải thử sức có phải không? Lô Trần Thiên tương đối cẩn thận, đáp. Đạt được điều kiện, có chút không thực tế à. Tề Chấn Đào dội một gáo nước lạnh xuống dưới. So với khu Nam Lĩnh, chúng tôi đúng là có chút thua kém. Nhưng,
Đức Bình chúng tôi dĩ nhiên là có ưu thế của mình. Ví dụ như, quốc lộ thiên tường giao của ba tỉnh ở thành phố Ma Xuyên. Cái này, đã chiếm hết địa lợi. Giao thông một khối, địa khu Nam Lĩnh không có cách nào so với chúng tôi được. Còn về phương diện kiến thiết thành thị mà xem, khu Đại Vũ chúng tôi thiết lập thành công cũng là một ưu thế lớn. Khu Đại Vũ sau khi triển khai, đã mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế không thể đo lường, có thể tác động mạnh mẽ đến phát triển toàn diện của Đức Bình. Còn có trà thanh vụ của Ma Xuyên, hiện tại đã khai thác đến thị trường trong nước, chiếm thị phần cũng tương đối khả quan. Đặc biệt là thành lập bàn đảo ảnh thị Sơn Trang, tác động mạnh mẽ đến du lịch và các phương diện khác của Đức Bình, còn có. Lô Trần Thiên bắt đầu buôn dưa. Ha ha, những thứ anh nói về cơ bản nơi khác đều có. Đương nhiên, những thứ này, hình như đều có dính dáng chút ít đến đồng chí Tiểu Diệp nhỉ. Tề Chấn Đào cũng khẽ gật đầu đồng ý. Vâng, về cái này, nhân dân Đức Bình sẽ không quên cống hiến cực lớn của đồng chí Diệp Phàm. Thị ủy gần đây chuẩn bị lập một pho tượng ở chính quyền khu Đại Vũ, người dự định được chọn lựa chính là đồng chí Diệp Phàm. Những lời này của Lô Trần Thiên tuôn ra, thiếu chút nữa dán cái mông của Diệp Phàm đồng chí. Thằng nhãi này vội vàng xua tay nói. Không nên không nên, cháu chỉ là làm việc bản thân nên làm, còn lập pho tượng, cái này, quá chói mắt. Cháu nói này chú Lô, chú đây chính là muốn đem cháu đội lên trời đó, nếu một ai đó nhỏ nhen quăng xuống thì thảm rồi. Cháu sai rồi, không phải trình quyền khu chúng ra mặt. Là mấy vạn dân chúng khu Đại Vũ tự động quyên tặng tiền. Hơn nữa, chính quyền khu có ý là đem pho tượng đồng đặt ở chính quyền khu, chẳng qua, cũng có người đề nghị đặt ở quảng trường mới khánh thành. Hiện tại cái này còn chưa quyết định, chuyện pho tượng không thể thay đổi, những cái đó, cũng là dân chúng khu Đại Vũ tự làm, chúng ta làm sao ngăn trở chứ. Và lại, người ta nói hay lắm, không có cục trưởng Diệp sẽ không có khu Đại Vũ. Cái này, nói cháu là người thành lập khu Đại Vũ, cũng không thiếu được vinh quang. Lại nói tiếp, chúng ta đều trông thấy mà thèm. Lô Trần Thiên vẻ mặt đứng đắn nói ra. Diệp Phàm, không cần quá khiêm tốn. Cho dù là dân chúng khu Đại Vũ tự làm, thì để cho bọn họ đi làm a. Cái này, đối với cháu mà nói đã một mốc ghi nhận thành tựu, không phải là một cách thúc giục khác sao? Tề Chấn Đào nói ra. Cái này, quá, cái đó, cháu sợ bị hành vạn đám quan chức nhổ nước bọt cho chết đuối. Diệp Phàm có chút thẹn thùng. Sợ cái gì, nên được thì được, không phải sợ người khác lắm mồm. Có bản lĩnh bảo bọn chúng kiếm được cái quốc lộ thiên tường đi. Có bản lĩnh bảo bọn chúng mời được Đại sư Trương Đạo Lâm, lại làm cái bát quái ở khu Đại Vũ đi. Tề Chấn Đào hừ giọng nói. Kỳ thật, chính quyền khu đang nằm ở trung tâm bát quái trận khu Đại Vũ, cho nên, pho tượng đồng chí Diệp Phàm tọa lạc ở đâu, cũng có ý nghĩa chấn tà bảo vệ bình an một phương. Chỉ bằng việc đồng chí Diệp Phàm ở Ngư Đồng làm ra thành tích gây sự chú ý ánh mắt của người ngoài, nói là có thể chấn tà cũng phù hợp. Lô Trần Thiên cười quỷ dị nói. Kỳ thật. Vấn đề pho tượng Diệp Phàm lại dẫn đến tranh luận rất lớn ở thị ủy, pho tượng là dân chúng góp tiền làm ra. Kỳ thực, đứng đầu chính là đám người Ôn Bảo Linh và Hầu Kim An. Chẳng qua, thị ủy có đồng chí nào đó vẫn còn đỏ mắt, nói nhiều không ăn thua. Mấy ngày hôm trước Diệp Phàm mang theo tổ điều tra trường đảng xuống, ở thời khắc mấu chốt hủy bỏ xây dựng thành phố, năng lực của Diệp Phàm lại nảy ra. Cho nên, hôm trước ở trên hội nghị thường vụ thị ủy, Lô Trần Thiên liên thủ với Trang Thế Thành đem việc này cứng rắn quyết định. Thứ nhất là lấy lòng Diệp Phàm, thứ hai, đương nhiên là vì vung roi lên nịnh bợ Diệp Phàm vì Đức Bình hủy bỏ việc xây dựng thành phố đã xuất toàn lực. Hai lão này tính toán rất tốt, Tề Chấn Đào đương nhiên cũng đoán được một ít, cười nói. Trưởng ban Lô bên kia nói thế nào? Chương 1303, hiệu trưởng Đường muốn gặp cậu. Cô ấy đã sớm hoạt động. Phương án của lần này chúng tôi là do thư ký chính phủ cục trưởng cục 2 Tiền Quang đích thân làm. Điểm này tôi phải cảm tạ đồng chí Diệp Phàm. Cho nên, so sánh với hai địa khu kia, chúng tôi chiếm ưu thế rất rõ ràng. Lô Trần Thiên tin tưởng rất lớn. Ừ, Tiểu Diệp là từ Đức Bình đi ra. Lãnh đạo Đức Bình các anh đối với nó cũng không tệ. Và lại mặt mũi của Tiểu Diệp tôi rốt cục vẫn phải cho có phải không? Tề Chấn Đào nói thẳng không lảng tránh, liếc nhìn Diệp Phàm. Trực tiếp cho Diệp Phàm thể diện. Tiếp theo còn nói thêm. Chẳng qua, trong tỉnh có thể thông qua, mấu chốt vẫn còn bên chính phủ. Tôi không hy vọng trong tỉnh mất đi cái danh ngạch này, trở thành trò cười cho toàn tỉnh. Các anh có tự hỏi,
có nắm chắc không? Tề Chấn Đào kỳ thật cũng ám chỉ Diệp Phàm, lần này trong tỉnh nếu như thông qua, trong thủ đô có một số người mày phải ra mặt đi tranh thủ. Đã có trưởng ban tổ chức trung ương ở Kiều Gia, còn có Phượng Gia, con đường có thể sử dụng có rất nhiều. Cháu biết rồi chú Tề, đã đồng ý với lãnh đạo Đức Bình, cháu sẽ không buông tay. Diệp Phàm kiên quyết tỏ thái độ, đương nhiên, hai người giao tiếp bí hiểm, Lô Trần Thiên tuy nghe có chút không hiểu, nhưng cũng hơi đoán được chút gì đó. Ngày 25 tháng 9, một nhóm tổ điều tra trở lại trường đảng. Bởi vì năm nay là tròn 50 lập nước, vốn định tháng 9 tiến hành cho tiểu tổ điều tra tự do biện luận sẽ tạm thời lùi lại đến sau Quốc Khánh mùng 1 tháng 10 sẽ tiến hành. Về chủ đề Quốc Khánh đã triển khai ở nội bộ trường đảng. Mà tất cả 10 tiểu tổ lại đều trở về, cả đám đều chuẩn bị đủ sức mạnh, trên hội nghị biện luận sẽ cho đối thủ một đòn dữ dội. Hơn nữa, sau khi trở lại trường đảng nội bộ tiểu tổ triển khai thảo luận rất kịch liệt. Cái này, dĩ nhiên cũng là vì không ngừng hoàn thiện đề tài điều tra nghiên cứu của mình, tranh thủ đạt tới tối ưu hóa. Bởi vì, lần này là dùng tập thể bình xét cấp bậc làm chủ, đoàn kết là nòng cốt. Buổi tối ngày 26 tháng 9, Diệp Phàm ở phòng của mình, đang cùng ba vị phó bộ trưởng Thôi Nhất Tân chỉnh lý tài liệu đề tài lần này. Diệp Phàm, hiệu trưởng Đường bảo cậu đúng 8 giờ đến văn phòng của ông ấy. Lý tổ chức thân thiết nói với Diệp Phàm. Hiệu trưởng Đường gọi tôi, tổ chức Lý, không biết là chuyện gì vậy. Diệp Phàm và tổ chức Lý quan hệ cũng không tệ, cho nên, thuận miệng hỏi một câu, muốn thăm dò tin tức để sớm có chuẩn bị. Ha ha! Chủ nhiệm Lý Chí Ngư cười liếc nhìn bọn Thôi Nhất Tân, ba người rất biết điều, vội vàng cáo từ rời đi. Diệp Phàm, hiệu trưởng Đường tìm cậu vì chuyện gì, cái này, tôi không rõ ràng lắm. Lý tổ chức lắc đầu, liếc nhìn Diệp Phàm, kiểu như muốn nói lại thôi. Lý tổ chức, chúng ta ở chung hơn một tháng, có chuyện gì xin nói thẳng, anh biết, tính cách của tôi khá thẳng, không thích vòng vo. Diệp Phàm thấy được gì đó, bèn đưa một điếu thuốc qua. Lý tổ chức cũng nhận lấy, hơn nữa, rất quỷ dị chính là, Lý tổ chức lại dành châm thuốc cho Diệp Phàm. Diệp Phàm, tôi năm nay 40, ai, nhân sinh có thể có mấy cái 40? Mặt Lý tổ chức lúc này lộ ra vẻ hơi buồn bực. Anh không già đâu tổ chức Lý, 40 tuổi đang là tuổi làm nên sự nghiệp. Diệp Phàm thuận miệng khen một câu. Tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc câu của Khổng Tử, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi có thể biết rõ đúng sai tôi đều có phần thất vọng. Chẳng qua, cậu nói cũng tốt, 40 tuổi, vẫn có thể làm rất nhiều công tác. Trường đảng này, là một nơi tốt, có điều, dù sao, giới hạn trong một phạm vi vừa phải. Cả ngày nhìn thấy đều là cán bộ cấp sở trở lên, lại nói tiếp, Phi Ưng nhất định phải hướng tới bầu trời có phải không? Tổ chức Lý nói đầy ẩn ý. Vậy thì bay lượn đến bầu trời một phen a. Diệp Phàm cười nói, rót chén trà đưa tới. Sớm đã biết Lý tổ chức đơn giản là muốn chuyển ra bên ngoài. Ai, khó. Lý tổ chức thở dài. Lý tổ chức có nơi nào chưa? Diệp Phàm hỏi. Chỗ thì có mấy cái, chỉ là, thủ đô tôi không dám nghĩ. Năm nay, con tôi Lý Hoa thi đậu Đại học Trung Sơn. Vợ lại là người Việt Đông, năm nay trong nhà cô ấy cũng tương đối không may, mẹ già nằm bẹp giường, vì chăm sóc mẹ già, cô ấy đã điều đến Việt Đông công tác. Bảo tôi ở Bắc Kinh thì tự chăm sóc bản thân, đợi mẹ già đỡ bệnh sẽ nghĩ biện pháp điều trở về, đoán chừng cũng phải mất 2-3 năm. Bệnh của mẹ vợ tôi, rất khó trị tận gốc, và lại, trong nhà mấy anh em đều bận, hơn nữa, về cơ bản đều công tác ở bên ngoài, thay phiên trở về tới chăm sóc xem ra cũng không được. Ai? Lý tổ chức rụi tàn thuốc, thở dài, nói ra. Lý tổ chức cũng muốn đi Việt Đông. Diệp Phàm nghe là hiểu, chẳng qua hơi buồn bực, Lý tổ chức tìm mình làm gì vậy? Ừ, con trai ở Việt Đông, vợ cũng ở, tôi cũng muốn đi Hiếu Thuận một lần. Lại nói trong lòng xấu hổ, những năm gần đây, luôn luôn bận cái này bận cái kia, ngay cả mẹ vợ cũng quên đi. Và lại, ở cái trường đảng này vài chục năm, cũng có phần chán ngán. Bầu trời bên ngoài tuy nói nhiều mưa nhiều gió, nhưng tôi nghĩ, bao giờ cũng phải trải qua một ít sắc màu, nhân sinh đa dạng, đi thử một chút không phải là không tốt. Lý tổ chức nói ra. Lý tổ chức vừa ý với vị trí nào? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Nếu có cơ hội, dĩ nhiên muốn nâng một cấp, có điều, tôi làm công tác giáo vụ, trường đảng đi ra muốn trực tiếp lên cấp tương đối khó.
cho nên, có thể cơ hội điều chuyển ngang cũng được. Hiện tại Việt Đông thì có hai vị trí. Một là sở nhân sự tỉnh Việt Đông thiếu một phó giám đốc sở, cái còn lại là ban tổ chức còn thiếu một phó trưởng ban. So sánh độ khó khăn, thì không có khả năng như nhau. Lý tổ chức nói ra. Lý tổ chức, ý của anh có phải là muốn làm quen bí thư Triệu Sương Sơn một chút? Diệp Phàm hỏi. Ông ta, hẳn là bước thứ hai. Mấu chốt nhất chính là, cái này. Lý tổ chức có phần khó nói, do dự một hồi, mới lên tiếng. Cậu không phải là muốn đi gặp hiệu trưởng đường sao? Lại nói có chút buồn cười, tôi ở trường đảng công tác vài chục năm, rất khó có được cơ hội một mình gặp hiệu trưởng. Dù sao, trường đảng cũng rất lớn, loại cán bộ cấp bậc giống tôi tương đối nhiều. Hiệu trưởng lúc bình thường đều công tác ở Trung Viên Hải, công tác cụ thể ở trường đảng đều là do thường vụ phó hiệu trưởng chủ trì, hiện tại bây giờ là phó hiệu trưởng Lý Tế Điền. Hiệu trưởng đường, trên thực tế chỉ là treo cái tên mà thôi. Ông ấy hôm nay có thể ở văn phòng gặp cậu, là vô cùng hiếm có. Anh đã quyết định rồi phải không? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói ra. Quyết định. Lý Chí Ngư vẫn không do dự. 8 giờ, Diệp Phàm đến văn phòng của hiệu trưởng đường. Hiệu trưởng trường đảng Đường Hạo Đông, thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Hoa Hạ. Một loạt chức vụ này đại biểu cho, ông ta, chính là người được bồi dưỡng kế tục nước Cộng hòa. Đối mặt với một vị cự thần như vậy, lãnh đạo quốc gia thật sự, Diệp Phàm, trái tim tự nhiên đập thình thịch. Thằng cha này phải mất khí kình cực lớn mới khiến cho trái tim không nhảy loạn. Hơn nữa, sau khi hắn gặp cấp trên, chính là thời điểm bản thân phấn đấu trên con đường quan đồ. Chiếm được tiên cơ để lại cho ông ta có ấn tượng tốt, cái này, rất quan trọng. Nếu có may mắn trở thành cấp dưới trung kiên của ông ấy, đó chính là việc rất vinh quang. Nhờ thư ký chỉ dẫn Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng của hiệu trưởng đường. Vào đi. Bên trong truyền đến một giọng nói bình thản. Diệp Phàm đi vào, gặp hiệu trưởng đường đang châm chấm trên văn kiện. Thấy Diệp Phàm đi vào, hiệu trưởng đường khẽ gật đầu, nói. Cậu cứ ngồi một lát, chờ mấy phút, chờ tôi xử lý văn kiện này. Ông bận, tôi không sao. Diệp Phàm khom người xuống, khẽ cười nói. Thư ký pha trà rồi lui ra ngoài. Diệp Phàm ngồi xuống, quan sát hiệu trưởng đường. Hiện hiệu trưởng đường trán đầy đặn, mặt rất có hình, cái này, có lẽ chính là cái gọi là tướng đế vương. 10 phút qua đi, Đường Hạo Đông buông văn kiện xuống. Liếc nhìn Diệp Phàm, đột nhiên, vẻ mặt nghiêm túc, uy thế phát ra, nói. Đồng chí Diệp Phàm, nhìn thấy tôi ngay cả cái chào theo nghi thức quân đội cũng không nỡ sao. Chào thủ trưởng. Diệp Phàm bật dậy. Thiếu chút nữa làm cho hiệu trưởng đường trở tay không kịp, vội vàng đứng lên đã thành một cái chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội. Ha ha ha, được rồi, cậu không mặc quân phục thiếu tướng, cái này, coi như đã có lễ. Đường Hạo Đông đột nhiên nở nụ cười. Thủ trưởng biết thân phận của tôi. Diệp Phàm trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc, chợt thoải mái. Đồng chí Diệp Phàm, lần này gọi cậu tới là có nhiệm vụ bí mật giao cho cậu. Đồng chí Trấn Đông Hải cũng nói qua cho tôi bản lĩnh của cậu. Nói là cậu thích vì nhân dân làm việc, làm một quan chức chính quyền tiêu chuẩn. Những lời này, từ biểu hiện mấy năm nay của cậu mà xem, cần phải gọi là cán bộ tiêu chuẩn, thậm chí là ưu tú. Đương nhiên, cậu có năng lực đặc biệt, về mặt này cũng không thể từ bỏ, cũng có thể vì quốc gia làm chút việc trong khả năng cho phép. Bằng không thì, phung phí của trời. Đối với lựa chọn của cậu, chúng tôi không phản đối. Qua mấy ngày nữa là đại duyệt binh quốc khánh, thời điểm cả nước đón mừng, luôn luôn có một ít tình huống không hài hòa phải không? Phòng ngừa rắc rối là việc chúng ta phải làm được, đặc công tổ A bây giờ cũng phải tận lực. Có điều, nhân thủ quá ít, đồng chí Trấn Đông Hải cũng cảm thấy giật gấu vá vai. Lần này quốc khánh đại duyệt binh mời rất nhiều bạn bè quốc tế, an toàn của họ đại biểu cho hình tượng quốc gia của chúng ta. Cho nên, về an toàn phòng vệ lần này, là dùng đặc công tổ A làm tổng chỉ huy, kể cả quốc an, công an, cảnh sát vũ trang các cấp cơ quan vũ lực đều là do đặc công thống nhất điều động. Mục tiêu duy nhất của chúng ta, đó chính là phải bảo đảm trải qua quốc khánh vui vẻ bình an. Trong khoảng thời gian này nhà trường cho phép cậu xin phép nghỉ, tôi đã dặn dò văn phòng. Đây là một tờ giấy thông hành đặc biệt, người có nó có thể tự do thông qua ở những chỗ đặc thù. Đương nhiên. Sau khi xong chuyện lần này cậu phải đem giấy chứng nhận này giao trở về.
Cậu lập tức về tổng bộ đặc công đưa tin, công việc cụ thể do đồng chí Trấn Đông Hải sắp xếp. Đường Hạo Đông nói ngắn gọn, hơn nữa, trong lời nói chứa vẻ thân thiết, không làm người ta có một chút cảm giác sợ hãi. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội sau đó nói hùng hồn, quay người, nhìn Đường Hạo Đông, hỏi. Hiệu trưởng Đường, có chút chuyện nhỏ tôi có thể nói hay không? Hắn sợ lúc này mà không nói, sau này căn bản là không có cơ hội gặp lại hiệu trưởng Đường. Ồ, nói chuyện điều kiện với tôi à nha, lá gan không nhỏ đó mà. Đường Hạo Đông mặt nghiêm, khẽ nói, nghiêng nhìn Diệp Phàm, còn nói thêm. Nghe nói cậu thường xuyên cùng Trấn tướng quân nói chuyện điều kiện thì có thể nói chuyện, nhưng, quốc gia giao nhiệm vụ cho cậu thì phải hoàn thành vô điều kiện. Cậu là đảng viên, cũng biết rõ nghĩa vụ của đảng viên chứ. Chương 1304, người bí mật nhất tổ đặc nhiệm A. Không phải, tôi không nói chuyện điều kiện. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Không nói chuyện điều kiện, vậy cậu muốn hỏi cái gì? Đường Hạo Đông trái lại cảm thấy hứng thú, nhướng mày hỏi. Thủ trưởng, tôi muốn nói chính là việc riêng, nếu ngài nói tôi đi cửa sau cũng đúng. Diệp Phàm cũng là đã đồng ý với người khác chuyện gì thì bất cứ giá nào cũng phải thử. Đương nhiên, làm như vậy hậu quả có thể khiến Đường Hạo Đông phản cảm. Tuy nhiên, đâm lao thì phải theo lao, nghĩ đến Lý Chí Ngư đang ở ký túc xá chờ, Diệp Phàm cũng không nghĩ kịp. Hơn nữa, thái độ của hiệu trưởng Đường hôm nay, hẳn là có thể sẽ không tức giận. Trái lại có lúc làm cho người ta cảm giác có thể tin tưởng. Xem ra, lá gan của cậu đúng thật là không nhỏ. Đi cửa sau như thế cũng hợp lý hợp tình thôi. Nói đi, có phải ngại quan quá nhỏ, muốn được đề bạt, hoặc là nói về vị trí gì? Đường Hạo Đông hừ nói. Thủ trưởng, là như vậy, Lý Chí Ngư. Diệp Phàm nói rõ mọi chuyện. Đương nhiên, Diệp Phàm nói khá mượt mà, hơn nữa còn thêm thắt một chút. Ôi! Đường Hạo Đông không ngờ thở dài, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Tôi thật sự bộn bề nhiều việc. Nói thật là đồng chí ở trường đảng muốn gặp tôi khá khó, cũng khó vì bọn họ. Cậu về trước đi, làm tốt việc quốc khánh, đây mới là điều quan trọng nhất. Vâng. Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội rồi bước đi. Trở lại ký túc xá, Diệp Phàm gật gật đầu, Lý Chí Ngư cũng gật gật đầu, hai người đều không nói nữa. Cũng rất dễ tìm ra lý do, vì Diệp Phàm khi ở Ngư Đồng là bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an, lại phá được vụ án lớn ở Ngư Đồng. Cho nên, Lý Chí Ngư tuyên bố trước lớp học là đồng chí Diệp Phàm bị Bộ Công an điều động đi chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, cũng không làm cho nhiều người quan tâm. Vì lễ duyệt binh lớn quốc khánh sắp tới, các lực lượng mạnh ở Bắc Kinh đều đặt trọng tình trạng cảnh giác cao độ, mà chỉ với một phó giám đốc sở nhỏ như Diệp Phàm, đến Bộ Chỉ huy An ninh cấp cao chắc chắn chỉ là người chạy việc. Mấy người Đường Lâm và Tần Bình Minh âm thầm đắc ý. Thầm nói người này bị bắt làm kẻ khuân vác. Nếu không có việc gì xảy ra còn được, nếu có một điểm sai sót nhỏ cũng là đi đời sinh mạng chính trị của hắn. Quốc khánh là chuyện lớn thế nào, đùa không dậy nổi. Tổng bộ tổ đặc nhiệm A, lúc này tràn ngập một không khí khác thường, cảm giác đặc biệt khẩn trương và nghiêm túc. Trước kia đến không thấy mấy quân nhân, nơi nơi cũng có chút im lặng. Đêm nay thì khác, hiện tại là 10 giờ đêm, bên trong đèn vẫn sáng. Sân bay có rất nhiều máy bay trực thăng đặc thù chuẩn bị đợi lệnh. Mỗi trực thăng đều có nhân viên đang bận rộn làm việc, nghe nói bắt đầu lúc 24 giờ. Mà cũng rất nhiều người đang đứng, nơi nơi đều là các quân nhân, các tướng lĩnh mặc quân phục. Diệp Phàm cũng mặc quân phục thiếu tướng, bởi vì thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A trước ngực có một dấu hiệu đặc thù. Có dấu hiệu nhân viên không nhiều lắm, đây chính là một vinh dự, một thân phận đặc thù, đúng thế, đó là ký hiệu thành viên chính thức. Toàn bộ thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A không vượt quá 100 vị. Đương nhiên, ký hiệu này rất ít thể hiện ra, chỉ có sự kiện lớn quan trọng mới sử dụng. Đương nhiên, kỷ luật của tổ đặc nhiệm A rất nghiêm mật. Từ nhân viên tạp vụ đến lãnh đạo cấp cao, đều nhớ kỹ sứ mệnh của tổ đặc nhiệm A. Bởi vậy, cũng không lo lắng có người sẽ làm lộ thân phận của anh. Còn những người khác, đều là nhân viên phối hợp làm việc vặt tuyến 2. Thấy Diệp Phàm lại đây. Một đám quân nhân tất cả đều chào theo nghi thức quân đội, miệng cũng kính nói. Thủ trưởng khỏe. Đương nhiên, đại đa số đồng chí đều có chút ngạc nhiên, chưa từng thấy một thiếu tướng trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Xem ra chức vị cấp bậc cũng sẽ không thấp,
thậm chí có người lính trong đám các quân nhân làm việc vặt mắt trợn lên rất ngạc nhiên. Phải biết rằng, có thể nhìn thấy một thành viên chính thức của tổ chức bí mật nhất Trung Quốc là không dễ dàng. Một người lính bình thường, có thể cả đời cũng không gặp một thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Huống chi là cấp bậc cao như vậy, nhìn quân hàm thiếu tướng của Diệp Phàm, ít nhất cũng phải là người phụ trách một tổ nào đó. Người này, một khi bị thương hoặc là vì trao quyền cho cấp dưới có thể thăng quân hàm trung tướng. Trung tướng, cả đất nước Trung Quốc rộng lớn, cũng không có nhiều nhặn gì. Thật ra, quân lính làm việc vặt trong tổ đặc nhiệm A tại các địa phương cũng là lực lượng tinh anh. Ví dụ như bộ đội đặc chủng báo săn ở quân khu lĩnh Nam, chính là quân bên ngoài của tổ nòng cốt thứ 8. Thật ra báo săn cũng là con át chủ bài của quân khu lĩnh Nam. Vào văn phòng của Trấn Đông Hải, vừa lúc tướng quân Cố Toàn cũng đã ở đó, Lý Khiếu Phong đang đứng chống một cây gậy. Ông ấy nói có cơ hội được đứng không muốn ngồi, xem ra là vì ngồi xe lăn nhiều quá đi. Đồng chí Diệp Phàm, lần này tổng bộ điều động đồng chí trở về, đương nhiên, tình hình bước đầu hẳn đồng chí đã nắm được, tin rằng Phó Chủ tịch Đường đã nói qua với đồng chí. Trấn Đông Hải vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, tôi đã biết, phối hợp công tác bảo vệ lễ duyệt binh lớn. Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội sau đó gật gật đầu nhìn Trấn Đông Hải nói. Không biết cấp trên sắp xếp tôi làm gì, tôi phục tùng bố trí của tổ chức. Nhiệm vụ trọng tâm của cậu lần này chính là phụ trách bảo vệ an toàn cho chủ tịch Trấn. Lời nói của Trấn Đông Hải như phá đá, Diệp Phàm cảm giác cổ họng khô khốc, có chút đắng, hỏi. Việc này, theo năng lực cá nhân mà nói, đối với công tác bảo vệ an toàn, kinh nghiệm của tôi không bằng Lang Phá Thiên, có vẻ không thỏa đáng. Dù sao, cậu không cần lo lắng quá mức, lần này chúng tôi đã dùng đúng năng lực của cậu. Lang Phá Thiên có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, cho nên, anh ta phụ trách chung công tác đảm bảo an toàn. Trọng trách của anh ta quá nặng, phạm vi công việc lớn. Lần này mời đến rất nhiều nguyên thủ quốc gia, mỗi người họ đều cần thành viên tổ đặc nhiệm A chúng ta bảo vệ, tổ chúng ta có mấy chục người, còn ở cả nước ngoài. Thêm vào đó, chi nhánh các nơi cũng đã đưa người đến đây, dù sao cũng phải để lại mấy người ở đơn vị. Về năng lực cá nhân, trước mắt tổ đặc nhiệm A không tìm thấy người mạnh hơn cậu. Hơn nữa, cậu có đòn sát thủ, việc này tổ đặc nhiệm A cần. Ở tình huống khẩn cấp, cậu có khả năng ứng phó. Phi đao của cậu đối với kẻ thù ấn náu đều là vũ khí chí mạng. Chẳng những chủ tịch Trấn cần cậu ở bên cạnh che chở, cậu còn có một nhiệm vụ, đó là chỉ huy 4 người Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ bảo vệ an toàn của Thủ tướng và Phó Chủ tịch Đường. Ba vị lãnh đạo này cũng giải thích cho cậu, đương nhiên, cũng giao cho cậu một tiểu đội, có 100 thành viên. Bọn họ là cấp dưới của cậu, tùy cậu sử dụng. Trấn Đông Hải vẻ mặt nghiêm trọng sắp xếp, Cố Toàn và Lý Khiếu Phong bổ sung thêm vài câu, 4 người trở lại trung tâm chỉ huy, nhìn bản đồ và nêu phương án cụ thể. Còn nữa, đối mặt với tình huống khẩn cấp, tổng bộ trao cho cậu quyền nổ súng. Lý Khiếu Phong đi trước đột nhiên nói. Vâng. Diệp Phàm chào theo nghi thức quân đội, khi Cố Toàn đi đến chỗ mình, nhìn mấy người Vương Triều Mã Hán và Trương Long Triệu Hổ đều đang ở đó, còn có 100 lính đội ngũ chỉnh tề, một thiếu tướng trang phục nghiêm túc đứng trước hàng. Trong đội hình binh lính, đứng đầu là đại tá, bên trong thấp nhất là cấp bậc thiếu úy. Đa số là thiếu tá, đây là số quân lính tinh nhuệ tạo thành bộ đội bảo vệ đặc thù, cấp bậc không thể không cao. Chính Diệp Phàm trong lòng không biết nói gì, cảm giác hình như là ở báo săn, bên trong không có quân, tất cả đều là quan. Thủ trưởng khỏe. Thấy Diệp Phàm và Cố Toàn đến, người thiếu tướng hô, lập tức toàn thể tướng lĩnh đều hô to. Tôi là Cố Toàn, vị này là đồng chí Diệp Phàm, hắn là do tổng bộ điều động từ địa phương đến hỗ trợ công tác an toàn lần này. Từ nay về sau, hắn sẽ là chỉ huy cao nhất của các cậu, ai cũng không được cãi mệnh lệnh hắn. Hiểu chưa? Cố Toàn vẻ mặt uy nghiêm nói. Hiểu rõ. Cả trăm người đáp lại, chào theo nghi thức quân đội. Các đồng chí, các cậu đều là đội quân tinh nhuệ, tôi không phải nói những lời không cần thiết nữa. Tôi cần chính là lời hứa của các cậu, đó là dùng chính máu tươi và sinh mạng của mình để bảo vệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bảo vệ lãnh đạo đất nước, hiểu được ý của tôi không? Lời nói kiên định hùng hồn của Diệp Phàm, đi vào tai mỗi người lính. Hiểu rõ, thề sống chết bảo vệ, thề sống chết bảo vệ. Âm thanh này truyền rất xa, làm tinh thần quần chúng phấn chấn.
Cùng lúc đó, Trấn Đông Hải đang ở trong một căn phòng làm việc đặc thù. Đồng chí Trấn không ngờ đang đứng, vẻ mặt cung kính, đối diện một ông lão mặc thường phục, mặt bình thản, thản nhiên nói. Năng lực cá nhân của hắn tôi không có chút nghi ngờ gì. Trẻ tuổi như vậy đã có thể thăng đến cao thủ đỉnh bậc. Thực sự là may mắn của tổ đặc nhiệm A chúng ta. Tuy nhiên, năng lực tổ chức của hắn như thế nào tôi còn có chút lo lắng. Cậu giao chuyện quan trọng cho hắn, nếu xảy ra sơ suất, sẽ là một ngày đen tối của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sẽ không thế Vương lão, trận chiến ở đảo Rắn Ưng là một, còn có lần đi làm nhiệm vụ đặc thù ở Nhật Bản. Quyền quét thần chân Sơn Trang ở Hải Nam, còn có cả trận chiến ở Vương quốc Thái Lan, những việc này đều thể hiện năng lực tổ chức trời phú và kiệt xuất. Cử hắn bảo vệ ba vị lãnh đạo, là quyết định của tập thể lãnh đạo tổ đặc nhiệm A. Chúng tôi đã bàn bạc, hơn nữa có ngài âm thầm giúp, tuyệt đối không thể có chuyện không may. Trấn Đông Hải hơi khom người, thái độ kiên quyết. Ha ha, về sau đừng trông cậy vào tôi. Sau quốc khánh tôi đi du lịch vài năm có lẽ vừa đi rồi chết tha hương cũng là chuyện thường. Người già rồi, thiên hạ tổ đặc nhiệm A là của thanh niên các cậu. Thế sao được, không có ngài ở đây, nếu gặp cao thủ siêu đẳng, ví dụ như cửu đẳng, thì làm sao bây giờ? Trấn Đông Hải trong lòng căng thẳng vội nói. Tôi đã gần trăm tuổi, cậu nói xem, còn có thể sống vài năm. Tiểu Trấn, đừng cứ nghĩ đến tôi già rồi, tham mưu cho các cậu thì tham mưu. Thật ra muốn ra trận là chuyện của các cậu. Vương lão bình thản nói. Vương lão, ngài chưa già. Với đẳng cấp siêu sao của ngài, cơ thể chắc là lão hóa chậm. Sống thêm trên 30 năm hẳn là không khó. Tuy nhiên, Diệp Phàm có cơ hội đột phá lên bát đẳng không? Trấn Đông Hải tâm trạng cũng không thoải mái. Chương 1305, trứng gà cũng phải tìm ra xương cốt. Việc này khó nói, phải xem cơ hội. Bát đẳng không phải anh muốn đột phá là có thể đột phá, phải có một cơ hội thích hợp. Tuy nhiên hắn có đến 5 phần. Về phần nói cửu đẳng, việc này hiện tại tôi nói cũng không chính xác. Nhìn chung cả thế giới, cao thủ cửu đẳng cũng như đầu của kim tự tháp. Tuy nói Trung Quốc chúng ta có truyền thuyết ngũ cực nhưng bọn họ có còn sống hay không đến người lãnh đạo của tổ chức nhà nước bí mật nhất cũng không biết được, càng không cần nói đến những người khác. Tuy nhiên, với tuổi trẻ của hắn hoàn toàn có khả năng. Hắn thật sự là cao thủ chân chính cuối cùng của tổ đặc nhiệm A. Tiểu Trấn, phát hiện một nhân tài không dễ dàng, cậu phải cố gắng hết sức để đảm bảo hắn không bị thương. Tuy nói điều lệ quy định chúng ta không thể can thiệp vào việc của chính quyền. Nhưng nếu thật sự có người bắt nạt hắn, trong chính quyền hắn chỉ là một cây cỏ nhỏ, cần sự che chở của cậu. Dù sao, chuyện chính quyền, không phải dùng võ để giải quyết. Quyền lực mới là cách giải quyết tốt nhất. Hắn trưởng thành cần phải từ từ. Hơn nữa, người là có thể thay đổi, ha ha, các cậu không phải thường nói, trên có chính sách, dưới có đối sách đó thôi. Đương nhiên, chúng ta không thể để hắn có thói quen ỷ lại. Chỉ đến một thời điểm mấu chốt, hắn thật sự không vượt qua được mới ra tay. Tin rằng mặc dù là Trấn Sơn Hà và Đường Hạo Đông cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Bởi vì tương lai tổ đặc nhiệm A cũng đại diện cho tương lai an toàn của lãnh đạo đất nước. Vì bản thân, đất nước tuyệt đối cần hắn không bị thương. Đương nhiên, chỉ mong việc này mãi mãi không xảy ra. Có một số việc cũng không phải tổ đặc nhiệm A có thể quyết định. Ví dụ như súng ống đối với hắn mà nói chính là một thương tổn rất lớn, chỉ mong sao. Vẻ mặt Vương lão nghiêm trọng, giải thích. Tôi sẽ nhớ kỹ. Trấn Đông Hải rất nghiêm chỉnh gật gật đầu. Trong chốc lát, ba đồng chí nữa lại đến, đều là vệ sĩ của ba người chủ tịch Trấn. Thủ tướng và Phó Chủ tịch Đường, cũng là thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Một cuộc họp đơn giản được tổ chức, mọi người ngồi vây xung quanh bắt đầu thống nhất ý tưởng và phương án. Thật ra, phương án tổ đặc nhiệm A đã xây dựng rồi. Mỗi vị trí đều quy định cụ thể rất tốt, mọi người chỉ là làm quen một chút với phương án mà thôi. Sau đó mọi người thay thường phục đi ra ngoài. Ngày 1 tháng 10, chào mừng lễ quốc khánh. Chủ tịch Trấn. Thủ tướng và lãnh đạo đất nước tươi cười bước vững vàng vào lễ đài trên quảng trường Thiên An Môn. May mắn những học viên của lớp cán bộ nâng cao vẻ mặt rất vui mừng được đứng ở một vị trí tốt. Việc này thật ra do trường đảng Trung ương cố ư sắp xếp, chính là muốn tạo ra cho các học sinh một sự ngạc nhiên, làm cho họ sẽ suốt đời nhớ đến sứ mạng trên vai của mình. Đúng lúc này, người giúp việc của Đường Lâm, Hứa Minh cầm kính viễn vọng lập tức ngây người, miệng lẩm bẩm nói.
Chẳng lẽ mình hoa mắt, không thể có khả năng, quá giống. Cái gì không có khả năng, Hứa Minh, cậu lại nhảy cái gì đó. Đường Lâm tức giận hừ nói, giơ tay lấy kính viễn vọng. Tôi đã rất vất vả dẫn theo cậu vào đây, nhưng cậu lại hưởng thụ trước. Trưởng ban đường, người đứng không xa phía sau chủ tịch, có phải là tên kia? Hứa Minh chỉ vào phía xa nói. Đường Lâm đưa kính viễn vọng theo hướng y chỉ nhìn, lập tức cũng hơi sửng sốt, chợt lắc lắc đầu nói. Hẳn là không có khả năng đi, vị trí đó sao có thể đến lượt hắn canh, hẳn là địa bàn của vệ sĩ Trung Nam Hải, sao có thể thế, hoa mắt hoặc là người có dáng giống quá thôi. Tuy nhiên, Đường Lâm tuy là nói thoải mái như vậy thật ra trong lòng cũng không thoải mái như vậy, hơn nữa, trộm quan sát cẩn thận hơn, càng nhìn càng nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Lễ mừng quốc khánh cuối cùng tốt đẹp. Thần kinh của Diệp Phàm cũng được thư giãn, mấy ngày nay, một ngày chỉ ngủ 5 tiếng, thiếu chút nữa mệt quá. Vừa lúc có thể nhân dịp ngày nghỉ quốc khánh ngủ một giấc. Nhớ đến lễ đài ở quảng trường Thiên An Môn, tuy trong lòng tự hào nhưng cũng cảm thấy căng thẳng. Hai mắt có thể không nháy thì cố gắng không nháy. Đôi mắt ưng 24 giờ đều mở to, nội kinh lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh, thật sự là quá mệt mỏi. Thần kinh bất cứ lúc nào cũng căng lên. Chủ tịch Trấn cũng không chào hỏi Diệp Phàm, chỉ có điều, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chủ tịch Trấn mới vỗ vỗ vai Diệp Phàm, hẳn là tỏ vẻ khen ngợi. Nhưng chủ tịch Trấn cũng không nói một câu. Trái lại, phó chủ tịch Đường gật gật đầu, ánh mắt thủ tướng phức tạp, không nói gì. Ngày 5 tháng 10, biệt thự Tây Vườn nước Cộng hòa Trung Hoa. Anh, ở lễ duyệt binh lớn mừng quốc khánh. Những người gác sau các anh đều là vệ sĩ Trung Nam Hải. Đường Lâm mang bộ dạng không hiểu hỏi. Đã biết còn hỏi. Đường Hạo Đông tức giận hừ nói. Em nhìn thấy trong đó có người rất giống bạn học ở trường đảng với em. Đường Lâm cuối cùng giấu đầu hở đuôi, đương nhiên hy vọng trên mặt anh trai sẽ phát hiện điều gì. Tuy nhiên, y thất vọng, Đường Hạo Đông chỉ ừ một cái không có động tĩnh gì. Bạn học của em là Diệp Phàm vẫn là lớp phó. Một phó giám đốc sở nhỏ. Tên kia nghe nói có bản lĩnh, án ở Ngư Đồng là do hắn phá. Đường Lâm còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục muốn thăm dò đến cuối cùng. Có bản lĩnh cán bộ em nên nhìn người ta học tập, nếu em cho rằng hắn có bản lĩnh, kết bạn với hắn để cùng học tập tiến bộ, làm tốt mối quan hệ đồng chí không phải là tốt sao? Đường Hạo Đông thản nhiên nhìn em trai một cái hừ nói. Người đó có phải là hắn hay không? Đường Lâm giật mình hỏi. Thế giới người giống người nhiều lắm, cậu đứng xa như vậy có thể xác định là hắn, thật sự là nói lung tung. Cả ngày chỉ nghĩ ngơi lung tung, phải làm nhiệm vụ của mình, đó là chăm chỉ học tập, làm tốt quan hệ mới là việc cậu nên làm. Đừng có cả ngày nghĩ ngợi linh tinh. Đường Hạo Đông tức giận quát lên. Em biết rồi. Đường Lâm vẻ mặt buồn bực, vội vàng đi, y khá sợ người anh trai phó chủ tịch này. Mỗi lần gặp mặt đều phải lấy hết dũng khí mới dám trò chuyện một lát. Tuy nhiên, Đường Lâm cũng có chút kỳ lạ, theo anh trai nói có thể nghĩ ra một ít không bình thường gì đó. Anh trai không ngờ bảo mình học tập Diệp Phàm, còn phải làm tốt quan hệ, chẳng lẽ tên kia thật sự là có chút năng lượng không tầm thường, nếu không, khó để giải thích tại sao anh lại nói như vậy. Đương nhiên từ nay về sau, Đường Lâm cũng sẽ để ý. Ngày 11 tháng 10. Cuộc tranh luận đề tài nghiên cứu ở trường đảng chính thức bắt đầu, khó chính là Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông cũng bớt thời giờ đến đây. Còn có Phó Hiệu trưởng trường đảng Lý Tế Điền, các bộ và ủy ban trung ương cũng có vài vị thứ trưởng, phó chủ nhiệm đến. Trưởng ban tổ chức cán bộ của trường đảng cũng đến. Các đồng chí, cuộc tranh luận lần này tôi hy vọng các đồng chí có thể trao đổi thoải mái, lãnh đạo nhà trường cho các đồng chí một không gian tự do lớn nhất. Những gì nói ở cuộc tranh luận lần này không ghi vào hồ sơ. Không chụp mũ, không phê bình bất cứ ai, cho nên, các đồng chí cứ việc mạnh dạn nói. Chúng ta chỉ nhìn những ý mới, chỉ nhìn xem có lợi cho dân cho nước hay không. Đúng sai cũng sẽ không phân tích, cụ thể là, càng có hiệu quả trong việc xây dựng đất nước chúng tôi sẽ đánh giá các đồng chí cao hơn. Lý Tế Điền vẻ mặt bình thản nói. Đầu tiên mời tổ thứ nhất, tổ Tần Bình Minh cử đại diện lên nói. Sau khi họ nói xong. Bất kỳ ai trong số các đồng chí cũng có thể đưa ra quan điểm khác và tranh luận. Lý Chí Ngư nói, Tần Bình Minh rất xảo quyệt, tổ bọn họ đề cử người đại diện không ngờ là phóng viên nổi tiếng của Tân Hoa xã Ninh Hồng. Nữ phóng viên này trên dưới 30 tuổi,
là phó giám đốc phân xã thường trú ở Hồng Kông. Cấp bậc tương đương phó giám đốc sở. Cô này được mọi người gọi là Hồng Miệng, nghe nói khi học đại học có biệt danh vì tham gia vô số cuộc tranh luận, kinh nghiệm phong phú, lên tiếng thật sự được gọi là khéo mồm khéo miệng. Trường ban tổ chức Lý vừa nói xong, cô này vẻ mặt bình tĩnh, thong dong đi lên bục phát biểu. Các đồng chí khác mặt tất nhiên không thể nào đẹp, bởi vì Ninh Hồng nói rất tốt, chết cũng có thể nói thành sống, sai có thể nói thành đúng. Người ta hiểu biết rộng, tầm nhìn xa, hơn nữa phát âm chuẩn, cũng nói khéo, năng lực đương nhiên siêu phàm. Cho nên, trong các bạn học có thể có mấy người là đối thủ của cô. Tổ của cô nghiên cứu đề tài có tên là Hợp tác dân doanh là đường tắt để khai thác, phát triển tài nguyên điện năng. Đây cũng là vì tổ của Tần Bình Minh có phó tổng giám đốc của tập đoàn Long Năng Quốc tế, cũng là thành viên tổ đảng, phó chủ tịch công ty điện lực quốc gia. Tần Bình Minh một tay dựa vào điện để khởi nghiệp, nghiên cứu về điện đương nhiên là ngựa quen đường cũ. Hồng Miệng Ninh Hồng trình bày điện năng là nguồn năng lượng vệ sạch nhất hiện nay, không ô nhiễm. Lại đưa ra việc nhà nước xây dựng ba đạp lớn làm ví dụ chứng minh, thái độ của lãnh đạo đất nước đối với việc khai thác và phát triển điện năng là quan trọng. Sau đó, chuyển sang kết quả nghiên cứu ở Việt Đông. Địa phương điện năng khan hiếm, thường xuyên phải kéo thấp mức tiêu thụ điện. Là áp lực rất lớn cho sự phát triển của các công ty, tạo thành nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cuối cùng, trình bày tầm quan trọng của việc hợp tác dân doanh. Vì quốc gia không giàu có, còn không thể sử dụng hết tài nguyên thủy lợi. Bởi vậy cần phải đưa ra chính sách ưu đãi với dân doanh, thật sự chính là các công ty tư nhân đầu tư vào lĩnh vực điện năng. Ninh Hồng nói sóng, có lẽ vì biệt danh Hồng Miệng của cô nên không ai dám phản bác. Sau khi nói xong, không thấy ai đưa ra phản ứng, Ninh Hồng đắc ý nhìn tổ trưởng Tần Bình Minh một cái, y cười khen ngợi, Ninh Hồng thản nhiên trở lại chỗ ngồi. Tổ của lớp phó Đường Lâm cũng là một cô gái, nghe nói phó chủ nhiệm của Đại học Kinh tế Bắc Kinh. Cán bộ phó giám đốc sở, một cán bộ đi lên từ công tác giảng dạy. Cô gái tên Khương Hồng đã từng là bình luận viên chuyên mục kinh tế của Đài truyền hình Trung ương. Mồm mép này cũng chắc chắn là không vừa. Phải biết rằng khi bình luận trên TV, người ta phải có tác phong của bậc thầy, cái gì chưa từng thấy qua. Đối với một khóa học nhỏ của trường đảng này, người là tất nhiên là bình tĩnh, mỉm cười diễn thuyết. Nói, các vị lãnh đạo, các đồng chí, đề tài mà tổ chúng tôi tổ chức điều tra nghiên cứu chính là giáo dục là nguyên số hiệu thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Nguyên số hiệu là gì? Đó là một từ mới. Các đồng chí quen với máy tính có thể biết từ này, nguyên số hiệu chính là. Khương Hồng nói lưu loát gần 15 phút, đám người Diệp Phàm không hiểu ra sao. Bởi vì nguyên số hiệu này thật sự mới, ngồi ở cán bộ cấp sở đến đã gần 40 tuổi, chưa nghe thấy điều này bao giờ. Chương 1306, đại sư cũng lừa người. Hiển nhiên, đến cuối cùng có người vốn định đưa ra ý kiến phản bác. Tuy nhiên, nhìn phó chủ tịch, hiệu trưởng Đường Hạo Đông ngồi trên lễ đài, kết quả cũng không ai đưa ra phản đối. Khương Hồng cũng là thản nhiên cười, bước xuống bục phát biểu. Tuy nhiên, khi vị lớp phó thứ hai Yên Phi tự mình cầm đao ra trận, tổ họ nghiên cứu đề tài xây dựng thành phố phải tuân theo quy luật khách quan. Yên Phi vừa mới nói xong, Hồng Miệng Ninh Hồng lập tức đứng lên bác bỏ. Ninh Hồng nói, thế giới đều có quy luật. Làm tốt việc xây dựng thành phố theo quy luật khách quan vốn không có gì đáng trách. Tuy nhiên, là một thành phố, đặc biệt là thành phố lớn, kẹt xe cũng làm cho người ta đau đầu. Nếu chỉ chú trọng yếu tố nhân văn và khách quan, bỏ qua điểm này, xây dựng thành phố sẽ có lỗ hổng lớn. Đối với luận đề của đồng chí Yến Phi, kết quả có đại diện ba tổ đứng ra bác bỏ. Hai tổ của Tần Bình Minh và Đường Lâm đều bác bỏ. Đồng chí Yến Phi tất nhiên là vẻ mặt cứng đơ ngồi xuống. Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn Tần Bình Minh và Đường Lâm một cái, cố chôn giấu tức giận. Đương nhiên, đây chính là cạnh tranh tàn khốc. Đường Lâm và Tần Bình Minh đều đã bàn bạc trong nội bộ tổ rất tốt, nắm lấy hết thảy lỗ hổng, điểm yếu để ra tay tàn nhẫn. Trong trứng gà cũng phải lấy ra xương cốt, chỉ cần đề tài nghiên cứu của một tổ có khuyết điểm, còn có cơ có thể tìm ra. Đã bị người khác bác bỏ, cuối cũng không trả lời được, thì làm sao có thể đạt được cấp bậc cao. Hơn nữa, thế lực sau lưng hai vị tổ trưởng rất lớn, đứng lên bác bỏ cũng không có gì kiêng kỵ. Thậm chí có khi lý do bác bỏ có chút gượng ép. Nhưng ở xã hội này, trong vận may tranh luận cũng có khi là lớn tiếng. Lý do vốn có chút gượng ép cũng trở nên vô cùng đúng đắn. Có việc,
không ai nói rõ ràng, anh nói có lý chính là có lý, vô lý cũng là có lý. Người thứ tư lên sân khấu chính là tổ của đồng chí Diệp Phàm. Cũng chính là Diệp Phàm tự mình cầm đao ra trận, chỉ thấy. Diệp Phàm bình tĩnh cười, như gió quất vào mặt, làm cho người ta có cảm giác thân thiết thoải mái. Hắn ta đứng trước toàn thể lãnh đạo và các bạn học cúi gập người nói. Kính thưa các vị lãnh đạo, các bạn bạn học, chúc sức khỏe các vị. Tôi là người đến từ một huyện hẻo lánh xa xôi, cho nên, điều tra nghiên cứu của tổ chúng tôi cũng bị tổ trưởng xấu như tôi làm ảnh hưởng, mang theo hơi thở chất phác của nông dân. Diệp Phàm nói những từ mới mẻ, nhưng vẫn có một hồi vỗ tay thưa thớt. Tuy nhiên khi mọi người thấy Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông cũng vỗ tay, sau đó lập tức vỗ tay như sấm dậy. Đề tài điều tra nghiên cứu còn chưa được đưa ra, không khí trong hội trường đã đạt đến cao trào, thật sự, Diệp Phàm biết Đường Hạo Đông sẽ vỗ tay. Đó là tán thành với dân chúng, là vỗ tay với mấy trăm triệu nông dân, cũng không phải vỗ tay với chính mình. Điểm thưởng này đương nhiên cũng có dự tính trước của Diệp Phàm. Cảm ơn. Diệp Phàm đưa mắt nhìn toàn hội trường một cái, lại cúi sâu người lần nữa nói. Đề tài nghiên cứu của tổ chúng tôi là phát triển điểm kinh tế trọng điểm là quan trọng. Đồng chí Diệp Phàm, đề tài này của anh làm tôi nghĩ đến cứ điểm quan trọng trong quân sự, tổ các anh nghiên cứu hành quân đi đánh giặc sao. Lúc này chính là tổ viên của Đường Lâm Tống Kỳ dưới sự theo dõi chăm chú của Đường Lâm dũng cảm ngắt lời Diệp Phàm. Đề mục của đề tài mới được đưa ra cậu ta không ngờ đã phản bác. Ha ha ha, đồng chí Tống Kỳ, quân sự đánh giặc cũng là một đề tài thôi, có lẽ người của tổ Diệp Phàm đều xuất thân từ lính. Hồng Miệng Ninh Hồng mỉm cười nói trợ uy, tất nhiên có chút châm chọc. Các đồng chí an tâm một chút, chớ nóng nảy, nghe tôi nói một chút thế nào là điểm kinh tế trọng điểm, đương nhiên, về bản chất thì khác việc hành quân đánh giặc. Tôi nói điểm kinh tế trọng điểm chỉ giống với quận sự là địa phương và khu vực quan trọng đây là nơi triển khai phát triển kinh tế. Ví dụ như, tổ chúng tôi đã đến huyện Ma Xuyên của địa khu Đức Bình tỉnh Nam Phúc điều tra nghiên cứu vài ngày. Đối với thay đổi lớn của Ma Xuyên các thành viên trong tổ đều rõ như ban ngày. Đặc biệt là bản thân tôi, không dám tự nhận nhưng muốn nói, năm kia tôi đến huyện Ma Xuyên nhậm chức chủ tịch huyện, kinh tế và các chỉ tiêu của huyện Ma Xuyên đều đứng cuối cùng của tỉnh. Hơn nữa, lúc đó huyện Ma Xuyên được nhân dân cả tỉnh gọi là phần mộ của chủ tịch huyện. Bởi vì nơi đó, hai người đảm nhiệm chức chủ tịch trước, một đồng chí hiện tại đang trong bệnh viện tâm thần, một vị đã thắt cổ chết. Mà tôi phải đến địa phương được gọi là phần mộ nói thật trong lòng quả thật có chút lo sợ không yên. Đường là đường chết, không thông ra bất kỳ địa phương nào, núi thiên xa phía trước giống như thiên tường làm huyện Ma Xuyên trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng chốn bồng lai tiên cảnh này cũng không bồng lai tốt đẹp như vậy. Chỉ vì núi thiên xa mà giao thông bị xiềng xích hàng năm nuốt hơn chục mạng người. Mà dân huyện Ma Xuyên nghèo, nghèo đến độ gặm khoai lang ăn lá cây. Sau đó quốc lộ thiên tường khởi công. Kinh tế huyện Ma Xuyên phát triển mạnh. Sau 2 năm, huyện Ma Xuyên thành công trong việc rút khỏi huyện xây dựng thành phố, trở thành điểm quan trọng trong kết cấu 3 tỉnh An Đông, Giang Đô, Nam Phúc. Hơn nữa huyện Ma Xuyên từ việc các hạng mục và chỉ tiêu đều đứng cuối cùng đã vươn lên đứng thứ 60. Nghe nói thế có vẻ vẫn chậm. Nhưng toàn bộ tỉnh Nam Phúc có hơn 100 huyện, hơn nữa chỉ trong gần 2 năm. Từ đó, tôi nhìn thấy, thành phố Ma Xuyên làm điểm kinh tế trọng điểm có tác động rất lớn. Thành phố Ma Xuyên vươn lên, đối với các huyện xung quanh, thậm chí các địa khu xung quanh đều có tác động rất lớn. Tôi nghĩ... Điểm kinh tế trọng điểm như vậy nếu Trung Quốc chúng ta có nhiều thêm chút nữa, lấy nó là điểm nút, phóng xa ra ngoài, giống như một đầu tàu, mạnh mẽ kéo kinh tế các vùng xung quanh phát triển lên, hình thành khu kinh tế quan trọng. Các đồng chí, mọi người hãy suy nghĩ, một khi cả nước xuất hiện mấy chục điểm như vậy, thậm chí mấy trăm điểm kinh tế trọng điểm như vậy, có phải là cả nước sẽ cùng tiến vào cuộc cách mạng lớn về phát triển kinh tế không? Lời nói của Diệp Phàm làm cho các bạn học suy nghĩ sâu xa. Lúc này, Khương Hồng đứng lên nói. Tổ trưởng Diệp, đề tài nghiên cứu của anh thật sự độc đáo và mới mẻ, khi mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng là cứ điểm quan trọng trong quân sự, anh có thể so sánh sự phát triển kinh tế và phát triển điểm kinh tế trọng điểm, so sánh rất hình tượng. Tuy nhiên, chỗ nào được coi là điểm kinh tế trọng điểm, cả nước có thể tìm ra nhiều hay ít, nếu mọc lên như nấm thì còn được gọi là trọng điểm sao? Ha ha, nếu theo như điểm trọng điểm tự nhiên mà nói thì không nhiều lắm. Đồng chí Khương Hồng,
huyện Ma Xuyên ban đầu có thể thấy được là điểm kinh tế trọng điểm sao? Không thể, vì sao hiện tại có thể chính là bởi vì các điều kiện tạo thành. Tôi muốn nói, mọi việc đều do con người làm ra. Không có điều kiện chúng ta có thể dựa vào sự sáng tạo của chính mình. Người làm lãnh đạo có thể nắm được điểm này, là có thể tạo nên kỳ tích. Kỳ tích cũng không thể thiếu trong hồ sơ của cô. Có người nói làm lãnh đạo không thể đề xuất chức vụ. Ngược lại bản thân tôi lại cho rằng, có thành tích chiến tích, vì sao không thể muốn chức vụ. Việc này hoàn toàn là yêu cầu được đề bạt hợp tình hợp lý thôi. Diệp Phàm vừa nói đến đây đã nhận được một tràng vỗ tay. Bởi vì những người ngồi đây đều đồng cảm. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Diệp Phàm tiếp tục nói. Ma Xuyên lúc đó nghèo nhất trong 200 huyện, vì sao hiện tại có thể trở thành điểm kinh tế trọng điểm, vấn đề này tôi có thể trả lời đồng chí tỉ mỉ chính xác. Tuy nhiên, bây giờ còn nhiều tổ chưa nói, chúng ta có thể tạm thời dừng lại, sau này sẽ thảo luận sau. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, các cậu có thể thảo luận tiếp. Không có quy định cho thời gian trình bày đề tài nghiên cứu điều tra. Một ngày hoàn thành là rất vội. Có thể dùng 2-3 ngày thậm chí lâu hơn. Chỉ cần có đề tài có lợi cho dân cho nước, các đồng chí đều có thể tiến hành thảo luận. Cuối cùng nếu có thể đưa ra phương án hiệu quả áp dụng vào thực tiễn mới là thu hoạch lớn nhất của việc điều tra nghiên cứu lần này. Các đồng chí đều là thảo luận học tập, có thể giúp nâng cao năng lực mọi mặt vì sao không làm. Điểm này, nhà trường ủng hộ các đồng chí. Các đồng chí cứ mạnh dạn nói. Lúc này phó hiệu trưởng trường đảng Lý Tế Điền cười lên tiếng. Hiệu trưởng Đường cũng gật đầu tỏ vẻ ủng hộ. Tiếp theo, trong tranh luận mạnh mẽ, Diệp Phàm dùng số liệu, dẫn chứng và cảm nhận thật sự kể lại tỉ mỉ. Thật ra khiến cho những người có ý kiến phản bác càng ngày càng ít, chính Ninh Hồng cuối cùng cũng im lặng. Cuộc tranh luận nghiên cứu và thảo luận suốt 3 ngày, tuy nói các đồng chí đều rất mạnh mẽ, giống như đang giằng co, nhưng mọi người đều có thu hoạch. Kết quả cuối cùng được đưa ra, tổ của Diệp Phàm Tần Bình Minh, Đường Lâm Đạt Loại Yêu. Vẫn là tương đối công bằng, trong đó không có mưu mẹo, việc này tất nhiên có. Nhà trường cho nghỉ một ngày, hơn nữa còn có chủ nhật là 3 ngày. Diệp Phàm về đến Diệp Bảo, Đại sư Trương Đạo Lâm cũng đã tới. Diệp Phàm nói qua về tình hình cho Đại sư Trương, Đại sư cười nói. Trước kia tôi xem phong thủy đều xem vì ông chủ không thể tưởng tượng được lần này ra tay lại là vì lừa ông chủ, thú vị, ha ha. Quay người còn nói thêm. Tuy nhiên, tôi phải làm rồi giải quyết sau, gạt người cũng phải có chứng cứ mới được. Nếu không, nói bậy rất dễ bị lộ. Ôi, việc này hơi ngượng, nếu làm đại sự bị hao tổn thì tôi thật sự có lỗi. Diệp Phàm khá ngượng ngùng, tuy nhiên, giọng điệu cũng chắc chắn trở về, người sống cả đời vì cái gì, còn không phải là vì thể diện mà sống sao. Thể diện chính là vẻ bề ngoài, không có thể diện còn sống làm gì. Đương nhiên lượng sức mà đi. Không việc gì, phong thủy rất nhiều vấn đề, nói thật, có thiên địa linh khí vật đều có linh. Hiện tại phong thủy thật ra không phải mê tín, mà là địa lý và sinh thái, là một chuyên ngành về văn hóa. Phong thủy thật ra rất có tri thức, người là vật tự nhiên, sinh ra trong tự nhiên, đương nhiên tự nhiên sẽ có ảnh hưởng đến con người. Mà xem phong thủy chính là làm thế nào để người và tự nhiên hợp nhau mới là tài. Đại sư phong thủy có thể cho con người chọn được một nơi cuộc sống rất tốt, ít nhất có hòa hợp con người và trời đất. Nhưng thật sự muốn làm được điều này, thì cuộc sống của anh vẫn có liên quan. Hoàn cảnh địa lý chúng ta có thể lựa chọn, đây là cơ sở. Nhưng hành vi của anh, chúng ta có thể đề nghị nhưng không thể xác định. Cho nên, trong này còn có nhiều thứ không thể xác định. Nhưng trong phong thủy, ít nhất ở đất nước chúng ta, Trương Đạo Lâm tôi nói nơi này không được, thì sẽ là không được. Đại sư Trương đột nhiên hào hứng. Đây là quyền uy của đại sư. Diệp Phàm mỉm cười nói. Không giống cán bộ chính quyền các anh sao? Lãnh đạo nói đi là đi, không được cũng đúng có phải hay không? Lãnh đạo nói anh không làm tốt công việc, anh làm được cũng không được trọng dụng. Hễ phản đối quyền uy của lãnh đạo, kết cục cuối cùng đều thật đáng buồn, ha ha ha. Tâm trạng Trương Đại Lâm không tồi, sang sảng pha trò cười. Chương 1307, lôi ra buồn phiền. Hai người đến khu nhà cũ của Phó Chủ tịch thành phố, Trương Đại Sư đi một vòng quanh tường sau đó nhíu mày. Nếu không thì vào xem một chút, tường này không cao. Diệp Phàm cười đề nghị. Đi vào thì tốt, tòa nhà này, hình như âm khí thật sự quá nặng.
Trương đại sư vẻ mặt nghiêm túc nói, hai người tìm chỗ không có ai, đối với Trương đại sư mà nói cũng thân thủ ngũ đẳng, muốn trèo tường cũng là dễ dàng. Quả nhiên âm khí trầm trọng, tòa nhà này, xem ra ở dưới có cái mộ, chôn hình như là oan hồn. Đại sư Trường vuốt vuốt râu thản nhiên nói. Lạ quá, gia tổ nhà họ Trung trên lý thuyết vẫn là nhà có tiền, sao lại tìm một thầy phong thủy kém như vậy đến để chọn xây nhà chứ, còn xây trên nấm mồ của oan hồn. Vẻ mặt Diệp Phàm trầm xuống nói. Việc này cũng không phải nhà gia tổ nhà họ Trung chọn đại sư không giỏi phong thủy, khi mới bắt đầu, khu đất này có lẽ là khu đất quý. Nói như thế nào được, cậu chắc chắn khó hiểu. Thật ra, mặc dù dưới nền nhà cũng có một phần mộ của oan hồn, nhưng cũng không thể nói chỗ đất này không tốt. Khi mới bắt đầu, oan hồn có oán khí tràn ra, nhưng bởi vì nơi này thông gió tốt, hơn nữa cảnh sắc đẹp, tam thủy quy nguyên. Oán khí đều bị nước tẩy sạch, hơn nữa tình trạng thông gió tốt, oán khí này không lưu lại một chút nào. Đã không có oán khí, khu đất này thật sự là bảo địa. Được gọi là nơi rồng ngủ, tuy không thể nuôi dưỡng ra một ông vua hay một người lãnh đạo nhưng con cháu sau này đạt đến lãnh đạo cấp bộ là có khả năng. Nói trắng ra là, trong hoàng cung long mạch cũng thế thôi. Trương đại sư vẻ mặt thần bí nói. Vậy lạ quá, hiện tại vì sao không nên cho người ở lại, chẳng lẽ phong thủy nơi này đã thay đổi? Diệp Phàm thực sự không rõ. Đương nhiên, vạn vật trong trời đất bất cứ lúc nào cũng đều có thay đổi. Trái đất chuyển động. Yên lặng cũng chỉ là vận động tương đối. Có người từng nói, một đời người không thể tắm trên cùng một dòng sông. Nghĩ lại rất có lý, cậu nghĩ xem, sông tuy vẫn là con sông đó, nhưng nước trên sông lúc nào cũng chảy. Cậu ở trên đó một thời điên, và ngay sau đó nhảy xuống cùng địa điểm trên sông, nước trên sông đã không phải là một. Cho nên, không thể xem như là cùng một con sông. Nói một cách tương đối vẫn là cùng một dòng sông thôi. Nhà cũ của nhà họ Trung trước kia vẫn không tồi, điểm xấu không ở đâu xa, cậu nhìn phía đối diện cửa chính lại, chắc chắn sẽ hiện lên cái gì. Trương Đạo Lâm cười thần bí, giơ tay chỉ. Diệp Phàm nhìn theo tay ông chỉ, nói. Chỉ thấy một tòa nhà, Hải Long Building, chẳng lẽ chính là nguyên nhân? Ừ, tòa nhà này cao 10 tầng, người hiểu rõ phong thủy biết tòa nhà cao này cách trở, biết rõ nơi biến thành bế tắc, cho nên... Oán khí thật ra chính là âm khí không thể thông đi. Hơn nữa, xung quanh lại xây dựng nhà tầng, tam thủy chi nguyên bị cắt đứt, hiện tại còn sót lại một ít. Cậu nhìn xem, khúc sông sau nhà cũ hiện tại đã không nhìn rõ, nước đen tối làm sao có thể lọc được oan hồn khí. Cho nên nơi này nếu muốn tiếp tục ở lại, trừ khi hủy tòa nhà Hải Long, nước sông này có thể lọc oan hồn khí. Đại sư Trương sờ sờ cằm bình tĩnh cười nói, thật là có phong cách của đại sư. Không thể tưởng được, phong thủy còn huyền diệu như vậy, kết hợp với lý luận khoa học hiện đại, thực sự có điểm có lý. Diệp Phàm cười nói. Quay người nói. Tuy nhiên, nghe nói cha của Phó Chủ tịch thành phố Trung Hưng Điều Trung Vệ là người bảo thủ, phải làm cho ông ta tin tưởng, hơn nữa, phải làm ông ta tin tưởng không giấu vết mới được. Nếu đại sư trực tiếp tìm đến cửa, một là tổn hại uy danh của đại sư, thứ hai sẽ làm cho Trung Hưng Điền nghi ngờ lão bột toàn mời thuyết khách. Lão Bột Toàn muốn mời tôi, y còn chưa đủ tư cách. Trương Đạo Lâm mỉm cười lắc lắc đầu. Đúng thế, tuy nhiên, chúng ta phải làm được, đương nhiên làm được mà không giấu vết thì tốt. Thật ra, muốn giải quyết vấn đề của Lão Bột Toàn giúp đỡ thông gia của tôi cũng không phải phiền toái như vậy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy, có một số việc cầu người không bằng cầu chính mình. Có một số việc tự đi làm đôi khi trong quá trình có rất nhiều niềm vui. Diệp Phàm thật thà nói. Ừ, khả năng của cậu Diệp tôi cũng có thể đoán được một ít. Thật ra sống ở trên đời là tranh đấu, không tranh đấu mà có người làm cho trước hết thì có ý nghĩa gì? Trong cảm nhận riêng, chỉ có cảm nhận của chính mình mới có thể là kinh nghiệm cuộc đời có phải không? Trương Đại Sư cười nói. Vâng. Diệp Phàm gật gật đầu cười nói. Giở trò sinh sự, Đại Sư đến kinh, ha ha. Cậu Diệp chuẩn bị mọi việc ra sao? Trương Đạo Lâm cũng tò mò hỏi. Xác ướp đại sư đã nghe nói qua. Diệp Phàm cười thần bí. Ha ha, xác ướp cũng không có gì thần bí, chẳng qua là thi thể không mục nát thôi. Có khác gì xác ướp trong kim tự tháp ở Ai Cập? Trên phim ảnh có nói đến xác ướp, việc này đương nhiên là giả dối, đó là xác ướp được thuần hóa. Trương đại sư quả nhiên hiểu biết sâu. Vâng, đương nhiên, tuy nhiên,
một người bạn tốt của tôi thực sự là xác ướp. Trương đại sư có hứng thú đi xem một cái. Diệp Phàm cười nói. Nhìn một chút không sao. Trương Đạo Lâm cười cười. Hai người tiếp tục bay đến Thủy Châu, đi thẳng đến Cổ Lưu tìm Lôi Thản. Lôi Thản vẫn mặc một áo khoác từ đời nhà Thanh, khiến người ta thấy một ông lão xưa. Nhìn thấy Diệp Phàm nhiệt tình chào đón. Lôi Thản, vị này chính là bậc thầy về phong thủy của nước ta Trương Đại Lâm, ha ha. Diệp Phàm cười giới thiệu. Đại sư Trương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không thể tưởng tượng được Đại sư Trương lại có thể đến cửa hàng, thật sự là. Lôi Thản lập tức kinh ngạc, hai mắt hiện lên tỉnh tây khiếp sợ, hai tay ôm quyền nói xong lời khách sáo. Tuy nhiên, Diệp Phàm ở đó thái độ của Lôi Thản không một chút tỏ vẻ. Ha ha, một người xem phong thủy, các ông giả thần giả thánh thôi. Trương Đạo Lâm thản nhiên cười cười. Lôi Thản, cái quái gì gần nhà của ông có thể bay gần đây tình hình hoạt động thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tần suất hoạt động ít đi nhiều, tuy nhiên, thi thoảng còn có thể đến nhà cũ một chuyến. Cũng không biết là vật gì, bởi vì không phá hư vật gì ở nhà cũ, chỉ có điều thích trộm chút đồ chơi, cho nên người trong nhà cũng quen, không ai để ý đến nó. Tuy nhiên, cuối cùng tôi nghĩ vật thần bí này rốt cuộc là cái gì, có liên quan đến xác ướp trong tầng hầm của nhà tôi không? Việc này nếu Đại sư Trương đến rồi, thì mời giải thích nghi hoặc. Lôi Thản nói và nói về vật kỳ lạ kia một lần. Trương Đạo Lâm nghe xong vẻ mặt cũng trầm tư, một lúc lâu sau mới nói. Vật ấy ắt hẳn là một động vật hoặc loài chim, nói là quỷ hồn tuyệt đối không thể có. Trên đời không có quỷ hồn, thiên hạ lại có mấy người biết. Khi còn trẻ tôi có nghe nói qua một loại động vật, gọi là bích miêu, mèo vách tường. Vật ấy so với con sóc còn hơn, nhẹ như mao đòa, hành động rất nhanh, ví nhanh như điện, di chuyển nhanh như sấm cũng không đủ để hình dung. Bình thường đều rất khó bắt được, loại động vật này thích chơi đùa, hơn nữa, cũng không xúc phạm đến cái gì. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ nghe người ta nói, ngược lại cũng chưa từng thấy loài vật kỳ lạ này. Ba người trực tiếp ngồi xe đến nhà cũ của Lôi gia. Trương Đại Sư vừa xuống xe, nhìn thoáng qua, đột nhiên nhíu mày. Lôi Thản vừa thấy thế, biết chắc chắn đại sư phát hiện điều gì không hài lòng, vội vàng hỏi. Đại sư phát hiện gì có phải hay không? Nhà cũ của ông cửa sau có chỗ dựa vững chắc, chỉ có điều ông nhìn hướng đông xem. Trương Đạo Lâm đưa tay chỉ về phía đông. Lôi Thản và Diệp Phàm nhìn hai người tất nhiên không hiểu sao, lắc lắc đầu, Lôi Thản thành thật nói. Đại sư, tôi không thấy cái gì. Cậu Diệp thấy chứ? Đại sư Trương cười nói. Tôi cũng mơ hồ, hình như phía đông rất trống trải. Xa xa có một tòa nhà, không phải là tòa nhà này liên quan đến phong thủy gì gì chứ? Diệp Phàm đoán. Ha ha, liên quan đến phong thủy, đúng thế. Phía tây của nhà cũ còn có một chỗ nước chảy rất lớn, có một lượng lớn hơn nước bốc lên, vốn là nước vạn vật chi linh, có nước tốt lắm. Nhưng hơi nước này đi thẳng đến phía đông, vốn đã tràn đầy, nhưng lại gặp tòa nhà cao, một phần bắn ngược trở lại. Đây vốn là chuyện tốt chứng tỏ có nước đến, nhưng mấu chốt vấn đề là hơi nước phản xạ từ tòa nhà không phải phản xạ đến nhà cũ mà là đến khu đất trống ở giữa. Các anh nhìn xem, cây cối ở khu đất trống có phải rất tươi tốt không? Chính là do hơi nước nên thế. Trương Đại Lâm khẽ cười nói, hình như có lý. Ý đại sư là khu đất trống là bảo địa. Lôi Thản ánh mắt sáng lên, hỏi. Khổng Tử nói, cai thiện giống như nước, nước tạo phúc cho vạn vật. Nuôi dưỡng vạn vật mà không hề cùng vạn vật tranh cao thấp, đây mới là phẩm chất đẹp nhất của sự khiêm tốn. Sông, biển sở dĩ là nơi để các nguồn khác đổ về, là vì nó nằm ở vị trí hạ du, trên thế giới này, chẳng vật nào mềm mại được bằng nước, vậy mà nó có thể xuyên thấu cả những vật cứng rắn nhất. Trương Đại Sư thản nhiên nói. Cao kiến. Lôi Thản khom lưng hành lễ, nói. Học trò hiểu rồi. Thi thể ướp lạnh ở nhà Lôi Thản được để ở chỗ sâu mười mấy mét, đó là thi thể của một người phụ nữ, thi thể được bảo tồn rất tốt, không mất một bộ phận nào, mà chỉ teo lại thôi. Người phụ nữ này có lai lịch thế nào? Cậu biết không? Trương Đại Sư quan sát cẩn thận, hỏi. Nghe nói xuất thân từ huyện Đào Mộc, thành phố Hải Đông, còn cụ thể ở chỗ nào thì con không rõ. Bởi vì người ta ăn cắp, thấy không đàng hoàng gì, lai lịch lại có chút phức tạp. Cho nên nhất thời rất khó xác định. Lôi Thản có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu. Huyện Đào Mộc, thành phố Hải Đông,
có nhiều đạo gia dùng kiếm bằng gỗ đào để bắt ma, rất có danh tiếng. Chẳng qua bây giờ chẳng có ai tin điều này nữa, thật đáng tiếc. Trương Đại Sư lắc lắc đầu, nhìn thi thể, nói. Chắc vật chôn cùng cô gái này cũng bị người ta lấy đi rồi. Không có chứng cứ, rất phán đoán xem là người thuộc triều đại nào. Buổi tối, ba người ngồi trong nhà, không biết vật bích miêu kia có đến hay không, chỉ dựa vào vận may thôi. Đợi đến 3 giờ sáng, quả nhiên là đến thật. Chương 1308, chuyện ma quái của nhà phó chủ tịch thành phố Trung. Một vật trắng toát giống sợi bông nhảy ra, bay giống như bình thường, có khi một bước đến 8 mét cao, thật ra là nhảy, nói bay hình như là nói quá. Con vật này đi trên vách tường rất tự nhiên. Phi chảo lôi đình trong tay Diệp Phàm hình như đánh ra, con vật này sợ tới mức định chuồn, tuy nhiên, hôm nay nó gặp xui xẻo, gặp vị cao thủ bát đẳng Diệp Phàm này. Xèo xèo hai tiếng kêu thảm thiết, con vật này bị phi chảo của Diệp Phàm bao lấy. Điện bật lên thấy con vật này có chút kỳ lạ, hai mắt màu đỏ, lông màu trắng, nhìn giống sóc tuy nhiên lớn hơn sóc nhiều. Hơn nữa rất lạ chính là trên lưng có hai cánh dài so với chim không ngắn hơn, khó trách hành động nhanh như vậy. Hơn nữa, thoạt nhìn sẽ giống như bay, nhìn qua tổng thế làm người ta có cảm giác chính là con sóc màu trắng, rất đáng yêu. Lôi Thản không ngại để tôi mượn dùng một chút chứ? Diệp Phàm cười nói. Cậu Diệp muốn mượn dùng, thứ này cũng gây phiền trong nhà vài năm, lấy đi rất tốt. Lôi Thản cười nói, cũng thoải mái, cuối cùng giải quyết được rối loạn. Trở lại Bắc Kinh, Trương Đại Lâm đột nhiên cười nói. Mèo vách tường này thật sự rất ngoan, nhưng can đảm. Nghe nói cậu cùng nó chống lại mắt, có thể kiên trì bất động, có thể hàng phục nó, từ nay về sau nó rất nghe lời. Đương nhiên, việc này tôi cũng chỉ nghe nói. Diệp Phàm vừa nghe đến đây thích thú, vội vàng vận khí một vòng, thực cùng mèo vách tường chống lại mắt. Hắn ta chịu khổ vì khi mới bắt đầu mèo vách tường rất không an phận, vẫn kêu định chuồn. Dần dần không ngờ ngoan ngoãn, nhìn Diệp Phàm vẻ mặt đáng thương. Cuối cùng, không ngờ cúi đầu, chạy theo Diệp Phàm, còn vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Diệp Phàm một chút. Đại sư Trương cười nói. Xem ra thành công, ha ha, thật là chuyện lạ, thú vị. Diệp Phàm thử buông lỏng sợi dây, hắn chẳng những nghĩ nó sẽ trốn đi ngay trước mắt. Cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện giờ Bích Miêu thật sự không đi, không lâu, quen thuộc. Không ngờ chậm rãi bước lên phòng của Diệp Phàm ở Hồng Diệp, giống như quen thuộc ngôi nhà mới này. Coi như là trong nhà nuôi một con mèo. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, cũng rất thích thú. Cậu Diệp, xác ướp nữ của Lôi Thản xem ra có lai lịch, chôn xuống đất mà không mục, nên đất mộ không phải tầm thường. Nếu có thể tìm được câu trả lời, sẽ có gặt hái không ngờ. Đại sư Trương thần bí nói, chẳng lẽ là nơi có linh? Diệp Phàm hỏi, ừ. Linh địa có linh khí tập trung, âm khí dương khí đạt đến sự kết hợp tốt nhất, có thể bảo vệ thi thể không mục nát. Nơi như vậy thường thường sẽ sinh ra vật trời sinh. Nói một cách đơn giản, nếu đem sâm trên núi Trường Bạch trồng ở đây chắc chắn khả quan, giá trị dinh dưỡng khẳng định cũng đặc biệt cao hơn một ít. Đây là nơi trung linh mẫn tú vật thần kỳ. Đại sư Trương nói, nếu có rảnh thì đi đến huyện Đào Mộc thăm dò. Diệp Phàm cười nói, nhưng thật ra giật mình. Hai ngày huấn luyện. Mèo vách tường đã thích Hồng Diệp, thật sự, Diệp Phàm không biết nội kình cao tinh khiết của hắn cũng là vũ khí lớn nhất thuần phục mèo vách tường. Nếu không, muốn thuần phục nó không mất một năm rưỡi chắc chắn không thể làm được. Có hành động của mèo vách tường, chuyện ma quái trong nhà cũ của phó chủ tịch thành phố Trung lan truyền. Gây sức ép hơn 10 ngày cho cả nhà trung vệ, cuối cùng không chịu được mời thầy phong thủy đến một lần nữa xem tòa nhà, lại mời đạo sĩ đến hành pháp, nhưng hình như không có hiệu quả gì. Việc này đương nhiên là do một tay Diệp Phàm khống chế. Đối với kế sách của nhà họ Trung đương nhiên bị Diệp Phàm giải quyết trước tiên. Cho nên, mèo vách tường mới có thể càn quấy như thế. Nếu không, người ta dùng súng xem ra chính mèo vách tường cũng sớm chết. Mà Trương Đại Lâm được một ông lớn ở Bắc Kinh mời, đúng lúc Trung Hưng Điền ra mặt đi mời Trương Lão, tuy nhiên kết quả thật đáng tiếc, Đại sư Trương căn bản không nể mặt y là lãnh đạo cấp thứ trưởng. Ngay lúc người nhà họ Trung không có cách gì khả thi, phó trưởng ban tổ chức cán bộ khu Triều Dương Tống Ninh Kiệt cũng chính là anh vợ của em trai Diệp Phàm Diệp Tử Kỳ thông qua một ít quan hệ đến nhà họ Trung, nói là có cách mời đại sư Trương, Trung vệ lập tức cho gọi con trai Trung Hưng Điền về gặp mặt Tống Ninh Kiệt.
cậu có cách nào nói nghe một chút? Trung Hưng Điều vẫn có thái độ kiêu kỳ của lãnh đạo cấp cao, căn bản không tin một phó cục trưởng như Tống Ninh Kiệt có thể một người mà đến lãnh đạo cấp cao cũng khó mời như Đại sư Trương. Trong lòng thầm nói, đến tôi cũng vô dụng, cậu có thể mời đến, để cậu làm không được tôi sẽ xử lý. Muốn vuốt mông ngựa cũng không thể trêu ngươi như thế. Ha ha, Chủ tịch Trung, đương nhiên, với vẻ mặt của tôi đi mời Đại sư Trương Đạo Lâm, đó là không thể mời. Tuy nhiên có người chắc chắn có thể mời. Tống Ninh Kiệt đưa ra nút thắt. Hả, là ai? Trung Hưng Điền thật ra hơi tin. Diệp Phàm, người này đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng ở thành phố Việt Đông, hiện đang tham dự lớn học nâng cao trình độ cán bộ thanh niên Trung Quốc xuất sắc ở trường đảng Trung ương. Tống Ninh Kiệt kính cẩn cười. Diệp Phàm. Miệng Trung Hưng Điền thì thào vài cái, cuối cùng lắc đầu nói. Ngại quá, người này tôi không quen. Tuy nhiên, nếu là khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, hẳn có nhiều cán bộ cấp sở đi. Với cấp bậc chức vụ của hắn, là cán bộ cấp phó giám đốc sở phải không? Thôn Đại Vũ địa khu Đức Bình tỉnh Nam Phúc ban đầu là một thôn lớn, có 8 thôn, được gọi là thôn Bát Quái. Sau đó cũng là Đại sư Trương ra tay, lấy Bát Quái làm phương hướng, kết hợp thiết kế xây dựng hiện đại và thiết kế Bát Quái để xây dựng đô thị. Hiện tại đã sửa thành khu Đại Vũ. Hơn nữa, cũng là một thí điểm ở tỉnh Nam Phúc, có danh tiếng. Mà lúc đó, khu Đại Vũ chính là do Diệp Phàm đảm nhiệm cục trưởng cục xây dựng muốn làm. Tống Ninh Kiệt nói một sự kiện khác, đương nhiên là cố ý ném gạch dẫn đường. Xem ra đồng chí Diệp Phàm có chút năng lực, tuy nhiên, hắn với cậu có quan hệ gì? Trung Hưng Điền có chút động tâm. Chúng tôi là thông gia, em trai hắn Diệp Tử Kỳ đã đính hôn với em gái tôi, ha ha. Tống Ninh Kiệt trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Tốt, tốt, vị bí thư Diệp này giờ không biết đang ở đâu. Tìm một chỗ, chúng tôi gặp nhau uống vài chén. Trung Hưng Điền mày giãn ra. Buổi tối, trong phòng riêng của quán trà Hải Vương Tinh ba người ngồi. Bí thư Lã, vị này chính là người tôi nói với ngài, đồng chí Diệp Phàm, bạn học ở trường đảng với tôi. Một người đàn ông trung niên cười ha hả giới thiệu Diệp Phàm với bí thư khu ủy Triều Dương Lã Bột Toàn. Người này là bạn học của Diệp Phàm ở trường đảng, đương nhiệm ủy viên thường vụ khu ủy Triều Dương, phó bí thư xếp hạng thứ 5 họ Phí, còn kiêm chức bí thư đảng ủy công an khu. Người này tuy nói họ Phí thật ra cùng nhà họ Phí ở chân núi Phong Diệp cũng không có nhiều quan hệ lắm. Tuy nhiên sau buổi tranh luận cuộc điều tra nghiên cứu, tiếng tăm của Diệp Phàm rất lớn. Hiện tại bạn học ở trường đảng thể hiện thiện ý với Diệp Phàm nhiều lên. Bởi vì, ấn tượng ban đầu của hiệu trưởng trường đảng Đường Hạo Đông đối với Diệp Phàm không tệ lắm. Hôm đó cuộc tranh luận quá nhiều nhằm vào đề xuất điểm kinh tế trọng điểm là quan trọng. Ông cũng đưa ra lời nhận xét nhàn nhạt. Tuy chỉ là một lời nhận xét nhàn nhạt cũng không nói là khen ngợi nhưng Đường Hạo Đông đã làm đến người nối nghiệp tương lai của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thái độ của ông ta đương nhiên là trong chóng đo chiều gió. Vì sao ông ta không đưa ra lời nhận xét cho các báo cáo của tổ điều tra nghiên cứu khác, đến tổ của em ruột Đường Lâm ông ấy cũng không đưa ra lời nhận xét. Chỉ đưa ra lời nhận xét riêng cho tổ Diệp Phàm chứng tỏ ông ấy có ấn tượng với phần báo cáo của Diệp Phàm, thậm chí. Cho nên gần đây đến mối quan hệ của em trai Đường Hạo Đông Đường Lâm với Diệp Phàm cũng từng bước được cải thiện. Từ chỗ trước kia không giao thiệp trở thành bạn bè, hai người đều bị nằm trong một thời kỳ ly hợp. Uống mấy lần rượu coi như là một bước tiến lớn. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được đồng chí Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy đã là cán bộ cao cấp của đảng. Lã Bột Toàn nhìn Diệp Phàm một cái, khách sáo nói. Đồng chí Diệp Phàm tuy là còn trẻ nhưng còn là lớp phó ở lớp nâng cao trình độ cán bộ thanh niên Trung Quốc xuất sắc ở trường đảng của chúng tôi, hơn nữa, đã cùng thủ tướng cùng ngồi ăn cơm. Nếu bí thư Lã có xem tin tức đưa tin buổi tối đó. Nói vậy cũng có thể nghĩ đến bóng dáng đồng chí Diệp Phàm. Hơn nữa, hiệu trưởng Đường đã tự mình tiếp đồng chí Diệp Phàm, lần này đồng chí Diệp Phàm muốn làm báo cáo điều tra nghiên cứu, đăng trên thời báo của trường đảng. Hơn nữa, nghe nói có khả năng đăng trên tài liệu tham khảo nội bộ. Phí Nhất Khởi nhân cơ hội tạo thế cho Diệp Phàm, đương nhiên Diệp Phàm trong lòng thư thái, quan hệ hai người sẽ càng tiến thêm một bước. Ôi, nhìn xem tôi nói sao có vẻ hơi giống. Hôm đó tin tức đưa tin tôi còn thực sự nhìn vừa nãy gặp đồng chí Diệp Phàm, sao có cảm giác hơi quen. Ban nãy đã lục lại trí nhớ xem có phải người quen của mình không. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, từ trước đến giờ tôi thật sự chưa từng gặp bí thư Diệp,
thì ra là thế. Thì ra là thế. Lão Bột Toàn giả bộ ngạc nhiên, Diệp Phàm nghi ngờ y có vẻ làm bộ làm tịch. Ha ha, bí thư đã nói quá lời. Nói là bóng dáng chỉ là chợt lóe qua mà thôi. Lúc ấy cũng là dịp may mắn. Thủ tướng bảo tôi báo các công việc ở Ngư Đồng, vừa lúc gặp giờ ăn, các bàn khác đều đủ người, bàn của thủ tướng còn một vị trí trống, cho nên, cũng có may mắn ăn cơm. Nói tiếp thì thấy xấu hổ, lúc đó phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Phí Nhất Hoàn hỏi tôi, làm tôi hoảng quá tí đánh đổ chén rượu Mao Đài. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Nói chuyện một lúc, ba người cũng trở nên quen thuộc. Nghe nói bí thư Lã muốn làm quảng trường Thế Hào, lúc ấy Nhất Khởi nói, thật sự cho rằng là một khoản tiền lớn. Diệp Phàm cố ý khen tặng Lã Bột Tòa, biết ông ta bởi vì nhà cũ của ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Trung Hưng Điền mà quảng trường Thế Hào phải ngừng. Lã Bột Toàn muốn thành tích, mà nhà cũ nhà họ Trung không chịu đi, làm cho Thế Hào hiện tại rơi vào hoàn cảnh xấu. Mà Lã Bột Toàn trước sau đều có địch, bên trong khu Triều Dương cũng có nhiều tiếng nói không đồng thuận, nghi ngờ Lã Bột Toàn muốn làm quảng trường Thế Hào là một công trình để lấy tiếng tăm. Mà Trung Hưng Điền ở thành phố cũng biến công trình này thành công trình lấy tiếng tăm. Lão Bột Toàn gần đây tâm trạng không được tốt, vẫn buồn rầu. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm không ngờ nói đến việc này, có chút chua xót cười cười nói. Ôi, miễn bàn việc này, nhớ tới có chút phiền. Bí thư Lã, chuyện của các anh tôi cũng nghe nói qua một ít. Đối với nhà cũ của nhà họ Trung, tôi thật ra tôi có cách để thử xem. Diệp Phàm cười nói. Chương 1309, Phó Chủ tịch Đường đích thân trao chứng nhận cho Diệp Phàm. Biện pháp gì, việc nhà họ Trung căn bản là làm không xong, tôi đều phải theo chân bọn họ lên tòa án giải quyết. Tuy nhiên, Trung Quy không phải là cách tốt nhất. Lão Bột Toàn cũng nói ra tình hình thực tế bởi vì trước đó Phí Nhất Khởi đã nói qua Diệp Phàm có thể có cách giải quyết khó khăn này. Việc này tôi khác có cách, tuy nhiên, cụ thể thế nào, việc này hơi ngại. Diệp Phàm thản nhiên cười cười vẻ mặt được tính toán sẵn. Được, Bí thư Diệp, bạn tốt, tôi kính cậu ba chén. Lão Bột Toàn tuy nhiên kính rượu, y biết, Diệp Phàm chắc chắn có việc nhờ mình cho nên, cũng không vội, chờ đối phương đưa quân bài chưa lật. Tốt, cạch cạch hai người chạm nhau ba chén. Diệp Phàm không nêu ra việc cần nhờ, trước đó chỉ là bước đệm. Buổi tối ngày hôm sau, Tống Ninh Kiệt dẫn Phó Chủ tịch thành phố Trung gặp lại, hai người nói chuyện. Diệp Phàm cũng đồng ý sẽ nói chuyện giúp. Ngày thứ tư, Đại sư Trương Đạo Lâm quả nhiên ra mặt, tuy nhiên, làm một hồi tìm kiếm quả nhiên kinh hãi. Sau khi nói một hồi thiếu chút nữa làm cho già trẻ nhà họ Trung sợ hãi. Đại sư Trương nói khá mơ hồ, hơn nữa với thân phận của Đại sư là quyền uy của người ta, không thể không làm người khác tin tưởng, người nhà họ Trung sao có thể không tin. Rời tòa nhà mấy chục tầng kia đi là không có khả năng. Nhà họ Trung suy tính trước sau cuối cùng quyết định chuyển nhà. Tuy nhiên, Trung Hưng Điền còn muốn lên giọng, cố ý nói là suy nghĩ vì quảng trường Thế Hào, nhà họ Trung có thể làm cái gì. Kết quả, Lão Bột Toàn vừa nghe phong thanh, lập tức đến nhà thăm hỏi, kết quả bảng giá kia đương nhiên cao hơn nơi khác rất nhiều, cuối cùng thì lấy được nhà cũ của nhà họ Trung, hai bên đều rất vui mừng. Tất nhiên Tống Ninh Kiệt được Trung Hưng Điền nhớ kỹ. Thông qua Phó Bí Thư Phí Nhất Khởi truyền tin cho Lã Bột Toàn, người ta cũng biết Tống Ninh Kiệt là thông gia với Diệp Phàm. Tự nhiên, Bí Thư Lã Bột Toàn xoay người tìm trường ban tổ chức cán bộ Ngô Minh Huy nói chuyện. Ngày hôm sau, Tống Ninh Kiệt làm việc đúng chỗ, ba cấp dưới lại có chút thay đổi. Hơn nữa Lã Bột Toàn cũng biết một chút năng lượng của Diệp Phàm cho nên không ngờ chú ý đặc biệt đến Tống Ninh Kiệt. Sau đó không lâu, nhà họ Tống lại đến cảm ơn Diệp Phàm. Phó Bí Thư khu Triều Dương Mai Tòng Vân ngược lại có chút buồn bực, không biết Diệp Phàm dùng thủ đoạn gì, không ngờ thu phục được Đường Đường Bí Thư khu Triều Dương Lã Bột Toàn. Lúc ấy cũng thử đến gặp Ngô Minh Huy nhưng anh ta cũng chỉ thản nhiên cười khổ vài cái không nói gì. Cuối cùng Mai Tòng Vân như ngồi trong hũ nút, tuy nhiên, năng lượng của Diệp Phàm cũng làm cho Mai Tòng Vân kiêng nể. Trong nháy mắt đã đến tháng 1 năm 200, lớp học nâng cao trình độ cán bộ thanh niên Trung Quốc cũng kết thúc tốt đẹp. Tổng cộng có 120 học viên đạt loại ưu, chiếm 10%, Diệp Phàm Đường Lâm cùng Tần Bình Minh ba người đều đạt được loại ưu. Mà ở trường đảng lấy được bằng xuất sắc không phải là thường. Trong lễ kết thúc khóa học, khi mọi người đang buồn thì Phó Hiệu trưởng Lý Tế Điền và Hiệu trưởng Đường Hạo Đông đã bước đến. Lý Tế Điền nói ngắn gọn,
không muốn học viên sau khi ra trường về sống yên thân, kiên định lý tưởng của đảng, cố gắng làm việc, mấy lời khách sáo. Cuối cùng hiệu trưởng Đường tổng kết, nói. Nửa năm, các đồng chí ở trường đảng học được rất nhiều, cũng quen biết rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng với mình. Mọi người ra trường, cùng nhau phát triển công việc là điều mà chúng tôi muốn nhìn thấy. Hiệu trưởng Đường dùng bạn bè, tư tưởng chính trí, để nói đến việc học tập ở trường đảng là quan trọng và tất yếu. Động viên mọi người trở về khai thác ý tưởng, làm tốt mọi công việc. Cuối cùng ông uống một ngụm trà nhìn toàn trường một cái. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc thật sự nói. Xét thấy đồng chí Diệp Phàm có cống hiến đặc biệt trong việc bảo đảm an toàn trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh, ủy viên thường vụ đảng ủy nhà trường đã thống nhất, được ban tổ chức trung ương đồng ý, trao cho đồng chí Diệp Phàm lớn nâng cao trình độ cán bộ thanh niên Trung Quốc danh hiệu xuất sắc. Sau khi hiệu trưởng Đường nói xong, phó hiệu trưởng Lý Tế Điền đi đầu vỗ tay, lập tức tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mấy người học viên phía dưới nghiến răng nhưng không dám không vỗ tay. Đường Lâm và Tần Bình Minh và mấy người khác vẻ mặt đều khó coi, trong nháy mắt có chút mất mát trong tim. Tuy nhiên việc này và tình trạng này Diệp Phàm đương nhiên thấy rõ. Mấy đồng chí kia vỗ tay khá miễn cưỡng, có vỗ hay không cũng qua loa. Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra là Đường Hạo Đông muốn đem mình cột vào tổ đặc nhiệm A. Ông ta làm như vậy, đơn giản là đánh một số. Nhắc nhở mình về sau mặc dù làm việc trong chính quyền nhưng cũng không thể quên còn có nhiệm vụ của tổ đặc nhiệm A. Khi quốc gia cần thì không được cân nhắc được mất, nỗ lực của anh ở tổ đặc nhiệm A đất nước sẽ không quên. Thấy không, lập tức cho anh thêm một danh hiệu học viên xuất sắc. Hơn nữa ám chỉ, thấy không, bọn họ công tác trong chính quyền, không có nhiệm vụ đặc biệt để lấy được bằng xuất sắc. Đang suy nghĩ, trưởng ban tổ chức Lý Chí Ngư lại có chút nóng nảy. Bởi vì ông ta nhìn Diệp Phàm đang ngẩn người suy nghĩ. Cuối cùng người bên cạnh giơ tay động vào người Diệp Phàm mới giật mình. Tỉnh lại, trong tiếng vỗ tay đi nhanh lên lễ đài, hiệu trưởng Đường tự mình trao giấy chứng nhận cho Diệp Phàm. Hai người bắt tay thân thiết. Cảm ơn đảng và nhà nước, cảm ơn hiệu trưởng Đường, phó hiệu trưởng Lý, trưởng ban tổ chức Lý Chí Ngư và các vị lãnh đạo khích lệ tôi, cảm ơn tất cả các bạn học đã cổ vũ. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đợi mệnh lệnh. Chờ đợi lời kêu gọi của đảng. Diệp Phàm nói rông dài vài câu, như lọt thỏm vào tiếng vỗ tay. Tuy nhiên, Đường Hạo Đông cũng hiểu được Diệp Phàm tỏ thái độ, khi đất nước gặp nạn, khi tổ đặc nhiệm A cần hắn sẽ dũng cảm đứng ra. Đương nhiên, hôm nay Đường Hạo Đông cũng nể mặt Diệp Phàm, cũng cho hắn một vinh quang lớn. Học viên xuất sắc đặc biệt cả khóa học chỉ có một người, còn có một quyển xác nhận khác với học viên khác, trong hồ sơ của Diệp Phàm. Đem ghi lại cũng tốn mất một tờ. Cũng làm cho toàn bộ học viên khóa học thấy được thái độ của hiệu trưởng Đường với Diệp Phàm. Thái độ lần này càng dơ dàng hơn một chút. Đương nhiên, đối với con đường sau này của Diệp Phàm mà nói, cũng rộng lớn hơn rất nhiều. Dù sao, Đường Hạo Đông là người kế nghiệp là dự đoán của mọi người. Diệp Phàm trực tiếp bay từ Bắc Kinh đến Việt Đông. Khi báo cáo ở ban tổ chức cán bộ, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Việt Đông đồng chí Cổ Hoài tự mình tiếp ba học viên trở về. Là Phượng Quốc Hưng, Diệp Phàm, và Phó Chủ tịch thành phố Việt Châu Tằng Khải. Phượng Quốc Hưng tuy nói là bạn học chung với Diệp Phàm nhưng thân phận là Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, quan hệ với Diệp Phàm cũng không được tốt lắm. Hơn nữa, cũng không tham gia tổ của Diệp Phàm. Hiển nhiên, người ta là cháu trai thân thiết của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Phượng Bảo Sơn. Cảm thấy đi theo Diệp Phàm từ Ngư Đồng đi lên có chút hạ giá. Còn Phó Chủ tịch thành phố Tằng Khải, tuy lúc trước cũng không cùng tổ với Diệp Phàm nhưng quan hệ của hai người sau này cũng không tệ lắm, thường xuyên cùng nhau uống trà. Mãi đến khi học xong trở về quan hệ giữa Phượng Quốc Hưng và Diệp Phàm đều là ôn hòa, gặp mặt nhiều nhất cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Dù sao cũng là ở cùng một tỉnh, nếu không phải cùng tỉnh thì hai người đến chào hỏi cũng không có. Ba người lần lượt báo cáo trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Hoài về việc học tập. Gần đến cuối, Cổ Hoài đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ban tổ chức Trung ương và Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy Việt Đông đã phê chuẩn, xét thấy phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đồng chí Cố Canh đã về hưu. Chiếc ghế phó trưởng ban thường trực vẫn trống, hiện tại đã gần tới cuối năm, ban tổ chức cán bộ có rất nhiều việc cần người gánh vác. Cho nên... Bổ nhiệm đồng chí Phượng Quốc Hưng vào chức phó trưởng ban thường trực, hy vọng trong công tác sau này. Kỳ lạ là chính Phượng Quốc Hưng cũng không có biểu hiện ngạc nhiên, xem ra người ta đã sớm biết tin tức này,
chắc là ông nội Phượng Bảo Sơn đã chuẩn bị trước tốt lắm. Chúc mừng Phó trưởng Ban Phượng, tối nay nên ăn mừng, ha ha. Diệp Phàm và Tằng Khải quay người chúc mừng nói. Ha ha, nên thế, trưởng ban cổ đi cùng sẽ càng vui. Phượng Quốc Hưng cuối cùng lộ ra một vẻ mặt xúc động cười nói. Được, Phó trưởng Ban Phượng mời khách, sao có thể không đi? Cổ Hoài khách sáo cười, trong lòng thật sự nén giận. Biết là lão già Phượng Bảo Sơn đang làm trò quỷ, mà Triệu Sương Sơn cũng vui vẻ chứng kiến một cán bộ phó trưởng ban thường trực cứng rắn mạnh mẽ. Bởi vì Cổ Hoài cùng Triệu Sương Sơn vốn không cùng chí hướng, Cổ Hoài có người ở Bắc Kinh, nhưng không thể hợp với người nhà họ Triệu này. Có thể đề bạt Phượng Quốc Hưng, so tay với Cổ Hoài cũng khá mất sức. Đây là một quyết định bổ nhiệm, ca, là của Phó Chủ tịch thành phố Tằng. Trường ban Cổ Hoài đột nhiên kiềm chế nụ cười, nghiêm túc thật sự nhỏ giọng. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy Việt Đông bổ nhiệm đồng chí Tằng Khải làm ủy viên thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Việt Châu. Tuy nói vẫn là Phó Chủ tịch thành phố nhưng thêm chữ ủy viên thường trực, thật ra nói rằng Tằng Khải từ nay về sau chính thức bước vào trung tâm quyền lực của Việt Châu. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ra, khó trách là sau khi tuyên bố bổ nhiệm Phượng Quốc Hưng xong, Tằng Khải vẻ mặt chờ đợi, hóa ra đã chuẩn bị trước, chỉ có mình là không có tin tức. Theo lý thuyết thì chính mình đạt loại học viên xuất sắc, tất cả mọi người đều thăng chức, chính mình cũng nên đề bạt lên một bậc. Tuy nhiên, Diệp Phàm biết rằng, chính mình rất trẻ tuổi, kể cả có thành tích động trời, với cơ chế bố trí theo kinh nghiệm lý lịch, muốn một bước lên giám đốc sở là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Diệp Phàm cũng không muốn nghĩ đến điều này, chỉ có điều đối với việc Triệu Sương Sơn sẽ cho chính mình một vị trí tương đương phó giám đốc sở là không tin. Đương nhiên, Diệp Phàm cùng Phương Hưng Quốc cũng chúc mừng Tằng Khai cao hứng nói tối mai sẽ mở tiệc mời khách. Sau đó Phượng Quốc Hưng và Tằng Khai đều trộm nhìn Diệp Phàm một cái. Rồi lại nhìn Cổ Hoài, đang chờ Cổ Hoài công bố bổ nhiệm Diệp Phàm. Chương 1310, Hống Hách. Đồng chí Diệp Phàm, về việc sắp xếp công tác của cậu, ban tổ chức tỉnh ủy đang nghiên cứu, cậu tham gia vào công tác pháp luật, Ngư Đồng chắc chắn không cần về, đã bổ nhiệm bí thư đảng ủy công an mới. Mà lãnh đạo tỉnh ủy còn chưa có chỉ thị, cho nên, cậu trước tiên về nghỉ ngơi một thời gian, cũng là nghỉ lễ mừng năm mới, sang năm hắn là có vị trí. Cổ Hoài nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên nói. Ha ha, không có gì, tôi chờ được. Vừa lúc có thể lợi dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi một chút, lần trước phá đến giờ vẫn còn mệt mỏi. Diệp Phàm cười thản nhiên, kỳ thực trong lòng đang mắng. Lão già này không ngờ đem mình phơi nắng. Tỉnh Việt Đông cấp phó giám đốc sở rất nhiều vị trí không có khả năng không có một vị trí cho mình. Rốt cuộc lãnh đạo tỉnh ủy đang đùa giỡn gì, trong lòng Diệp Phàm thiếu tự tin. Cổ Hoài nhìn nhưng Diệp Phàm một cái vỗ vỗ vai Diệp Phàm, đột nhiên nói thêm. Thật ra ban tổ chức cán bộ đã báo đến chỗ phó bí thư quản, nhưng phó bí thư quản cuối năm bận cho nên việc này chậm một chút, cậu cũng đừng vội, sang năm tới có thể sắp xếp được. Dù sao nhanh đến cuối năm, tất cả mọi người đều bận có phải không? Đồng chí Diệp Phàm hy vọng cậu có thể thông cảm cho một chút khó xử của lãnh đạo. Cổ Hoài nói lời này có ý gì, thằng ngốc cũng hiểu. Chắc chắn là lão già quản nhất mình này làm khó dễ. Phượng Quốc Hưng trên mặt không ngờ lặng lẽ hiện lên một tia vui vẻ vì người khác gặp họa, mà Tằng Khải vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm một cái, miệng nói. Bí thư Diệp, về nghỉ ngơi cũng tốt, xem tôi đây, mới từ trường đảng trở về vốn định nghỉ ngơi một chút lại bận, ôi trời sinh số lao lực. Diệp Phàm biết rằng Tằng Khải đang an ủi chính mình mà không phải châm chọc, chợt cười cười nói. Cảm ơn. Đương nhiên. Phượng Quốc Hưng cũng nói vài câu, Diệp Phàm cáo từ đi trước, biết Cổ Hoài còn muốn nói một chút về nguyên tắc tổ chức với hai người mới được đề bạt này. Hắn ta phẫn nộ trong lòng, muốn đi giải tỏa một chút. Bạn học cũ, đứng quên tối nay ở khách sạn Thiên Nga Đen, không say không về. Lúc này Phượng Quốc Hưng cố ý lớn tiếng gọi với theo bóng Diệp Phàm. Nhìn thì có vẻ như nhắc nhở Diệp Phàm nhưng thật ra là kích động hắn. Không thể quên, yên tâm. Diệp Phàm trả lời vang dội, sản bước đi rồi. Diệp Phàm không phát hiện trên mặt trưởng ban Cổ Hoài hiện lên một tia nghiêm trọng, không nói gì. Đáng tiếc là Kiều Viên Viên cũng về Bắc Kinh. Quản Nhất Minh, tôi nhớ kỹ ông. Diệp Phàm hét lên một tiếng ngút trời, làm cây cối xung quanh đều lay động. Ban đầu định tìm Triệu Sương Sơn nhưng nghĩ lại một chút lắc lắc đầu. Hai buổi tối giả dối ăn ăn uống uống mừng Phượng Quốc Hưng và Tằng Khai thăng chức.
Diệp Phàm đi chuyến bay đêm đến Sở Thiên Các Diệp phủ ở Thủy Châu. Phán Nhi, cô ở đâu? Diệp Phàm trong lòng buồn bực, cả người toàn mùi rượu. Để làm chi, hiện tại anh mới nhớ tôi, hừ. Mai Phán Nhi hừ nói, xem ra trong lòng không thoải mái. Sao thế chị Mai, ai làm chị tức giận, để anh trai ra mặt dạy hắn bài học. Diệp Phàm lộ vẻ anh hùng nói. Ha ha, liên tiếp tiếng cười truyền đến Mai Phán Nhi cười đến mức nghẹn. Cô có phiền hay không, cười khó nghe đến mức vậy. Diệp Phàm nhíu mày. Họ Diệp, anh dám nói tiếng cười của tôi khó nghe, trước kia anh nói tôi cười giống như tiếng chim hoàng anh hót. Mai Phán Nhi quả thực nổi giận, hét lên trong điện thoại. Thôi vậy, không nói, đáng ghét. Diệp Phàm nói xong đã muốn ngắt điện thoại. Anh đang ở Bắc Kinh sao đến được? Mai Phán Nhi cũng kiềm chế cười nói. Cô hiện ở đâu, tôi sẽ đến ngay. Diệp Phàm hừ nói. Hội sở vàng thị, có giỏi thì biến thành Tôn Ngộ Không bay đến đây, ha ha. Mai Phán Nhi cười vang cúp điện thoại, căn bản là không tin hắn ta có thể từ Bắc Kinh đến đây được. Và lại, hiện tại không thể nào có chuyến bay. Hội sở vàng thị ở chỗ nào? Diệp Phàm thì thào một câu, hỏi Tề Thiên. Nó không ngờ cũng về nhà, cười nói. Anh, đại danh ăn chơi lừng lẫy Thủy Châu hội sở vàng thì anh cũng không biết, sống thật uổng phí. Tề Thiên trên điện thoại châm chọc hắn ta. Hả, xem ra hội sở vàng thị là có lai lịch có phải hay không? Diệp Phàm vừa nghe thế không cho là đúng hừ nói. Hội sở vàng thị nghe nói giả quỷ vương mở, người này gọi là Vàng Khăn, tự xưng là con cháu của Hoàng Phi Hồng Bảo Chi ở Việt Đông. Đương nhiên, điều này không thể chứng minh, người này sau khi đi du học nước ngoài quốc tịch cũng biến thành người Anh. Nghe nói người này ở trong nước rất có hậu trường. Dựa theo nội thất hoàng gia Anh để xây nên hội sở vàng thị. Mọi dụng cụ bên trong đều mang từ Anh đến, nghe nói là những đồ cổ thật sự. Em đã từng đến đó hai lần, mẹ nó, chi phí không khác gì ăn thịt người. Em chỉ uống hai chén brandy không ngờ phải 8.000 vạn. Tức giận đến mức thiếu chút nữa phá hội sở kia. Tề Thiên không ngờ có chút tức giận bất bình. Cho chết, không phải là đi tìm gái chứ. Diệp Phàm hừ nói. Ha ha. Lúc ấy cũng được sờ soạng một phen, cũng không có động tác khác, không phải một cô bé Nhật Bản rót rượu, mông rất to, cũng quá quý có phải không? Trước kia Nhật Bản cướp tiền của chúng ta, giết người của chúng ta, sao có thể cho cô bé đó kiếm tiền, tiền kia em không muốn giao. Tề Thiên ngược lại có tình yêu nước, Diệp Phàm nghe được muốn nôn. Hỏi rõ địa điểm Diệp Phàm muốn cúp điện thoại, tuy nhiên, trong điện thoại truyền đến giọng của Tề Thiên nói. Có phải muốn đi dạo hay không? Em đi cùng, tuy nhiên, anh có tiền, anh chi là được. Cút, bố sẽ đến chỗ đấy. Diệp Phàm quát một tiếng cúp điện thoại. Tuy nhiên, đưa mắt nhìn, hắn gọi taxi đến thẳng hội sở vàng thị. Nếu để Tề Thiên thấy, đó thật sự là hết chỗ nói rồi. Hội sở vàng thị không ngờ xây dựng trên một sườn núi cách Thủy Châu 20 phút đi xe. Dù sao Diệp Phàm cũng không tỉnh táo, trực tiếp xuống xe đi vào cửa. Hiện có hai người mặc trang phục Hoàng gia Anh đứng cửa đón khách. Rồi bên cạnh đó có hai trợ thủ đắc lực giống như tay đấm trông cửa. Rất xin lỗi ngài, mời đưa thẻ hội viên. Một cô nàng dáng vẻ xinh đẹp nói giọng Trung Quốc khô khan hỏi. Nhưng thật ra rất lẽ phép, cúi người thật sâu, hai viên cầu trước ngực giống như đang triển lãm trước mặt Diệp Phàm. Lo đáng Diệp Phàm cũng có thể nhìn đến bụng cô nàng. Xem ra, mặc đồ nhái Hoàng gia Anh cũng khiến cho quá chó một chút. Cô nàng này thật ra là người Trung Quốc nhưng xem chừng là một giả quỷ vương. Không có thẻ hội viên, bên trong cáo người tên là Mai Phán Nhi mời tôi, ở phòng số 2. Diệp Phàm nhớ tới Mai Phán Nhi tự nhiên nói dối. Mời ngài chờ. Cô nàng kia cười lập tức lấy điện thoại, xem ra là kiểm tra. Không lâu sau, truyền đến một tiếng cười đa tình của Mai Phán Nhi. Thật đúng là anh thật sự bay về. Không trở về tôi lo lắng. Sợ cô chạy theo người khác làm sao bây giờ? Diệp Phàm rộng miệng cười nói. Xì. Mai Phán Nhi nhìn hắn lườm một cái, thân mật giơ tay kéo hắn nói. Chúng ta vào đi thôi, khách hôm nay là diễn viên điện ảnh Hồng Kông và giới truyền hình. Hai người có danh tiếng, để cho không giống như anh hét chói tai là được, ha ha. Tôi, thét chói tai, trên đời này xem chừng không có. Diệp Phàm dáng khinh bỉ, lắc lắc đầu. Mai Phán Nhi tức giận hung hăng bóp hắn một chút, miệng bất mãn nói.
Mai Phán Nhi tôi mời khách kém như vậy sao? Cô đương nhiên không kém, khách cô mời khó nói. Diệp Phàm lắc đầu, không nể mặt chút nào. Mai Phán Nhi tự nhiên nghẹn lời, rõ ràng không nói được gì. Tổng giám đốc Mai, vị khách quý này họ gì? Vừa mới bước vào đại sảnh, Diệp Phàm chưa kịp thưởng thức chỗ đặc biệt của hội sở vàng thị. Lúc này, từ sau đi đến một người đàn ông có phong độ, tóc đen, mắt đen, da vàng môi khá dày. Người này có vẻ nho nhã lễ độ, khá giống tác phong tri thức. Người đàn ông này chính là người xây dựng hội sở vàng thị, Tề Thiên gọi là Vàng Khăn. Người này nhìn Mai Phán Nhi thân thiết kéo Diệp Phàm vào, hơi ngạc nhiên cảm giác có vẻ hơi không ngờ, không khỏi thầm đánh giá Diệp Phàm. Bởi vì Mai Phán Nhi quản lý tập đoàn truyền thông Giang Nam của Mai Thị ở Bắc Kinh. Trong giới điện ảnh và truyền hình và giải trí khá có danh tiếng. Nhưng cô này luôn luôn thanh khiết, tuy nói đã gần 30 nhưng vì chăm sóc tốt nên nhìn qua cũng chỉ như cô nàng 23 tuổi. Hơn nữa, trong giới truyền thông trong nước, cũng không lan truyền về người đàn ông nào hay có chuyện xấu gì. Ha ha, họ Diệp, là một người bạn tốt của tôi, cũng là em trai mà lão Mai nhà tôi nhận. Mai Phán Nhi thoáng giữ khoảng cách với Diệp Phàm, ban đầu dựa vào Diệp Phàm hiện tại không dựa vào. Tuy nhiên, Mai Phán Nhi vì giấu người khác, lại còn nói dối, nói Diệp Phàm là em nuôi của lão Mai. Hóa ra là Diệp tiên sinh. Tôi sao lại cảm thấy hôm nay đại sảnh đặc biệt sáng sủa như thế, hóa ra là có khách quý đến cửa. Cậu Diệp, đây là thẻ bạch kim của hội sở chúng tôi, mời nhận lấy. Vàng Khăn nhạy bén cảm nhận được quan hệ không bình thường giữa Mai Phán Nhi và Diệp Phàm, lập tức vẫy vẫy tay một cái, một nữ thư ký xinh đẹp tóc vàng vẫn là người anh mang tấm thẻ màu vàng tới. Không cần, nơi này nói thật, tôi không chịu nổi chi phí, cũng lãng phí, không bằng không cần. Diệp Phàm trong lòng khó chịu không chút khách khí hơi hơi xua tay. Bởi vì hắn nhìn thấy người đàn ông kia vẻ mặt đầy tươi cười nhưng trong lòng vẫn là khinh miệt lộ ra. Xem ra coi mình là người đớn hèn, cậy người quyền thế kiếm cơm. Anh lại tức giận cái gì, anh có chỗ nào không chịu được chi phí? Nếu không có tiền, về sau anh tới đây toàn bộ đưa vào sổ sách công ty chúng tôi là được. Mai Phán Nhi hiển nhiên cảm nhận được cái gì, hơi oán giận nói. Chị Mai, lời này tôi không rõ. Thật sự đem tôi trở thành một tên đớn hèn để người khác chê cười sao? Diệp Phàm vốn trong lòng tức giận, giờ giống như bị Mai Phán Nhi đột, khá hống hách, căng thẳng bên cạnh Mai Phán Nhi. Chương 1311, xảy ra xung đột. Mai Phán Nhi không ngờ hắn ở đại sảnh lớn mật như thế, giống như ăn đạn, người lập tức đã bị đè nén quá chặt chẽ. Hơn nữa, hắn ta cố ý làm mấy chuyện xấu. Một tay không ngờ hướng lên trên, nhìn qua chính là nắm một nửa ngực bên trái của Mai Phán Nhi. Cái này Mai Phán Nhi bị Diệp Phàm làm cho khá xấu hổ, vội vàng từ chối định thoát ra. Nhưng Diệp Phàm là ai, cao thủ bát đẳng, làm sao Mai Phán Nhi cô nàng yếu ớt có thể dẫy ra được. Thằng nhóc, dám bắt nạt chủ tịch Mai. Lúc này một tiếng quát lớn, một đá bay về phía mặt Diệp Phàm, chân này luyện không tồi, không ngờ có thể nâng lên cao như vậy. Diệp Phàm thân mình toàn rượu, hoảng hốt tùy tay nắm chặt quyền hướng đùi kia đón. Tuy nhiên, xem ra là uống rượu nhiều, lực có chút không tốt. Bụp một tiếng, thân người kia bay đi đến hơn 3 mét, trên nền nhà đá cẩm thạch còn lăn 3-4 mét mới ngừng lại. Ôi, anh đánh! Mai Phán Nhi định đỡ người, tuy nhiên, Diệp Phàm căn bản là không muốn buông tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang xoa xoa chân vóc dáng cao lớn tên là Lô Gran. Xem ra là lão người anh. Vóc dáng ước chừng trên dưới 1m9. Dáng người khá khỏe mạnh, khuôn mặt khôi ngô. Tên kia đẩy Vàng Khăn ra, giơ chân lên co duỗi vài cái nói giọng tiếng Trung cứng. Mẹ kiếp, người Trung Quốc, chúng tôi lại đến. Lô Khắc, thôi đi, hắn là bạn tôi. Mai Phán Nhi vội vàng kêu lên, đương nhiên là sợ Lô Khắc thành bao cát của Diệp Phàm. Bản lĩnh thật sự của Diệp Phàm cô không biết nhưng tuyệt đối có thể đánh cho Lô Khắc thành đầu heo. Hơn nữa Mai Phán Nhi mơ hồ cảm giác trong lòng Diệp Phàm khó chịu, chỉ sợ người này gây ra chuyện gì. Hừ, nể mặt chủ tịch Mai, hôm nay thôi vậy. Lô Khắc nhìn Diệp Phàm một cái, vỗ vỗ quần áo trên người hừ nói. Không tính, không tính thì anh muốn thế nào? Diệp Phàm thản nhìn tên kia liếc mắt một cái, trong lời nói hết sức khinh miệt, việc này là buổi tối cố tình gây sự. Xin anh, đừng nói nữa. Mai Phán Nhi nặng nề bóp Diệp Phàm một chút, hai mắt có vẻ khổ sở.
Diệp Phàm lòng mềm nhũn, hừ nói. Thôi vậy. Thấy Hoàng Tống mang thẻ lên, cung cầm lấy, kẹp vào trong ví. Lô Khắc thật ra đi trước xử lý một chút, xem ra là sửa lại quần áo, vừa rồi bị Diệp Phàm xách một chút, cũng khá nhếch nhác. Anh uống say rồi, uống một chén giải rượu trước. Mai Phán Nhi cứng rắn túm Diệp Phàm ngồi ở sofa, không lâu một nữ nhân viên phục vụ mang lên một lý giải rượu, cứng rắn ép Diệp Phàm uống. Vào phòng riêng, thấy trong đó có Tiểu Vũ Trì Tiểu Tử Ba và một màn hình plasma, bốn nam nữ ngồi trong, một trong đó là Lô Khắc. Các vị, vị này chính là Diệp Phàm, làm việc ở thành phố Ngư Đồng tỉnh Việt Đông. Mai Phán Nhi vẻ mặt tươi cười giới thiệu Diệp Phàm cho mọi người. Cán bộ nhỏ, ngồi đi. Một anh chàng tóc vàng cao lớn hơi trêu chọc cười nói. Diệp Phàm vừa thấy, cảm giác người này muốn sinh sự, xem ra là Lô Khắc đã xúi giục, đang định lên tiếng, Mai Phán Nhi cười nói. Y là Hồ Phong, khá có danh tiếng trong giới ca hát. Là nhân vật chính của tập đoàn Kim Bảo Đĩa. Hả, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ngôi sao ca nhạc Hồ có phải không? Diệp Phàm thản nhiên cười giơ tay ra, Hồ Phong nhìn Lô Khắc một cái. Lập tức giật mình, trên tay dùng sức, hướng về phía Diệp Phàm. Vì Hồ Phong ngoài ca hát, võ thuật, thái quyền, judo là sở thích. Từng đi luyện võ vài na, hơn nữa, khi diễn nghe nói cũng là các vai phụ võ thuật. Đương nhiên Hồ Phong trong giới ca nhạc cũng chỉ có thể nói là có chút danh tiếng, ở Hồng Kông là nơi tứ đại thiên vương tung hoành y chỉ có thể coi là ngôi sao ca nhạc hạng hai. Mặc dù thi thoảng cũng nhận diễn kịch cũng chỉ là các vai phụ. Chỉ có thể diễn trên màn ảnh ba phần thời gian đã bị đánh chết hoặc chém chết. Có thể gọi là diễn viên mặc áo vằn. Tuy nhiên, Hồ Phong cũng không cho là như vậy, y cảm thấy mình vẫn là khá tốt đẹp. Cho tới bây giờ tuyên bố trong giới điện ảnh và truyền hình là danh ca tam tê tấm biển vẫn khá dọa người. Tuy nhiên lúc đầu y cảm giác bàn tay Diệp Phàm mềm nhưng mang theo một tia nhiệt khí. Cảm giác họ Diệp này không có năng lượng gì, cho nên, có rút mạnh lực trên tay. Nghĩ sẽ làm cho Diệp Phàm đau. Tuy nhiên, đau Hồ Phong ngược lại không truyền đến. Ngay lúc Hồ Phong có chút buồn bực muốn ra tay lần nữa, lúc đó có cảm giác có chút không ổn. Không ngờ từ trên tay đối phương truyền đến một lực mạnh mẽ. Bàn tay mềm mại kia trở nên mạnh mẽ, cũng giống như cái kìm, càng ngày càng cứng. Hơn nữa, bàn tay như gọng kìm càng ngày càng chặt, Hồ Phong cảm thấy bàn tay mình như bị nát. Mặt nhăn nhó đau. Ngẩng đầu nhìn ông chủ Lô Khắc cầu cứu. Mai Phán Nhi cũng có chút tức giận, biết thằng nhãi này muốn cho Diệp Phàm một tay. Cái này chết mới biết đá trúng tấm sắt. Mai Phán Nhi không lên tiếng, đến khi nhìn thấy trên trái Hồ Phong toát mồ hôi mới nhẹ nhàng động vào tay Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm nhìn Mai Phán Nhi thản nhiên cười, buông tay cười nói. Ha ha, ngôi sao ca nhạc Hồ tay rất có lực. Đâu có, là tay anh Diệp lực lớn. Hồ Phong vẻ mặt có chút khó coi, cười khổ nói. Anh Diệp làm gì ở Việt Đông? Lúc này người đàn ông khoảng hơn 30 đến 40 tuổi hỏi. Người này cả người dưới hàm có một nốt ruồi đỏ. Tuy nhiên, mặt lạnh lùng như băng, nhìn Diệp Phàm ánh mắt như người nhìn từ trên cao xuống. Ừ, Diệp Phàm quên giới thiệu với anh, vị này chính là Phó Chủ tịch thành phố Thủy Châu, kiêm bí thư khu ủy khu kinh tế mới Hồng Liên, Cố Nhất Võ. Diệp Phàm ở thành phố Ngư Đồng thành phố Việt Đông đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an, vừa mới học ở trường đảng trung ương trở về. Mai Phán Nhi cười giới thiệu. Hai bên dường như đều biết người kia, Diệp Phàm giật mình, một tia lửa giận lập tức bốc lên thầm nói, mẹ nốt, chính là mày đã cướp vị trí của tôi, hại bố phải trốn xa đến Việt Đông. Mà Cố Nhất Võ áp lực cũng khá lớn, lúc trước từ các bộ và ủy ban ở Bắc Kinh đề cử xuống từ cấp cục trưởng và phó giám đốc sở quản lý khu kinh tế mới Hồng Liên hơn 1 triệu nhân khẩu. Lúc đó một làm lớn một hồi, cho nên gia tộc cũng mất rất nhiều sức, kết hợp với chủ tịch tỉnh Phí Mãn Thiên lại âm thầm lôi kéo bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương, chính Lô Minh Châu của gia tộc họ Lô ở Thủy Châu cũng lôi kéo. Lúc này mới áp chế ba vị ủy viên thường vụ Đoàn Hải Thiên, Tề Chấn Đào và Thiết Thác đề cử Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được đã hơn một năm, khu kinh tế mới Hồng Liên cũng không nhiều khởi sắc. Làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Đoàn Hải Thiên thiếu chút nữa mặt méo sạch. Lúc trước vừa ý Diệp Phàm, hội nghị thường vụ tỉnh ủy không thông qua, không thể tưởng tượng được mang đến một cán bộ ở trung ương xuống, càng không thể tưởng tượng được thằng nhãi này không ngờ chỉ hiểu được các công việc ở các bộ và ủy ban trung ương, không có chút kinh nghiệm công tác dưới địa phương.
Cho nên, khu kinh tế mới Hồng Liên bị y làm hỏng, căn bản là không thể đạt được kỳ vọng của Đoàn Hải Thiên. Tất nhiên Cố Nhất Võ cũng chịu không ít tức giận của nhân vật số 1 Thủy Châu Đoàn Hải Thiên. Hơn nữa, năm nay hội nghị thường vụ tỉnh ủy, một khi nói đến khu kinh tế mới Hồng Liên, hình như ba vị ủy viên thường vụ Tề Chấn Đào, Thiết Thác, Đoàn Hải Thiên không có việc gì cũng mang ra nói một phen. Đặc biệt là Diệp Phàm phá thảm án 88 ở thành phố Ngư Đồng được Thủ tướng khen thưởng. Hôm trước trên hội nghị thường vụ tỉnh, Tề Chấn Đào trong lúc nói chuyện phiếm còn khen Diệp Phàm, mà Đoàn Hải Thiên đứng bên cạnh thở dài. Tất nhiên, việc này đều đến tai Cố Nhất Võ, anh ta trong lòng nổi trận lôi đình. Càng có thể giận chính là Chủ tịch tỉnh Phí Mãn Thiên cũng phê bình khu kinh tế mới Hồng Liên khó hiểu làm cho có phần hơi loạn. Cho nên, Cố Nhất Võ cho rằng Diệp Phàm là khắc tinh của y, kẻ thù mịt mù. Nếu không có Diệp Phàm, sao y bị chỉ trích ngang ngược như vậy? Tất nhiên Diệp Phàm cũng không khác gì, hai người còn chưa bắt đầu đã lóe mùi thuốc súng. Trường Đảng Trung ương tôi đã sớm huấn luyện qua. Cố Nhất Võ thản nhiên nói ý là Diệp Phàm tự hiểu lấy, Trường Đảng Trung ương có gì ngạc nhiên? Lúc nào? Diệp Phàm không ngờ giả không hiểu, cao giá hỏi, vẻ mặt như không tin. Ha ha, trước khi đến Thủy Châu nhậm chức tôi đã học. Cố Nhất Võ nhìn Diệp Phàm một chút, khá tự đắc, cho rằng có thể đè ép Diệp Phàm một đầu, ít nhất, trong việc này mình có ưu thế. Ừ, lúc đó, xem ra là Phó Chủ tịch thành phố Cố tham gia chính là lớp tập huấn cấp cục đi. Diệp Phàm giật mình, cố ý kích động người này. Cố Nhất Võ bị đâm một nhát, mặt thiếu chút nữa kéo dài ra. Bởi vì lớp nâng cao trình độ cán bộ cấp sở tỉnh Nam Phúc có hai chỉ tiêu, Cố Nhất Võ đương nhiên cũng muốn đi. Đương nhiên, gia tộc cũng dùng lực, tuy nhiên lần này bị Phí Mãn Thiên và Quách Phác Dương từ chối. Nghe nói còn có người châm biếm nói là ngay cả một khu kinh tế mới Hồng Liên cũng làm không tốt, còn mơ mộng tham gia lớp học nâng cao của Trưởng Đảng Trung ương, nâng cao có ích gì, đồ vô tích sự thôi. Cố Nhất Võ không đi Bắc Kinh, ngược lại Diệp Phàm đi. Có phải vô hình chung Cố Nhất Võ thua trước, hắn không khoái mới là lạ. Hai người bắt đầu uống rượu. Đương nhiên, micro đặt trong tay Hồ Phong còn có chút khoe khoang. Một ca khúc hình như thị uy với Diệp Phàm. Đây là điểm mạnh của Hồ Phong, Diệp Phàm cũng không có ý gì. Mỗi người một ưu thế, không phục không được. Tuy nhiên, Mai Phán Nhi phục vụ Diệp Phàm chu đáo một chút, khiến mấy người đàn ông trong phòng đều có chút chua xót. Đặc biệt Cố Nhất Võ chua xót đặc biệt nghiêm trọng. Cố Nhất Võ cũng không phải người nhà họ Cố ở Bắc Kinh mà đứng sau y là một người khác, nghe nói có quan hệ với Phó Thủ tướng. Gia đình Cố Nhất Võ ở thủ đô đến hạng 2 cũng chưa vào được, bị vây trong đỉnh núi thứ 3 thôi. Cho nên, nhà họ Cố vẫn muốn từ một đám hỏi với một gia tộc chính trị lớn, xâm nhập vào vòng hạng 2 ở Bắc Kinh. Mà Mai Phán Nhi chính là mục tiêu của Cố Nhất Võ. Về tuổi Cố Nhất Võ còn lớn hơn Mai Phán Nhi 3-4 tuổi, vừa vặn. Chương 1312, ra sức đánh một chút. Nhà họ Mai ở Bắc Kinh đang đứng ở gia tộc hạng 2, hướng lên trên dựa vào cũng đúng. Nhà họ Mai có bao nhiêu công ty, ở quân đội có một khối coi như là rất có năng lượng. Nhà họ Cố đương nhiên muốn dựa vào lên rồi, chính là hậu trường nhà họ Cố, vị phó thủ tướng kia cũng muốn nhận được sự ủng hộ của quân đội mở rộng vòng tròn của mình. Mà bản thân Cố Nhất Võ cũng khá vừa ý với Mai Phán Nhi. Gần đây không có việc gì vẫn chạy đến tập đoàn truyền thông Giang Nam của Mai Phán Nhi. Tuy nhiên, còn nghe nói nhà họ Mai đang nói chuyện hợp tác với vài tập đoàn giải trí ở Hồng Kông. Còn chuẩn bị xây dựng một tòa nhà lớn, đầu tư đạt đến 1,5 tỷ. Cố Nhất Võ sau khi nghe xong tâm tư lung lay, vẫn muốn kéo công ty nhà họ Mai hợp tác với Hồng Kông đến khu kinh tế mới Hồng Liên. Cho nên, Cố Nhất Võ vừa kéo đầu tư, vừa theo đuổi phụ nữ cùng làm. Tuy nhiên, Mai Phán Nhi đối với y không có cảm giác gì. Về tình cảm, Cố Nhất Võ căn bản là để một bên. Hơn nữa, vấn đề trụ sở công ty còn đàm phán với công ty bên Hồng Kông, cho nên, tạm thời cũng chưa quyết định. Cố Nhất Võ cứ việc đưa ra giá cả ưu đãi muốn lôi kéo tập đoàn Mai Thị, hơn nữa, còn nhiều chính sách ưu đãi khác, tuy nhiên, Mai Phán Nhi trước mắt còn suy nghĩ. Cho nên, vừa thấy Mai Phán Nhi giống như người hầu hạ em trai Diệp Phàm, đương nhiên trong lòng Cố Nhất Võ biết chữ em trai này phải để trong dấu ngoặc kép mới đúng. Tất nhiên bốc hỏa, liên hợp với đám người Lô Khắc, triển khai công kích Diệp Phàm bằng rượu Tây không nghỉ. Tuy nhiên, Diệp Phàm không từ chối ai. Hắn tối nay muốn say,
tâm trạng khó chịu. Không thể tưởng được, Mai Phán Nhi có chút lo lắng cho Diệp Phàm, có khi còn có thể đứng ra thay Diệp Phàm uống mấy chén. Việc này lại làm cho mấy người đàn ông thêm tức giận. Đang muốn cùng tấn công, Mai Phán Nhi nhận điện thoại, nói bóng gió Lô Khắc có thể rút lui không. Tuy nhiên, hôm nay Lô Khắc hình như không để ý đến ý tứ của Mai Phán Nhi, vẫn hét lớn phải uống, chơi đến cùng. Mà Lô Khắc đến Thủy Châu là khách, đại diện cho công ty Hồng Kông đang bàn chuyện hợp tác với công ty truyền thông Giang Nam. Đương nhiên, không thể đắc tội với người như thế. Cho nên, Mai Phán Nhi không có cách nào, chính mình có việc phải rời đi một lúc, đành phải dặn dò Diệp Phàm uống ít, thay mặt mình tiếp mọi người một chút. Không thể tưởng được Diệp Phàm cao giá khoát tay áo nói. Không việc gì, chị Mai, chị đi đi, tôi sẽ tiếp khách thật tốt, đảm bảo chị vừa lòng. Mai Phán Nhi đành phải có vẻ đi trước xử lý việc, phòng chừng một giờ có thể quay lại, nghĩ thầm rằng Diệp Phàm quyền chiêu lợi hại như vậy, ở hội sở vàng thị này hắn sẽ không bị người khác bắt nạt. Như mấy người Lô Khắc là người văn minh, nhiều nhất chuốc cho Diệp Phàm quá chén cũng không có việc gì. Mai Phán Nhi vừa mới đi, mọi người trong phòng đều hướng Diệp Phàm tấn công. Đương nhiên, vũ khí chính là rượu Tây. Vì đánh ngã Diệp Phàm, lần này mấy người đem rượu Tây trộn lẫn rượu chính tông 58 độ đương nhiên càng mạnh hơn. Tuy nhiên, mười mấy phút sau, tất cả mọi người tỉnh minh mông. Đúng lúc này hai người trong phòng nghe nói là hai ngôi sao ca nhạc, trong đó có một người là Kim Chiết Châu là ngôi sao ca nhạc nữ Hàn Quốc mời Diệp Phàm khiêu vũ. Mời. Diệp Phàm suy nghĩ khá tỉnh táo, biết việc đám người này muốn làm với mình, đương nhiên không thể yếu thế, rất tao nhã làm động tác mời. Bản nhạc vang lên, ngọn đèn cũng tối dần. Hai người nhảy trong sàn nhảy, mà bên kia Lô Khắc và một ngôi sao ca nhạc nhảy dựng lên. Đang trong vũ điệu điên cuồng, đột nhiên một giọng nữ sắc nhọn kêu lên. Khốn khiếp, anh dám sờ tôi. Chiết Châu, sao thế? Lô Khắc vội vàng hỏi. Hắn khốn khiếp, mà lưu manh, sờ tôi. Kim Chiết Châu kêu lớn, hơn nữa, còn làm ra vẻ liều mình dẫy dụa không cho vô lễ. Việc này như động vào tổ ong bò vẽ, cửa bị đẩy vào, tiến vào là bốn vệ sĩ cao lớn, chưa để Diệp Phàm nói lời nào đã ra tay. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trong phòng lập tức vang lên tiếng ầm ầm, không lâu sau, không biết ai tắt đèn đi. Xem ra muốn nhân cơ hội đánh ngã Diệp Phàm xuống đất. Trong phòng không lâu truyền đến tiếng răng rắc, cùng với bình rượu vỡ, ghế gãy. Còn có cả tiếng thét chói tai và đau đớn. Cũng không biết là ai bị đánh. Tuy nhiên, hình như trong đó có tiếng Diệp Phàm hô lớn. Mẹ nó, dám nói xấu, sống không nhẫn nại, đánh chết. Đám bảo vệ của hội sở vàng thì tiến vào, bật đèn lên, trợn tròn mắt, nằm dưới đất làm một đống người cả trai lẫn gái. Ngôi sao ca nhạc cao quý ban đầu lúc nào quần áo xộc xệch, máu mũi ứa ra. Kim Chiết Châu đến ngực cũng lộ ra, làm người ta muốn. Mà Lô Khắc cao quý quần cũng rách một nửa, đã lộ ra quần đùi. Các nhân viên an ninh có chút tò mò nhìn phát hiện quần đùi của Phó Tổng Lô Khắc không ngờ là, thầm nói, mẹ nó thật đúng là giàu có. Bắt lại, người này đùa giỡn nữ ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc, say khướt, hắn đánh chúng tôi bị thương. Lô Khắc hét lên, mà Diệp Phàm đang say túy lúy nằm trên ghế, không nói gì. Người này thật sự say, hiện tại, chỉ cảm thấy choáng vàng đầu óc, không nhớ gì. Chỉ chốc lát sau. Không ngờ có 7-8 cảnh sát đến hỏi tình hình sau cảm thấy tình thế nghiêm trọng, bởi vì Kim Chiết Châu là người Hàn Quốc, đây có lý do ngoại giao cho nên đem toàn bộ người đi. Hoàng lão vội vàng, Diệp Phàm là em trai của Tổng Giám Đốc Mai, cả hai đều không thể trêu vào. Tuy nhiên, vẫn không gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Mai được. Mà đám người Lô Khắc là khách người Hồng Kông, Kim Chiết Châu lại là ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc. Còn có Cố Nhất Võ bí thư khu ủy khu kinh tế mời Hồng Liên không ngờ cũng bị đánh bị thương. Đây chính là cuộc ẩu đả liên quan đến nước ngoài và cán bộ cao cấp đặc biệt, cảnh sát cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Cảm thấy anh ta là một đồn trưởng nhỏ chắc chắn không xử lý được việc liên quan đến người ngoại quốc này. Cho nên, lập tức báo phân chi cục Đông Thành Thủy Châu, phòng trị an phân chi cục Đông Thành Tống Trị vừa nghe, cũng hiểu được tình thế khá nghiêm trọng. Phải biết rằng, có thể đến hội sở vàng thì tất cả đều là người có tiền, nếu làm không tốt sẽ gây ra phiền toái. Trưởng phòng Tống đành phải tự mình xuống dưới xử lý. Tuy nhiên, khi đồng chí công an hỏi han Diệp Phàm, hắn ngồi cũng không nổi. Đỡ một chút hắn lại nghiêng về phía bên kia. Hơn nữa,
hắn miệng nói lung tung, hỏi lúc này căn bản là không có cách nào. Có thể đến hội sở vàng thì chắc chắn là người không dễ chọc vào, đồng chí công an có chút khó xử. Ai biết người sai này lai lịch thế nào? Đúng lúc, ví tiền của Diệp Phàm bị lục soát đặt lên mặt bàn, lúc này một cảnh sát nói, có lẽ bên trong có chứng minh thư, chúng ta tìm xem. Mấy người cảnh sát vừa nghe cũng thấy biện pháp này khả thi, cũng tìm được chứng minh thư rồi. Tuy nhiên, mắt người cảnh sát kia thấy một tấm danh thiếp, còn tưởng rằng Diệp Phàm là người quen, liền gọi điện. Ít nhất, cũng có thể hỏi thăm ra thân phận của Diệp Phàm hay gì đó. Bởi vì mấy người Lô Khắc cố ý mấy chuyện xấu, không nói Diệp Phàm là ai. Chỉ nói hắn tiến vào đùa giỡn với ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc, đương nhiên là muốn nhân cơ hội làm thối Diệp Phàm. Anh là Trần Nguyên Dã sao? Cảnh sát khu Đông Thành khách sáo hỏi. Ừ, anh là. Trần Nguyên Dã hỏi. Tôi là phòng trị an phân khu Đông Thành thành phố Thủy Châu Tống Trị, có một vị là Diệp Phàm, anh có quen không? Tống Trị hỏi. Hắn làm sao? Trần Nguyên Dã biết thủ tướng có dặn dò cẩn thận, hễ thấy điện thoại này gọi đến, lập tức chuyển. Như vậy, hắn uống rượu, miệng nói cái gì hai người đều có sắp xếp, vì sao bố phải ngồi chờ? Phỏng chừng trong lòng có tức giận, liền đánh nhau. Tống Trị nói qua mọi chuyện. Biết rồi, các anh đối tốt với hắn, không được đánh hắn hay làm gì. Chờ hắn tỉnh rượu các anh hãy hỏi, rõ chưa? Trần Nguyên Dã nói mệnh lệnh này, trong lòng cũng khá buồn bực, tự nhủ, sao lại thế này, chưa có sắp xếp. Tuy nhiên, lời Trần Nguyên Dã cũng làm trưởng phòng Tống Trị cảm giác rất khó chịu, sau khi buông điện thoại hừ nói. Mẹ nó! Giống như là chủ tịch tỉnh dám ra lệnh với bố, còn hỏi có rõ không, hiểu được cái đầu. Tuy nhiên, Tống Trị mắng thì mắng nhưng anh ta cũng không hồ đồ, nghe giọng trong điện thoại, cảm giác người này chắc chắn có chút năng lượng cho nên, cũng không dám làm gì Diệp Phàm, muốn chờ hắn tỉnh rượu sẽ xử lý. Tuy nhiên, vài phút sau Mai Phán Nhi vào phân cục Đông Thành. Nhìn thấy Diệp Phàm ngồi nghiêng ngả trên ghế thấy hắn không bị thương gì lớn, chỉ có điều quần áo bị xé rách. Cánh tay và đùi có vết xước cũng thở ra nhẹ nhàng. Sau một hồi giải thích, tuy nhiên, Tống Trị không điều tra rõ chỉ sợ nhát Cố Nhất Võ không hài lòng, cho nên, không chịu thả người. Bởi vì Cố Nhất Võ là phó chủ tịch thành phố Thủy Châu kiêm bí thư khu ủy khu kinh tế mới Hồng Liên ở tỉnh thành cũng là nhân vật có máu mặt. Tuy nhiên, Mai Phán Nhi đương nhiên là có cách, một cuộc điện thoại gọi đi, không lâu sau một phó giám đốc sở tự mình xuống, buộc Tống Trị thả người ra trước. Mai Phán Nhi gọi người đem toàn bộ đám người Lô Khắc đi trước, miệng mắng là oan gia, ngày mai còn phải thu dọn tàn cuộc. Cũng không biết Lô Khắc có tức giận hay không, đành phải gọi vài người, giống như bế chó đưa Diệp Phàm đến chỗ ở của mình. Cảm thấy trên người toàn mồ hôi, vội vàng chạy vào trong, khi thấy thoải mái, bị người khác cứng rắn đâm thủng, chưa kịp phản ứng, bộ ngực đã bị bàn tay to nắm chặt. Mai Phán Nhi sợ tới mức đang định kêu lên. Quay đầu thấy mới biết đây là oan gia hừ nói. Tỉnh rượu rồi. Ha ha, một chút rượu nhỏ có là gì? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, tay không khách sáo chiếm lấy người con gái, từ trên xuống dưới, không buông tha chỗ nào. Đáng ghét, là anh cố ý có phải không? Mai Phán Nhi có chút hoảng hốt, cảm thấy hình như là cái bẫy. Nếu say thật, có lẽ vừa rồi uống một chén giải rượu giờ mới có tác dụng, mẹ nó, không sớm hơn. Hiện tại tốt hơn một ít. Diệp Phàm cười đáng khinh, két vài cái, sớm vào cái siêu quý danh của Mai Phán Nhi. Tiếng hát nước vang lên, có cả tiếng người con gái đang vui cười đùa giỡn, hai người lớn, không ngờ trong bồn tắm họ cũng hát nước đùa nhau, bây giờ lại không phải là lễ té nước. Không lâu sau, nụ đùa chán rồi, toàn thân người con gái đã hừng hực sức sống, đôi mắt sáng rực, ánh mắt vô cùng quyến rũ. Hắn lôi của quý ra. Nhằm thẳng vào chỗ kín của ả. Âm thanh nhanh mạnh vang lên như quân đang xung trận, phát nào phát nấy đều nhắm đúng chỗ, cái cảm giác âm ấm, ẩm ướt làm người ta có cảm giác như đang ngâm mình bên trong một lớp dịch, một cái lỗ nhanh chóng mở ra. Một lúc lâu, của quý của hắn mới rút ra, có điều vẫn cương như cũ. Người con gái giật mình, sờ một chút, cười khanh khách nói. Anh còn chưa đã sao? Đương nhiên, sức lực của Diệp Phàm vô cùng sung mãn. Ha ha, vừa khéo, một chút nữa thôi. Diệp Phàm cười nói. Được rồi, anh lại tiếp tục đi, không thì lại hại thân. Mai Phán Nhi nhíu nhíu mày, không đành lòng, đồng ý nói. Người đàn ông đương nhiên không khách khí,
nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hai người nằm bên trong bồn tắm nghỉ ngơi. Nói, anh có ý gây rối nhằm mục đích gì? Mai Phán Nhi đang nằm dựa vào người hắn, đột nhiên hỏi. Bọn họ động thủ trước, cô ả Kim Chiết Châu gì gì đó, lại còn nói là tôi sờ mó ả ta. Anh là ai chứ, nếu có sờ mó thì cũng phải sờ Phán Nhi có phải không? Cô như một món hàng thú vị. Diệp Phàm nói. Cái gì? Mai Phán Nhi tức giận lườm hắn, cũng chẳng muốn hỏi gì thêm, kỳ thực trong lòng cô đang vô cùng mãn nguyện. Nhưng Mai Phán Nhi cau mày nói. Anh thấy đấy, mai em còn phải đưa tổng tài Lô Khắc đi. Xem anh xem, gây ra chuyện ầm ĩ. Đánh thì cứ đánh, đừng có đánh người ta thê thảm như vậy. Anh là cao thủ, chỉ cần dạy cho chúng chút ít là được rồi. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Có phải anh có chuyện gì không? Có phải anh gặp phải rắc rối gì không? Không có gì, có chuyện gì đâu, chỉ là chân tay ngứa ngáy muốn vươn vai chút thôi. Diệp Phàm BZTC ười, liếc mắt nhìn Mai Phán Nhi, choàng tay ôm lấy người đẹp, cười nói. Tiếp tục cuộc ân ái đi em, đời người cần biết tận hưởng. Tiết xuân một khắc đáng ngàn vàng lúc nào mới có lại được, ha ha ha. Cái gì mà loạn hết lên thế? Mai Phán Nhi mở miệng mắng yêu nhưng trong lòng đang vô cùng hạnh phúc. Nằm gọn trong người hắn, giống như con mèo nhỏ, miệng thì thầm. Ở đây em có cảm giác an toàn, giống như một ngọn núi vững chãi, rốt cuộc đây là gì vậy hả Hoan gia? Cô Mai và cậu Diệp, hai người đang vui vẻ với nhau, nhưng lại khiến Tống Trị phòng công an quận Đông Thành phải đau đầu. Tống Trị thở dài, đang muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt Lô Vĩ trưởng phòng công an thành phố Thủy Châu hùng hổ xông tới. Vừa mở miệng ra là hỏi ai đánh Diệp Phàm, tại sao không thấy hung thủ đánh người đâu cả, khiến Tống Trị trố hết cả mắt, vô cùng ngạc nhiên. Hắn cười và nhanh chóng giải thích. Nghe nói được Chủ tịch Mai Phán Nhi bảo lãnh rồi, Lô Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị đi vẫn lạnh lùng nói. Tống Trị, cậu nhớ thật kỹ cho tôi, Diệp Phàm ở huyện Cổ Xuyên là đại ca của Lô Vĩ này. Nhớ chưa, sau này phải chú ý một chút. Vâng, vâng. Tuy rằng Tống Trị cũng là quan, người ta gọi hắn là trưởng phòng Tống, nhưng thực ra chỉ là một chức trưởng phòng nho nhỏ. Hắn ta vội vàng gật đầu lia lịa, cung kính tiễn ông quan lớn Lô Vĩ ra về. Trưởng phòng Tống, vừa rồi nguy hiểm thật, may mà không phải tay chân của Diệp Phàm. Nói cho cùng, cái tên vừa rồi mồm toàn mùi rượu, hỏi gì không biết. Hơn nữa, hắn xung là vớ vẩn. Ngay cả tôi cũng không thể chịu nổi, chỉ muốn cho hắn một cái bạt tai, may mà tha cho hắn. Một cậu cảnh sát trẻ đứng bên cạnh Tống Trị, tuy trong lòng còn chút sợ hãi vẫn nói. Trưởng phòng cái con khỉ, cậu thấy chưa, trưởng phòng Lô mới thực sự là trưởng phòng, còn tôi chỉ là một trưởng phòng nhỏ, cái gì mà trưởng phòng với không phải trưởng phòng, lại cũng không phải là một chức vụ trưởng phòng lớn gì. Tống Trị tức giận mắng tên thuộc hạ. Liếc mắt nhìn mấy tên thuộc hạ, hừ nói. Nhớ lấy, đồng chí Diệp Phàm là đại ca của trưởng phòng Lô, rõ chưa? Rõ. Tất cả mấy đồng chí cảnh sát trả lời đúng điều lệnh. Về đi, ầm ĩ cả buổi tối rồi. Tống Trị xua xua tay, đang muốn đi về, nhưng lại nghe thấy tiếng của Lý Sương Hải phó giám đốc sở công an tỉnh ngoài cửa. Đồng chí Diệp Phàm đang ở đâu? Tống Trị người run cầm cập, lòng đang thắc mắc tại sao phó giám đốc Lý lại tới đây? Mã Quốc Chính bí thư đảng ủy công an tỉnh vừa mới bị bắt, hiện thời sở do phó giám đốc Lý phụ trách, không thể ngờ ông ta lại có thể đến cái phòng nhỏ bé này lúc nửa đêm. Tống Trị cuống quýt đón tiếp, mặt tươi cười nói. Phó giám đốc Lý, đã muộn như vậy rồi vẫn còn đến đây kiểm tra. Đồng chí Diệp Phàm đâu? Lý Sương Hải hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ta được chủ tịch Mai của đài truyền hình Giang Nam bảo lãnh rồi, chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm. Tố Trị trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết mình thả người rốt cục là đúng hay sai. Xem tình hình này, có vẻ như Lý Sương Hải đến là vì Diệp Phàm. Hiểu nhầm cái gì? Nghe nói đồng chí Diệp Phàm bị một đám bợm nhậu tấn công, làm sao có thể là hiểu nhầm được, lập tức điều tra rõ cho tôi, phải xử lý hung thủ, không được nể tình gì hết. Lý Sương Hải chụp mũ quy kết, liệt ngày Diệp Phàm vào danh sách người bị hại. Việc này làm Tống Trị toát cả mồ hôi hột. Rõ ràng, nguyên nhân hàng đầu khiến Lý Sương Hải đến đây là Diệp Phàm. Vì vậy, hắn thì thầm. Phó giám đốc Lý, để tôi kể cụ thể sự việc cho ông nghe. Lúc ấy là như thế này. Hừ,
có phải cậu sợ Cố Nhất Vũ phải không? Thái độ của Lý Sương Hải vô cùng cứng rắn, liếc mắt nhìn Tống Trị, đột nhiên hắn đập bàn, lớn tiếng quát. Lập tức đem Cố Nhất Vũ cùng đám người kia đến tra hỏi rõ ràng cho tôi, phải phạt thì phạt, biết chưa? Phó Giám đốc Lý, việc này, Chủ tịch Mai đã nói Lô Khắc Lang và đám người kia đều là khách cô ta mời tới, lúc đó. Tống Trị nói tới đó, Lý Sương Hải lạnh lùng nói. Lời tôi nói cậu bỏ ngoài tai phải không? Có phải cậu chỉ nghe theo lời của đồng chí Mã Quốc Chính thôi phải không? Có phải cậu muốn đi cùng ông ta không? Tôi lập tức đi bắt người đây. Tống Trị vẻ mặt khẩn khoản, không dám tranh cãi gì thêm, lập tức dẫn theo một đám người đi. Trưởng phòng Tống, việc này làm thế nào? Nghe nói Chủ tịch Mai là người của Mai gia ở thủ đô, lẽ nào không nể mặt cô ta? Một tên thuộc hạ của Tống Trị tỏ vẻ khó xử. Làm thế nào ư, giải quyết cái khỉ mốc, Chủ tịch Mai là người nhà Mai gia ở thành phố, lẽ nào Phó Giám đốc Lý không để ý đến chuyện đó sao? Vừa rồi các cậu không nghe thấy à? Phó Giám đốc Lý bảo tôi đến tìm Mã Quốc Chính, bây giờ Mã Quốc Chính đang ở nơi quái quỷ nào không biết, cậu có biết không, không thì cậu đi tìm đồng chí Mã Quốc Chính ngay cho tôi, hừ. Tống Trị tức giận mắng. Mã Quốc Chính không ở trong trại giam sao, bị bắt rồi mà. Nam thanh niên trẻ đứng im không dám hó hé gì thêm nữa. Trải qua nhiều việc như vậy, cuối cùng trời cũng sáng. Dĩ nhiên Tống Trị không dám bắt phó chủ tịch thành phố Thủy Châu Cố Nhất Vũ. Nói đùa, một trưởng phòng bé nhỏ lại đi bắt một cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa, người ta còn có địa vị, vì vậy, một tên nhãi nhép sắt theo một đám cảnh sát, lượn lờ trên phố mấy tiếng đồng hồ mà không dám trở về cục, sáng sớm đã nhanh chóng báo cáo với phó giám đốc sở Lô Vĩ. Theo chỉ thị của quyền giám đốc sở Lý Sương Hải. Đã có chỉ thị xếp Lý rồi, lập tức bắt người. Lô Vĩ không nói gì thêm, hạ lệnh ngay, đương nhiên là việc bắt người đã có cục lo, Tống Trị chỉ là người trợ giúp. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm. 9 giờ ngày hôm sau, Mai Phán Nhi đang nằm trong lòng Diệp Phàm bừng tỉnh dậy, vừa bật máy điện thoại lên, chuông máy lập tức reo. Nghe máy mới biết đám Lô Khắc Lãng và Cố Nhất Vũ đã bị bắt về Cục Công an thành phố Thủy Châu. Hỏi mới biết là do lãnh đạo muốn điều tra rõ ràng việc bọn họ đánh Diệp Phàm, hơn nữa đây còn là lệnh của Sở Công an tỉnh. Rốt cuộc anh định quấy phá đến khi nào đây? Mai Phán Nhi tức giận, lấy hết sức lay Diệp Phàm tỉnh dậy, hắn ta vẫn mắt nhắm mắt mở, hỏi. Làm gì vậy? Vừa mới được gặp một người đẹp, chưa kịp làm gì thì đã bị em lay tỉnh dậy rồi, thật đáng tiếc. Lại còn người đẹp, anh lúc nào cũng chỉ mơ tưởng tới người đẹp thôi. Hôm qua anh đến tìm ai ở trên sở công an tỉnh nhờ giúp, đám Lô Khắc Lãng lại bị bắt rồi, hiện đang bị thẩm vấn ở Cục Công an thành phố Thủy Châu kìa, anh xem, giờ em không biết phải làm thế nào đây. Lô Khắc Lãng là người đại diện cho công ty Hồng Kông đến đàm phán, sau này anh bảo em biết làm thế nào. Nếu cái hạng mục hợp tác kia bị hỏng thì sẽ đi tong đến hàng trăm triệu. Mai Phán Nhi oán trách. Anh thực sự không dám làm gì, em cũng không phải là không biết, từ tối qua đến giờ chúng ta luôn ở bên nhau, kỳ lạ thật, rốt cuộc là ai làm vậy, để anh hỏi Lô Vĩ rồi nói tiếp. Vẻ mặt Diệp Phàm cũng tỏ vẻ đầy thắc mắc, Mai Phán Nhi cho rằng hắn giả vờ, đúng là lộn hết cả tiết, sau khi được Diệp Phàm vỗ về thì đã bình tĩnh hơn, hắn mở máy bật nguồn, lập tức chuông điện thoại vang lên. Đại ca, tối qua anh làm gì mà tắt máy vậy? Tề Thiên nói với tôi rằng anh đến Thủy Châu rồi, còn nói anh hỏi phòng họp Hoàng Thị, sau đó, vô tình biết ở phòng họp Hoàng Thị có người đánh nhau. Tôi vừa hỏi mới biết đó là anh, đến phân cục ở Đông Thành hỏi mới biết anh được Chủ tịch Mai bảo lãnh rồi. Ôi, lại còn không thể liên lạc với anh, lo chết đi được. Đại ca đúng là lợi hại, không ngờ lại có thể khiến Lý Sương Hải ra mặt, để xem hôm nay tôi trừng trị bọn Cố Nhất Vũ thế nào. Mẹ nó! Trước kia ỷ thế là phó chủ tịch thành phố Thủy Châu, hôm nay, để tôi dạy hắn một bài rồi hắn nói, dám tranh giành vị trí của tôi. Lô Vĩ nói như súng liên thanh. Dừng lại, rốt cuộc sao lại như thế này? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Tối qua đích thân phó giám đốc xử lý đến phân cục Đông Thành, ra lệnh cho Tống Trị phải điều tra một cách rõ ràng đám bợm nhậu đã đánh anh. Tống Trị chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé, nào dám đi bắt Cố Nhất Vũ. Nghe đâu Lô Khắc Lãng còn là người của tập đoàn truyền thông Hồng Kông. Còn có một cô bé người Hàn Quốc. Lô Vĩ nói, hắn đột nhiên chuyển giọng, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Lẽ nào đại ca không biết,
phó giám đốc Lý không phải do đại ca mời đến sao? Không phải, tôi không biết tí gì, tối qua điện thoại hết pin, vì vậy tôi không nói chuyện với ai cả. Nhưng, cô bé người Hàn Quốc kia thì phải chỉnh đốn một chút, mẹ nó, không ngờ nó dám nói là tôi sờ ngực nó, đợi đến khi nào tôi làm vậy thật thì biết tay, dám đùa giỡn với tôi à? Còn cả Cố Nhất Vũ, dạy bảo hắn chút ít cũng tốt. Việc này đừng làm lớn quá, ảnh hưởng không tốt. Diệp Phàm nói. Lòng hắn thầm nghĩ, tối qua tên Tống chị kia đã nói hết cho thư ký của Thủ tướng là Trần Nguyên Giã. Lý Sương Hải đánh giá là thư ký Trần đã điều khiển ra. Phỏng chừng, Thủ tướng có ấn tượng xấu với chúng ta rồi. Tuy nhiên, Quản Nhất Minh làm khó mình cũng phải cho lão ta nếm mùi khó chịu một chút mới được. Tôi hiểu rồi, có chừng có mực. Nếu sếp Lý hỏi, thì cứ nói là sếp Mai mời đại ca nói vậy. Đại ca thật là rộng lượng đấy. Lô Vĩ cười gượng một tiếng rồi cúp máy. Thằng nhóc này, cười cái gì chứ? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Chương 1313, Uông Quản liên thủ chiến Sương Sơn. Đã thu xếp rồi, Lý Sương Hải sao lại thế này? Mai Phán Nhi không lấy làm dễ chịu cho lắm, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đôi chân nuột nà tuyệt đẹp xoắn vào nhau, còn cố tình cọ vào ai đó mấy cái. Liếc Diệp Phàm nói. Anh còn định xử lý cô bé Hàn Quốc kia như thế nào, hừ, anh dám. Khiêu khích anh, xem ra, không chừng chị em không được rồi. Người đàn ông gào giống lên, dĩ nhiên là không phải vì chủ đề cô gái người Hàn Quốc kia. Nhắc đến chuyện này trước mặt người phụ nữ kia chỉ là thêm dầu vào lửa. Chợt Tiểu Diệp vồ lên giống như hổ đói vồ mồi. Lập tức trong phòng lại tràn ngậy xuân tình, tiếp tục cuộc chiến đấu một cách nhanh chóng. Nguyên Giã, bộ dạng cậu ấp a ấp úng như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi. Thủ tướng nhìn thư ký Nguyên Giã, ôn tồn hỏi. Việc này, Thủ tướng, tối qua xảy ra một việc nhỏ, tôi không biết có nên kể hay không. Trần Nguyên Giã nói. Nói đi, chuyện nhỏ gì mà khiến ông khó chịu như vậy? Thủ tướng hỏi. Tối qua điện thoại reo. Nhấc máy nghe mới biết là Bí Thư Diệp, người đã phá vụ án thảm sát 88 ở thành phố Ngư Đồng, đánh nhau với người ta, nghe nói là uống say bị các đồng chí công an của phân cục Đông Thành, thành phố Thủy Châu bắt, đó là điện thoại của một trưởng phòng tên là Tống Trị gọi tới. Trần Nguyên Giã vẻ mặt nghiêm trong nói. Hắn ta không trở về Việt Đông làm việc, chạy tới Thủy Châu làm gì, sắp cuối năm rồi, các công việc đều rất bận. Kỳ cục, lại còn uống rượu say mèng, còn giống một cán bộ sao? Thủ tướng mặt nghiêm lại, hừ nói. Không phải, lúc ấy Tống Trị nói là Bí Thư Diệp miệng luôn lẩm bẩm rằng, hai người bọn họ đã sắp xếp cả rồi, muốn cô lập tôi. Quản Nhất Minh, học viên ưu tú của trường đảng làm được cái quái gì chứ? Trần Nguyên Giã cảm thấy hơi khó chịu khi phải nhắc lại những lời nói của trưởng phòng Tống Trị. Lời này có ý gì? Đuôi mày thủ tướng nhảy lên một cái, hừ nói. Thủ tướng, tôi hỏi qua rồi. Trần Nguyên Giã có vẻ hơi lo lắng, chủ yếu là do sợ thủ tướng trách mình tự dưng đi nghe chuyện linh tinh. Nghe được cái gì, nói đi. Mặt thủ tướng không hề biến đổi chút gì, hỏi. Nghe nói lúc ấy vì Việt Đông là tỉnh lớn, lần này Trung Thang Can đang tập trung xây dựng đội ngũ vì vậy có ba đầu mối chính, một là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phượng Quốc Hưng, một người là đồng chí Tằng Khải phó chủ tịch thành phố Việt Châu, một vị là đồng chí Diệp Phàm của Ngư Đồng. Nghe nói do Diệp Phàm xử lý không thỏa đáng chuyện ở Sơn Trang Đông Pha, bị phó bí thư tỉnh ủy Quản Nhất Minh cách chức. Cho nên, lúc đồng chí Diệp Phàm đến học ở trường đảng, hắn không có chức vụ gì, chỉ đến khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Việt Đông khôi phục chức vụ, nói là hắn ta tạm thời nghỉ ngơi, đi học trước đã. Học nửa năm nay rồi, toàn trường đảng đều có cấp bậc hết đồng chí Phượng Quốc Hưng cấp bậc là ưu, Tăng Khải cấp là lương, lần này chỉ có một mình đồng chí Diệp Phàm được học viện xuất sắc thôi. Nghe nói, còn là hiệu trưởng đường đích thân cấp bằng cho, xem như là vinh dự nhất rồi. Tuy nhiên, ba người đều cùng nhau về rồi, đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy báo cáo trước. Trưởng ban cổ tiếp bọn họ, chỉ có điều, trưởng ban cổ nói là do tỉnh ủy Việt Đông và ban tổ chức trung ương quyết định. Đồng chí Phượng Quốc Hưng được đề bạt làm phó trưởng ban thường vụ, đồng chí Tăng Hải vẫn là cấp giám đốc sở, chỉ là được đề bạt lên ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố Việt Châu. Chỉ có đồng chí Diệp Phàm là chưa thấy nói gì. Nghe nói chuyện Diệp Phàm, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã báo cáo phó bí thư quản Nhất Minh rồi. Tuy nhiên bí thư quản nói, cuối năm bận quá,
phải đợi đến đầu năm sau mới sắp xếp. Cho nên, việc này cứ kéo dài thế. Trưởng ban cố động viên Diệp Phàm, bảo đồng chí ấy về nghỉ ngơi một thời gian. Chập tối hôm qua, Diệp Phàm sau khi uống rượu chúc mừng Tăng Khải được đề bạt xong thì liền về Thủy Châu rồi. Không ngờ đến Hoàng Thị Hội đã xảy ra chuyện, nghe nói lúc ấy có 7-8 người đánh một mình cậu ấu, may mà cậu ấy có bản lĩnh, nên không việc gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm chẳng nói được gì, có lẽ là do uống say rồi. Mà Tống Trị không biết Diệp Phàm là ai, cho nên liền lục ví tiền, lục thấy danh thiếp có ghi số điện thoại của tôi nên liền gọi điện đến. Đêm qua tôi sợ Diệp Phàm lạ nước lạ cái, bị đánh trong đồn công an, bởi vì đối đầu còn có bí thư Cố Nhất Võ ở khu kinh tế mới Thủy Châu, người này vẫn là phó chủ tịch thành phố Thủy Châu. Còn có một nguyên nhân nữa, nghe nói trước kia đồng chí Diệp Phàm và Cố Nhất Võ cùng tranh chức bí thư quận ủy khu kinh tế mới Hồng Liên. Tôi sợ đồng chí Diệp Phàm bị thương, cho nên, tối hôm qua tôi đã lấy danh nghĩa thư ký của ngài để gọi điện cho đồng chí Lý Sương Hải, quyền giám đốc sở công an tỉnh Nam Phúc, để bảo anh ấy xử lý chuyện này. Bảo đồng chí ấy đợi khi Diệp Phàm tỉnh rượu thì hỏi cho rõ việc này. Thủ tướng, việc này có phải là tôi đã giải quyết không đúng hay không? Hôm qua muộn quá rồi, tôi không dám làm phiền ngài, hơn nữa đây chỉ là chuyện nhỏ. Trần Nguyên Dã nói, ừ, không sao, anh xử lý khá lắm. Nếu đồng chí Diệp Phàm say, trước tiên phải bảo đảm an toàn bản thân. Anh đi đi, chuyện này cứ như vậy. Thủ tướng khoát tay, Trần Nguyên Dã vừa ra ngoài, thủ tướng liền nghiêm mặt hẳn lên. Ngẫm nghĩ một chút, thủ tướng lấy điện thoại ra gọi, nói. Đồng chí Sương Sơn, danh hiệu học viên xuất sắc là do chính tay Đường Hạo Thông trao tặng cho đồng chí Diệp Phàm, đồng chí nói với Thường ủy Việt Đông một chút. Thủ tướng chỉ nói một câu, liền cúp điện thoại. Làm cho Triệu Sương Sơn đứng sững sờ một lúc, lẩm bẩm nói. Rốt cục là xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên thủ tướng lại nhắc đến việc này? Ha ha, lão quản, ông đòi đấu với tôi, thì sẽ cho ông nếm mùi. Không lâu sau, Triệu Sương Sơn đi vào phòng hội nghị thường vụ. Nhìn các ủy viên thường vụ một cái, nở một nụ cười quỷ dị, khiến chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền, và quản Nhất Minh cảm thấy khó hiểu. Có lẽ có đại tin tức gì đây? Mọi người ngồi đi, hôm nay vốn chỉ là thảo luận vấn đề cái tạo nội thành cũ. Đã cuối năm rồi, nếu không quy hoạch tốt thì lại phải đợi sang năm, năm này kéo dài sang năm khác, lúc nào mới xong được. Triệu Sương Sơn mở màn như vậy, sau đó nói tiếp. Tuy nhiên, trước khi họp tôi phải nói chỉ thị ban nãy của Thủ tướng. Nghe lão Triệu vừa nói đến chỉ thị của Thủ tướng, các ủy viên đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Sương Sơn. Mà Uông Chính Tiền và quản Nhất Minh trong lòng cũng đang nói thầm, phỏng chừng lão Triệu hôm nay cười, có lẽ là có chuyện chẳng tốt đẹp gì đối với mình. Vừa nãy, tôi nhận được điện thoại của Thủ tướng, chỉ có mỗi một câu, đồng chí Sương Sơn, danh hiệu học viên xuất sắc là do chính Đường Hạo Thông trao tặng, ông nói với các ủy viên thường vụ Việt Đông một tiếng. Triệu Sương Sơn nói xong liền thản nhiên cười, nhìn quản Nhất Minh một cái, quả nhiên, ông ta đang cúi gằm mặt xuống. Các vị nói xem, câu này của Thủ tướng là có ý gì? Tôi nghĩ mãi mà chẳng ra. Triệu Sương Sơn hỏi. Bí thư Triệu, lần trước về việc điều chỉnh công tác của đồng chí Diệp Phàm sau khi từ trường đảng trở về, vì lúc đó thời cơ chưa chín muồi, cho nên mới tạm gác lại. Bí thư quản nói cuối năm bận quá, nhưng Phượng Quốc Hưng và Tăng Khải đều đã được đề bạt rồi, trong khi đồng chí Diệp Phàm là học viên xuất sắc. Hơn nữa, còn là do đồng chí Đường Hạo Thông trao tặng. Thủ tướng lại đích thân hỏi đến, liệu có phải? Diệp Đông cố ý nói, vì lần trước Diệp Phàm giúp Túc Nhất Tiêu cho nên Diệp Dông cũng muốn trả ân tình này. Tôi nhớ rồi, hình như lần trước, đồng chí NP đến Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán báo cáo công tác, nghe nói được ăn cơm cùng Thủ tướng. Lúc này, Phó Chủ tịch tỉnh Lỗ Đông Lai cũng lên tiếng. Ừ, đồng chí Diệp Phàm được ăn cơm cùng Thủ tướng, lại được danh hiệu học viên xuất sắc nữa. Điều này là vinh dự với tỉnh Việt Đông chúng ta. Nếu đã đề bạt hai đồng chí Phượng Quốc Hưng và Tăng Khải rồi thì, chuyện của đồng chí Diệp Phàm có phải nên? Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lâm Phong vì chuyện của con trai, Diệp Phàm đã giúp đỡ cho nên cũng ủng hộ Diệp Phàm. Vốn Lâm Phong và Triệu Sương Sơn cũng không phải là hợp phách nhau cho lắm, lần này Lâm Phong giúp Diệp Phàm, không phải là Triệu Sương Sơn. Vậy các đồng chí xem. Ở tỉnh chúng ta có vị trí nào thích hợp với đồng chí Diệp Phàm? Triệu Sương Sơn đương nhiên liền thuận thế,
tung ra những lời này. Tự nhiên, cũng là nước chảy thành sông, Triệu Xương Sơn không cần mất một chút sức lực nào cũng có thể bố trí được cho Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm nguyên là bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng, năm nay tròn 24 tuổi. Nếu đề bạt lên cấp giám đốc sở, e là trái với nguyên tắc tổ chức. Uông Chính Tiền đương nhiên không đồng ý để Diệp Phàm lên cấp giám đốc sở. Giám đốc sở thì không được, nếu đã không về thành phố Ngư Đồng được, thì bên thành phố Triều Châu kia không phải còn trống một ghế phó chủ tịch thành phố hay sao? Quản Nhất Minh đương nhiên không dám đấu chọi với thủ tướng rồi. Hơn nữa, thủ tướng lại khéo léo đưa Đường Hạo Thông vào, hai ông lớn như vậy ra mặt, thì ai dám không bố trí công tác cho Diệp Phàm? Tuy nhiên, lão quản cũng không để cho Diệp Phàm dễ chịu, bố trí thì được thôi, nhưng vào vị trí nào thì vẫn phải qua mình. Quản Nhất Minh đúng là thâm hiểm, thành phố Triều Châu còn kém hơn cả Ngư Đồng, lại không phải là thường ủy viên, như vậy không phải càng sống càng kém hay sao, thế này thì lão quản dễ dàng bóp chết được đồng chí Diệp Phàm.